Nói thế nào nhỉ, thoạt nhìn thì ai cũng tưởng thanh kiếm kia là một cái que cời lửa đã rỉ sét đen xì. Vương Đức liếc nhìn nó, suýt chút nữa đã bật cười. Một thứ xấu xí như vậy mà Triệu gia cũng dám lấy ra, đúng là không biết xấu hổ, theo như lão ta thấy thì thanh kiếm đó chẳng có chút tính khiêu khích nào. Thanh kiếm này, tên là Ô Nhạc. Lão Tôn bước ra, lấy thanh kiếm từ tay của Võ Nhị. Rất rõ ràng, ông ấy sẽ là người dùng thanh kiếm này để đấu với Vương Đức. Vương huynh, mời. Lão Tôn cầm kiếm đứng sừng sững. Rác rưởi. Vương Đức không che giấu sự khinh bỉ, cầm kiếm lao tới chém. Keng. Lão Tôn cũng không hề yếu, nhanh chóng giương kiếm lên. Không ai được phép dùng đến chân nguyên. So kiếm rất đơn giản, muốn xem thanh kiếm nào sắc bén hơn, chỉ cần cho chúng va chạm tại chỗ là có thể phân cao thấp ngay. Keng, keng. Hai thanh kiếm va chạm nhau dưới sự theo dõi của mọi người, ngay khi tiếng kim loại va vào nhau vang lên thì những tia lửa cũng bùng lên dữ dội. Lão Tôn lùi lại. Vương Đức cũng vậy. Thanh kiếm Ô Nhạc của Triệu gia vẫn còn nguyên vẹn, trong khi thanh kiếm Hàn Xương của Liễu gia đã bị đánh bể ra một khoảng hở. Không sai, nó đã bị đánh bể ra một khoảng hở không nhỏ. Mọi người đều nhìn thấy những mảnh vỡ của kiếm Hàn Xương bay ra ngoài, tiếng của những mảnh vỡ rơi xuống đất cũng khá rõ ràng. Chuyện này, người trên phố sững sờ, chắc chắn là họ không nhìn nhầm, trong trận phân định thắng bại này, kiếm Hàn Xương của Liễu gia đã bại trận, bị kiếm Ô Nhạc của Triệu gia đánh bể. Đúng như mong đợi, Triệu Bân xách một bầu rượu, không thèm nhìn tới kết quả, tuy kiếm Hàn Xương kia không tệ, nhưng cũng chẳng phải là thứ gì tinh túy, kiếm Ô Nhạc của hắn mặc dù có vẻ ngoài không ưa nhìn, nhưng chất liệu tạo thành vô cùng tinh túy, không lẫn tạp chất. Chuyện này, làm sao có thể? Vương Đức ngẩn người không kịp phản ứng, nhìn thanh kiếm trong tay mình mà không thể tin nổi, khoảng hở của thanh kiếm bị đánh vỡ lúc này trông vô cùng chói mắt. Thanh kiếm đó nhất định không phải của Triệu gia các ngươi, nhất định là các ngươi đã mượn ở nơi khác để che mắt mọi người. Đám sai vặt của Liễu gia quát lên, mấy tên này không hề ngu, cũng không phải là không có khả năng Triệu gia đi mượn kiếm để giữ thể diện. Nếu các ngươi nghĩ như vậy thì cứ vào trong mà chọn thử xem có món nào tệ hơn không. Triệu Bân vẫn thản nhiên nói. Vương Đức hừ lạnh một tiếng, vội vàng tiến vào trong, muốn tìm ra được chút manh mối. Một hồi lâu cũng không thấy lão ta trở ra. Cho tới khi lão ta trở ra, lão ta thật sự cảm thấy rất nhục nhã, lão ta cũng là quản lý của một cửa hàng binh khí, đã từng duyệt qua vô số binh khí chất lượng khác nhau, lão ta có thể tự nhìn ra được binh khí của Triệu gia quả thực phi phàm, thanh kiếm Ô Nhạc mà Võ Nhị lấy ra kia đúng là thứ hàng kém nhất trong số này. Ngay cả thanh kiếm tệ nhất mà kiếm Hàn Xương của lão ta cũng không thể chống đỡ nổi, nếu như Triệu gia lấy ra những món khác. Lão ta chắc chắn sẽ còn thất bại thảm hại hơn. Bất ngờ, thật quá mức bất ngờ. Cứ tưởng là toàn thắng, ai mà ngờ Triệu gia lại đào được ở đâu nhiều binh khí tốt đến như vậy. Không chọn được món nào tệ hơn sao? Lão Tôn khoanh tay liếc nhìn Vương Đức, sự phách lối ngạo mạn lúc đầu của Vương Đức đã xẹp xuống từ lúc nào. Bọn ta thực sự không thể tìm thấy món nào tệ hơn nữa, Võ Nhị thành thật nói. Hay là bọn ta đi tìm một cái que cời lửa thật đi. Dương Đại cũng nhịn cười, trịnh trọng nói. Họ đang nói cái gì vậy? Đám người trên phố nhướng mày, già trẻ ba người này đang nói như hát, kẻ tung người hứng vô cùng nhịp nhàng. Triệu Bân không thèm nhìn, chỉ ngẩng đầu uống một ngụm rượu. So kẻ binh khí hả, muốn so nữa thì cứ tới đây. Ta chưa lấy ra kiếm Long Uyên là đã chừa mặt mũi cho các ngươi lắm rồi. Đi! Vương Đức phất áo choàng, ảo não rời đi, nét mặt già nua xanh mét. Hôm nay đi gây hấn chẳng những không được ít lợi gì, mà còn phải chịu nhục nhã quay về. Chỉ vậy mà đã, đi rồi. Người trên phố cảm thấy mơ mơ hồ hồ, so binh khí mới vậy mà đã xong rồi sao? 50 lượng một món, giảm giá 2 phần 10 cho những người có mặt ở đây. Lão Tôn vừa nói vừa cười. Lão Tôn vừa dứt lời, đã thấy một người đàn ông trung niên bước vào cửa hàng binh khí Triệu gia, người này cũng là một người có mắt nhìn hàng tốt. Hơn nữa dáng vẻ ảo não khi rời đi của Vương Đức chính là bằng chứng tốt nhất cho chất lượng binh khí của chỗ này. Mà người bước vào cũng không chỉ có một mình ông ta. Chỉ trong chớp mắt, có vô số người cũng bước theo vào bên trong cửa hàng. Đập vào mắt bọn họ là đống vũ khí bầy la liệt đầy các kệ hàng, 18 loại vũ khí món nào cũng có, lại có không ít món phát sáng rực rỡ,
đúng là chỉ cần tùy tiện chọn đại một món cũng có thể chọn chúng hàng thượng phẩm. Đao tốt, 40 lượng, ta muốn mua thanh kiếm này. Ta rất thích cây thương này. Ngay lập tức, bên trong cửa hàng trở nên vô cùng nhộn nhịp, đủ mọi loại người đã xuất hiện. Tin tức bùng nổ và càng lúc càng có nhiều người kéo đến hơn. Phố lớn náo nhiệt nay lại càng náo nhiệt hơn nữa, hàng dài người đổ xô chen chúc vào cửa hàng binh khí Triệu gia. Thiếu gia, cửa hàng binh khí này cuối cùng đã giữ được rồi. Lão Tôn vừa thu tiền vừa suýt xoa, dường như đã trẻ lại không ít tuổi. Nguyện ông nội trên trời có linh thiêng. Triệu Bân cười nói, ánh mắt sáng ngời, hắn không chỉ phải giữ lại được cửa hàng binh khí, mà còn phải giữ được thể diện của Triệu gia, sự nhục nhã mà hắn từng chịu đựng, hắn sẽ từng bước trả lại cho kẻ thù gấp trăm lần. Làm sao có thể? Tại cửa hàng binh khí Liễu gia, Liễu Thương Hải đang cảm thấy vô cùng nhục nhã. Vốn tưởng rằng lần này có thể tới làm nhục Triệu gia, nhưng ai mà ngờ được mọi chuyện lại trở thành như vậy, lão ta lại đi tự đập nát thanh danh của cửa hàng nhà mình. So binh khí, Liễu gia của lão ta đã đại bại. Nếu chuyện này mà bị báo cáo lên gia tộc, thì lão ta sẽ khó tránh khỏi bị quở trách, trở thành kẻ vô dụng của Liễu gia. Khắp phòng đều là binh khí tốt. Vương Đức thấp giọng nói nhỏ, đừng tưởng rằng Lưu Thương Hải có tu vi thấp mà xem thường, xét về mức độ tàn nhẫn thì không ai có thể qua mặt được lão ta. Chẳng lẽ bên đó có luyện khí sư? Bên cạnh có người nhắc nhở lão ta. Lão Đao đâu? Hôm qua Liễu Thương Hải bảo hắn ta đi phóng hỏa, vậy mà hôm nay vẫn chưa thấy về, là con mẹ nó đường rồi hay sao? Chẳng có tin tức gì của hắn ta cả. Tìm hắn đi, Liễu Thương Hải tức giận nói, còn nữa, nhanh chóng điều tra cửa hàng binh khí Triệu gia cho ta. Sao cơ, Liễu gia đọ kiếm, bại rồi. Thành Vong Cổ vào buổi sáng sớm vẫn rất phồn hoa. Cảnh phồn hoa này được thêm vài nét náo nhiệt vì một trận đọ kiếm, cả con đường đều đang bàn tán. Thật hay đùa thế? Ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ lại là giả? Kinh thế cơ à? Lời bàn tán rất nhiều, liên tục không ngớt, chủ yếu vì đông người, ai cũng đang nói về điều này. Mau mau, cửa hàng binh khí Liễu gia mở cửa rồi. Giữa những lời bàn tán, một tiếng hô vang lên. Thế nhưng, cảnh tượng ào ào lao tới của ngày trước đã không tái diễn vào hôm nay, cũng không ai hô hào đòi tranh giành nữa. Người đâu hết rồi? Chạy đi đâu hết rồi? Hiển nhiên, họ chạy sang cửa hàng binh khí Triệu gia hết rồi. Hai bên đều có vũ khí tốt, nhưng bên Triệu gia rẻ hơn, đã vậy phẩm cấp còn cao hơn, chỉ có kẻ ngốc mới mua bên Liễu gia, ai cũng hổ báo dữ dằn cả. Hôm nay không mua thì ngày mai sẽ hết đấy. Đến lúc này rồi nhưng đám nô bộc ở cửa hàng binh khí Liễu gia vẫn còn vênh váo tự đắc mà hô hào vang dội. Mua cái đầu ngươi. Đám người võ tu đáp lại như vậy. Rất sắc bén, âm lượng cũng rất to. Mẹ kiếp, họ đã muốn mắng từ lâu rồi. Đọ kiếm đã thua mà còn tỏ thái độ khó chịu, chẳng ai muốn chiều chuộng các ngươi nữa đâu. Cũng phải, trước kia họ chạy tới Liễu gia mua binh khí vì không còn cách nào khác, bao nhiêu binh khí tốt bị gia đình này lũng đoạn cả rồi. Bây giờ tình thế đã khác, họ có thêm lựa chọn, thái độ tốt mà binh khí cũng tốt, ai bị ngốc mới tới Liễu gia. Hay lắm. Một tiếng hô hào chẳng lôi kéo được ai mà còn rước thêm một trận mắng chửi, đúng là xấu hổ ghê. Khung cảnh trông khá châm biếm. Cùng là cửa hàng binh khí, Liễu gia không ai ngó ngàng, Triệu gia đông vui tấp nập, sự đối lập quá rõ ràng. Được, được lắm. Trên lầu gác, Liễu Thương Hải nghiến răng kèn kẹt, không những mất mặt mà đến cả chuyện làm ăn cũng bị cướp mất. Hai phần, tất cả giảm giá hai phần. Trước cửa hàng binh khí Triệu gia. Võ Nhị xách theo chiêng đồng, dõng dạc hô lên. Không cần hắn ta hô hào thì dòng người vẫn cuồn cuộn không dứt, đúng thật là, ngày thường không ai đếm xỉa tới còn hôm nay thì làm ăn quá mức phát đạt, không còn lời gì để nói. Trong cửa hàng, Triệu Bân sắm vai đại trưởng quỹ, đâu ra đấy, hắn chỉ cần thu tiền là xong, bạc tiền nhiều lắm. Chuẩn bị xuất chiêu thế nào đây? Triệu Bân thầm nghĩ, việc làm ăn bị cướp mất rồi. Đương nhiên bên phía Liễu gia không thể ngồi yên được. Cứ đợi mà xem. Không đầy ba ngày, chắc chắn chúng sẽ dở trò. Ví dụ như hạ giá bán binh khí, dùng cách này để cạnh tranh ác ý, cũng là chuyện mà người trong giới thường làm. Ngoài ra chắc chắn còn cách khác độc địa hơn, ví dụ như mua hết sạch binh khí của nhà hắn để lũng đoạn thị trường. Khả năng tài chính của Liễu gia hoàn toàn có thể làm được điều này,
nhưng không biết Liễu Thương Hải có đủ hào phóng đến thế không, dù sao thì khoản chi này không hề nhỏ, không chỉ đơn giản là vài trăm lượng bạc đâu. Thế nên, hắn phải chuẩn bị từ sớm. Phải chăng đêm nay ta nên ra ngoài đi dạo nhỉ? Triệu Bân sờ cằm. Quầy thuốc của Liễu gia, có biết bao nhiêu dược liệu, tiền trang của Liễu gia, có biết bao nhiêu ngân lượng, để đó cũng ngốc thôi. Thiếu gia Triệu gia. Hắn đang nghĩ ngợi thì thấy một đại hán râu ria xồm xoàm đứng trước quầy, đang nhìn hắn mà cười khà khà. Triệu Bân lập tức dừng suy nghĩ. Hắn biết đại hán này, gã từng mua binh khí ở Liễu gia. Hắn nhớ gã có một thanh đao đầu quỷ, hắn từng mượn để xem thử. Đao này, có thể rẻ hơn được không? Đại hán râu ria xồm xoàm cười khà khà, chỉ vào thanh đại đao trong lòng mình. Gã vừa mới chọn được nó từ cửa hàng binh khí Triệu gia, phẩm cấp chắc chắn cao hơn đao của gã, thế nên, gã muốn đổi một thanh đao tốt hơn. Không mang đủ tiền hả? Triệu Bân cười. Không đủ lắm, đại hán khá lúng túng, hôm đó dốc hết tiền bạc trong nhà mới mua được một thanh đao ở cửa hàng binh khí Liễu gia, bây giờ đâu còn tiền nữa. Có thể lấy binh khí của ngươi ra đổi. Triệu Bân cười cười, nên làm thế này mới đúng, từ đó đổi lấy binh khí thành phẩm. Đổi xong, hắn đem về tôi luyện một phen là có thể đem ra bán lần hai, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm công sức. Ta đợi mỗi câu này thôi đấy. Đại hán râu ria xồm xoàm bật cười, đặt thanh đao đầu quỷ của mình lên quầy tính tiền, nghe keng một tiếng. Đao này cộng thêm 10 lượng nữa là có thể mang đao của nhà ta đi, Triệu Bân định giá. Ta mua đao này hết 50 lượng đấy. Đại hán râu xồm bĩu môi. Đao với đao có sự khác biệt mà. Triệu Bân cười cười, bắt đầu giở trò lừa bịp, người làm kinh doanh chỉ chú trọng kinh doanh, nếu có thể kiếm được nhiều tiền thì tội gì phải kiếm ít. Nếu vậy thì hôm khác ta tới. Đại hán râu xồm ho khan, quay người đi luôn, thực sự hết tiền rồi, 10 lượng bạc cũng không phải con số nhỏ. Ngày mai sẽ là 50 lượng đấy. Triệu Bân đứng dậy, vươn vai một cái. Đừng mà. Đại hán vừa mới đi đã quay lại. Không có tiền thì đổi phương pháp khác. Triệu Bân ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho đại hán tiến gần hơn, ta cần binh khí thành phẩm, không cần biết là loại phẩm cấp nào, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đương nhiên là bỏ tiền ra mua chứ không xin xỏ. Nhà ngươi bán binh khí mà, sao còn mua binh khí nữa, đại hán gãi đầu, không hiểu được uẩn khúc bên trong. Ngươi cứ nói xem có hay không. Có chứ. Thế này đi, ngươi để đao của ngươi lại, cầm đao của nhà ta đi, không cần thêm tiền, Triệu Bân xua tay. Lát nữa tìm được binh khí thì đưa đến đây, càng nhiều càng tốt. Ngươi không sợ ta chạy mất à? Đại hán nhanh nhẹn cầm lấy thanh đao, sợ Triệu Bân đổi ý. Có tiền để kiếm, ngươi nỡ chạy à? Triệu Bân tiện tay nhấc bình rượu lên. Được ngay. Đại hán cười khà khà, ôm đao đi mất, thỉnh thoảng còn hà hơi một cái, lấy vạt áo lau lau. Cùng là đao mà quả thực khác biệt thật, so với đao của Liễu gia, thanh đao này bá đạo hơn hẳn. Đi tìm binh khí. Đại hán chân tay nhanh nhẹn, tìm chỗ thu mua binh khí. Thiếu gia Triệu gia nói rồi, không cần biết phẩm chất thế nào, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, đã vậy còn có bạc. Thế này là có thể phát đạt đây. Bỏ tiền ra thu mua rồi bán cho Triệu Bân với giá cao hơn chút, có thể kiếm được ít chênh lệch. Đáng tin đấy. Đùa gì chứ, ta kiếm được nhiều hơn ngươi. Trước quầy tính tiền, Triệu Bân quá cơ trí. Binh khí thành phẩm chỉ cần tôi luyện một phen thì giá cả sẽ đội lên gấp nhiều lần. Hắn có đầu óc làm kinh doanh lắm. Thu mua binh khí thành phẩm. Dòng quy định này nhanh chóng được bày ra. Hắn không theo đúng nghề nên phải nhờ người khác thu mua binh khí thành phẩm giúp hắn. Xin chớ coi thường những người này, họ có nhiều nguồn lắm đấy. Ngày sau sẽ phải đánh trận lâu dài với Liễu gia, cần phải đảm bảo về nguồn hàng. Ta nghĩ rằng ngươi làm thương nhân hợp hơn võ tu đấy, ngươi thấy sao? Nguyệt Thần tỉnh giấc, liếc mắt nhìn Triệu Bân. Không có tiền thì đâu mua được tài nguyên để tu luyện chớ. Triệu Bân cười khà khà, hắn không hứng thú với việc làm thương nhân, chứ tiền bạc lại là thứ tốt. Gặp được bảo bối mà không có tiền mua thì xấu hổ lắm. Chẳng hề sai. Nguyệt Thần không nói gì, nhưng thần thái đã nói thay tất cả. Đã bảo rồi mà, người từng làm thiếu chủ, đầu óc tốt lắm, tiền nong không thành vấn đề. Chủ yếu là võ tu nào cũng thiếu tài nguyên tu luyện. Triệu Bân đã đứng dậy, quay về tiểu viện. Cửa hàng binh khí khai trương, coi như đã vững vàng. Một trưởng quỹ như hắn chỉ xuất hiện cho có lệ,
nên tìm chỗ nào đó tu luyện rồi. Nếu muốn làm Liễu gia lung lay thì thế này còn lâu mới đủ, thực lực mới là vương đạo. Răng rắc, lại là luyện thể, tiếng xương cốt va chạm với nhau vang lên không ngớt. Bây giờ hắn đã quen với đau đớn rồi. Bóp, trước khi màn đêm ập xuống, âm thanh này lại vang lên, hắn vốn ở cảnh giới ngưng nguyên tầng thứ 5, giờ đây mạnh mẽ tiến vào tầng thứ 6. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hừ một tiếng, chỉ thấy đầu óc đau đớn, đau đến mức đầu như muốn nứt ra. Trong lúc hoảng hốt, dường như hắn nhìn thấy một bóng người, cực kỳ mơ hồ, thậm chí còn xa xôi hơn cả trong mơ. Phen này thú vị rồi đây. Nguyện thần chống cằm bằng một tay, lầm bầm một mình. Cô ta ở trong ý thức của Triệu Bân nhìn thấy thứ gì, cô ta cũng thấy được. Tiếc rằng, cô ta cũng chỉ thấy được một khoảnh khắc mơ hồ, bóng người ấy thực sự quá xa xưa. Làm sao thế này? Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đã khôi phục trạng thái bình thường. Cơn đau kịch liệt trong thời khắc ấy khiến hắn cảm thấy như vừa đi ngang qua quý môn quan, đau hơn cả khi luyện thể. Bất đắc dĩ, hắn đành nhìn về phía Nguyệt Thần. Đêm nay, sắc trời rất đẹp. Nguyệt Thần thong dong nhìn bầu trời. Rất đẹp đấy. Triệu Bân liếc mắt nhìn vào không trung, sau đó đứng dậy, lôi Dạ Hành Y ra. Đêm trăng thanh gió mát thế thì phải làm chuyện gì đó chứ? Ví dụ như, tới Tiên Trang Liễu gia đi dạo. Trăng sáng chiếu rọi, Triệu Bân đi ra khỏi phòng, tay cầm một cái túi, mặc bộ đồ đi đêm. Tiểu viện không có ai, nói cách khác, Lão Tôn, Dương Đại và Võ Nhị còn đang ở trong cửa hàng binh khí. Đứng ở nơi xa còn nghe thấy tiếng bàn tính, rõ ràng là Lão Tôn đang đếm tiền. Hôm nay quán làm ăn phát đạt, có trời mới biết được là đã bán ra bao nhiêu binh khí, cũng có trời mới biết được là nhận vào bao nhiêu binh khí, cho nên phải tính toán cho chuẩn. Thiếu gia, thấy Triệu Bân, Lão Tôn vội vàng đứng dậy. Thu vào nhiều không? Triệu Bân cười hỏi. Danh mục dài lắm. Lão Tôn đưa sổ sách cho Triệu Bân. Triệu Bân nhận lấy. Hắn quét mắt qua, ái chà, con số này thích mắt thật đấy, ra ra vào vào những hơn 5.000 lượng. 3 năm trước cửa hàng binh khí còn chưa kiếm được nhiều vậy. Thiếu gia đếm đi ạ. Lão Tôn ôm hộp gỗ chìa ra, bên trong toàn là ngân lượng và ngân phiếu. Ông cứ đếm là được rồi. Triệu Bân cười nói, lấy ra 3 đính vàng rồi đưa cho mỗi người 1 đính. Cảm ơn thiếu gia, he he. Ngủ sớm đi, ta ra ngoài một chuyến. Triệu Bân nói rồi đi ra khỏi phòng. Ánh trăng hôm nay hơi tối. Hắn đi vào góc đường. Lúc quay ra thì cả người đã mặc đồ đen, vải đen che mặt. Đêm tối, đường không bóng người, chỉ có 1-2 tên say rượu cầm bình rượu đi liêu xiêu, thỉnh thoảng lại ợ một tiếng rồi chửi đồng lên. Triệu Bân như u linh vọt qua. Hắn trốn ở một góc tường, lén nhìn qua tòa nhà đối diện. Tòa nhà này cực kỳ xa hoa, trước cửa trang trí cực kỳ lộng lẫy, biển hiệu Tiền Trang chói mắt. Đó chính là Tiền Trang của Liễu gia ở thành Vong Cổ, có lịch sử hàng trăm năm. Được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện giờ lại kéo quan hệ được với Thiên Tông, nên càng có thêm một lớp bảo hiểm. Tình hình buôn bán nơi này chắc phải gấp bội năm trước, không ai biết được trong đó có bao nhiêu tiền và bảo vật. Triệu Bân đột ngột độn thổ, hắn đã chọn được điểm dừng rồi, sau đó lẻn vào Tiền Trang. Tiền Trang rộng lớn vô cùng, ngoại trừ cửa lớn bên ngoài ra thì bên trong còn có một tiểu viện, có thể được coi là biệt huyển. Tiền Trang mà. Đương nhiên phải có binh sĩ canh gác chứ. Nhìn lên trên, quân đi tuần mang theo đao, quét ngang quét dọc, muốn xông vào thì phải chuẩn bị bị tiêu diệt ngay tại chỗ, vì đến cảnh giới Huyền Dương còn không dám xông vào nữa là. Đương nhiên đây cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Có trời mới biết bên dưới có bao nhiêu cơ quan, một khi đạp phải thì chắc chắn sẽ rút dây động rừng. Liễu gia thật ra khá chuyên nghiệp trong việc phòng hộ. Tú Nhi, Triệu Bân gọi nhỏ, 2 tên cảnh giới Huyền Dương. Một tên ở tòa lầu phía đông nam, một tên ở căn phòng tây bắc, đã ngủ say. Nguyệt Thần lười biếng nằm trên mặt trăng, nói rất tùy ý, nếu không có Nguyệt Thần thì cho Triệu Bân 10 lá gan hắn cũng không dám chạy vào đây. Thuật chạy trốn huyền diệu thật, nhưng không phải là vô địch. Có chân nguyên dao động thì dù có ở dưới đất thì vẫn có thể bắt được cảnh giới Huyền Dương. Tóm lại là có 100 cách để ép ngươi ra được. Bạc ở đâu? Triệu Bân nhìn quanh, hỏi. Địa cung. Nguyệt Thần hỏi gì đáp nấy, ngáp một cái, còn chỉ một hướng cho Triệu Bân. Vốn cô ta không định tham gia vào chuyện này. Nhưng cô ta lại khá có hứng với việc trộm cắp,
Lúc cô ta lớn cỡ Triệu Bân thì cũng không an phận, thường xuyên đi trộm đồ, bảo bối ở nơi nào cô ta cũng rõ. Được thôi. Triệu Bân hiểu ý, cẩn thận đi về phía trước. Hai người ăn ý vô cùng. Nguyệt Thần dẫn đường, Triệu Bân lẻn vào, cũng may có chỉ dẫn của cô ta, nếu không Triệu Bân sẽ động vào rất nhiều cơ quan mất. Không bao lâu sau là đến địa cung. Nói là địa cung, nhưng cũng không chuẩn lắm, gọi nó là địa thất thì chính xác hơn. Tuy nó không lớn nhưng được bảo vệ rất nghiêm ngặt, có cửa đá chặn lại, trước cửa đá còn có hai thị vệ cầm đao đứng hai bên trái phải. Nếu bị chặn lại thì sẽ bị đánh một trận tơi tả. Với hai tên này, Triệu Bân không hứng thú gì mấy. Hắn chỉ hứng thú với địa cung thôi, tiền bạc của Tiền Trang chắc chắn là ở đó, hắn muốn dùng thuật bỏ trốn để đi vào trong nhưng mà địa cung được làm từ loại đá đặc thù, không thể độn thổ đi vào. Gay thật, đánh ngã hai tên thị vệ kia thì cũng không thể đi vào trong địa cung được mà phải dùng chìa khóa đặc thù mới vào được. Mà mỗi thị vệ cầm một nửa, thiếu một là không được. Nếu muốn cưỡng chế mở cửa đá ra thì không được, đến cảnh giới huyền dương còn không được mà. Không thể không nói, hắn đã xem nhẹ Liễu gia quá. Cửa hàng có lịch sử lâu đời có khác, không thể xem thường. Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một dòng chữ vàng xếp thành một loại bí pháp. Thuật xuyên tường. Mắt Triệu Bân sáng lên, ý tại mặt chữ, chính là bí thuật để xuyên tường. Nó giống thuật chạy trốn, cũng là một loại độn giáp, nghe ông nội nói thì đây là bí thuật đã thất truyền. Cô đúng là một kho báu sống mà. Triệu Bân cười hề hề, cũng thu lại ánh mắt, thuật xuyên tường, hắn đã học xong. Thiên phú này đúng là kinh người. Nguyệt Thần đã sớm biết chuyện này, chính vì thế cho nên giờ mới học cũng chẳng hề muộn chút nào. Nào, ngủ một lúc. Triệu Bân lấy ra một cái bình ngọc, khẽ mở nút chai, một luồng sương mờ tản ra, mang theo mùi hương mê người. Là mê hương. Hai tên thị vệ vốn đang ngủ gật, lúc này cũng ngã dầm xuống, đánh một giấc mộng đẹp. Xuyên tường. Triệu Bân khẽ nhẩm, thi triển thuật xuyên tường. Mà sau đó lại xảy ra cảnh tượng cực kỳ lúng túng. Hắn xuyên được một nửa qua tường, còn một nửa vẫn ở bên người. Hắn mắc kẹt ở nơi đó, giống hệt như hôm học thuật chạy trốn kia. Lần đầu thi triển sẽ luôn gượng gạo. Vậy là đủ ghê gớm rồi. Nguyệt Thần thổn thức, mười mấy hơi thở mà đã lĩnh ngộ được đến vậy rồi, thiên phú của Triệu Bân khiến cô ta rất kinh ngạc. Nghĩ đến hồi trẻ, cô ta còn mất những nửa canh giờ đấy. Cho nên không thể khinh thường phàm giới, vì ở đây cũng có yêu nghiệt, Triệu Bân chính là một ví dụ. Đừng làm rộn. Triệu Bân cười khan, vào thì vào, ở trong thì ở trong, sao lại kẹt ở giữa chứ, thật là quá đáng mà. Lúc này mà hai tên thị vệ còn thức thì hắn không chết mới lạ. Xuyên tường. Hắn lại hét lên, cưỡng chế xuyên qua. Qua. Trước mặt hắn là một màu vàng chói lọi, bày đầy những dương gỗ nào là vàng, bạc, châu báu, phỉ thúy, tính ra chắc phải hàng trăm ngàn lượng. Ngoài ra còn có những hộp gỗ nhỏ chứa đầy ngân phiếu, khế ước nhà ở, khế ước đất đai. Đây mà Tiền Trang cái gì? Đây là kho vàng thì có. Nhiều tiền thế này tiêu sao hết. Triệu Bân tặc lưỡi, nhưng tay cũng không nghỉ mà rút ra một cái bao tải, không phải đựng tiền mà đựng ngân phiếu, chủ yếu trọng lượng nó nhẹ, mà không chiếm nhiều diện tích, cũng dễ mang đi. Còn vàng bạc châu báu đựng cũng chẳng được bao nhiêu. Hắn vơ xong ngân phiếu thì đến lượt khế ước nhà đất, có hơn một nửa là người ta đem đi cầm cố, dùng để đổi lấy tiền. Nếu hắn đem chỗ này đến chợ đen thì chắc chắn sẽ có người mua, còn ai mua xong về tay ai thì hắn không quan tâm. Có vài thứ đã đi vào chợ đen thì quan phủ khó mà tra ra được. Mấy thỏi vàng này đẹp thật. Triệu Bân rất kính nghiệp, mang bao tải không nhỏ chút nào. Quét hết ngân phiếu cùng khế ước nhà đất rồi mà vẫn có thể ném vàng thỏi vào được. Nói sao nhỉ, đeo trên vai hơn 200 cân đá thì có lẽ là không chạy được, nhưng bảo vác hơn 200 cân vàng thỏi thì hắn có thể chạy từ phía Nam Thành đến phía Bắc Thành mà không bị hụt hơi. Không tệ. Nguyệt Thần chớp mắt, tay ngứa ngáy vô cùng, cũng muốn xông ra làm một chuyến. Nếu để cô ta làm thì có lẽ còn vét sạch hơn Triệu Bân nữa cơ. Cũng thật là, một cô gái xinh đẹp như thế mà trong đầu toàn những thứ gì đâu. Nào, lưu lại chút kỷ niệm. Bên này, Triệu Bân đã đóng đầy bao tải, liền rút ra một con dấu của cô lang dạ hành. Hắn hà hơi lên con dấu rồi chèn lên hai bên tường một hình con sói. Ý tứ rất rõ ràng, nói với Liễu gia rằng,
phiếu này là do cô Lang Dạ Hành làm, dù gì cô Lang cũng đã chết, sẽ không tra được đến hắn đâu. Nói trắng ra thì là một cái thế mạng. Chờ nhé, chuyến sau ta sẽ đến đón các ngươi. Triệu Bân đứng dậy, cầm bao tải lên. Trước khi đi hắn còn không quên hôn gió với đám ngọc ngà châu báu kia, các cưng ơi, ta yêu các ngươi lắm cơ. Nói rồi, hắn lại dùng thuật xuyên tường, thuật trốn thoát, thoải mái đi ra khỏi tiền trang. Từ đầu đến cuối không ai phát hiện ra hắn cả. Đi mãi ra xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này đúng là đi du ngoạn trước quỷ môn quan mà. Bất cứ dấu vết nào cũng có thể bị người khác nhận ra. Gì mà thuật chạy trốn, bước phong thần, trong mắt cảnh giới huyền dương cũng không ra gì hết. Nói cho cùng thì vẫn là do tu vi hắn quá thấp, bị áp chế bởi cảnh giới cao hơn nên không thể làm gì được. Cố lên rồi làm thêm chuyến nữa, Triệu Bân nhìn sắc trời rồi biến mất. Khi quay lại cửa hàng binh khí thì đã là đêm muộn. Hắn từ dưới đất chui lên, còn bảo vật thì bị chôn ở bên dưới. Hắn lôi một bao tải mới ra, tiền trang nhiều bảo vật thế cơ mà, để lâu sẽ mốc mất, phải lấy ra dùng hộ thôi. Hắn lại nhảy ra khỏi cửa hàng binh khí. Trùng hợp là hắn nhìn thấy một người đi ra từ tiệm cầm đồ đối diện, tốc độ không chậm. Lúc hắn nhìn thấy thì bóng đen kia đã nhảy lên mái nhà rồi. Bạn cùng ngành à? Triệu Bân không nghĩ nhiều, đuổi theo bóng đen kia. Nếu là ở cửa hàng khác thì thôi đi, nhưng vấn đề lại là tiệm cầm đồ, là sản nghiệp Triệu gia, nếu mất bảo vật nào thì Triệu gia sẽ tổn thất mất. Hắn cũng nhảy lên mái hiên, dưới ánh sáng ảm đạm, phía sau hắn có không ít tàn ảnh. Hắn lại càng thêm lĩnh ngộ về bước phong thần. Người mặc đồ đen chưa nhận ra, đi ra rất xa rồi mới nghỉ dưới một cây cầu. Gã lấy ra không ít bảo bối, phần nhiều là châu báu. Gặp mặt rồi, có nên chia đôi không? Triệu Bân đã đến, đi ra từ trong bóng đen, tay còn cầm kiếm Long Uyên. Đối phương chỉ là cảnh giới ngưng nguyên đỉnh phong, không cần đánh lén, hắn vẫn có thể đánh bại như thường. Ngươi, Triệu Bân. Người mặc đồ đen thấy thế thì không khỏi sửng sốt. Gã đương nhiên nhận ra Triệu Bân, người nổi tiếng của thành Vong Cổ. Nhưng điều khiến gã không thể tin nổi đó là bản thân lại bị Triệu Bân đi theo mà không hề nhận ra. Vì vậy, chỉ có một loại giải thích, Triệu Bân đã nối lại linh mạch và trở thành võ tu lần nữa. Buồn cười là cả thành Vong Cổ chẳng ai biết, đều coi hắn là kẻ tàn phế. Triệu Bân không nói, áp sát từng bước. Người mặc áo đen không khỏi lui về sau, gã đang sợ, đang chột dạ, dù gì gã cũng trộm từ tiệm cầm đồ của Triệu gia, còn bị Triệu thiếu gia bắt tại trận. Nếu lúc này, nếu giết người diệt khẩu thì đúng là thú vị. Ngươi ở nhà nào? Triệu Bân lạnh nhạt hỏi. Đây mới là mục đích hắn đuổi theo. Hắn muốn xem ngoài Liêu gia gia thì còn gia tộc nào không có mắt nữa hay không. Chờ hắn tìm được mục tiêu, giải quyết xong Liêu gia thì sẽ tính số tiếp một thề. Người mặc đồ đen hừ lạnh, quay người chạy. Người nghĩ mình đi được sao? Triệu Bân ném kiếm Long Uyên ra, không còn gánh nặng nữa nên thi triển bước phong thần nhanh đến cực điểm, mà tàn ảnh cũng di chuyển liên tục. Người mặc đồ đen thay đổi sắc mặt, tính chạy đi nhưng đã muộn. Gã chỉ cảm thấy có bóng dáng vụt qua, gã chưa kịp đứng yên thì Triệu Bân đã đánh vào ngực gã đến mức gãy không biết bao nhiêu xương ngực. Gã phun máu ra, ngã lăn xuống đất, cái mặt nạ màu đen cũng bay theo gió, lộ ra mộ gương mặt trắng bệch. Người của nhà họ Vương. Triệu Bân khẽ híp mắt, nhận ra ngay người này. Lại một gia tộc khác. Vương gia có nền tảng không yếu, cũng thuộc gia tộc hạng hai trong thành Vong Cổ, chủ yếu làm về nghề bán dược liệu, có quan hệ rất tốt với Liễu gia. Mỗi khi bọn họ thiếu tiền thì đều đến tiền trang Liễu gia để mượn. Chuyện này Liễu Như Nguyệt có nói cho hắn rồi. Vậy mà giờ chúng dám trộm của Triệu gia cơ đấy. Vì hôn lễ mà Triệu gia đã mất đi mặt mũi, nhưng cũng không phải ai cũng chọc vào được. Sắc mặt tên mặc đồ đen trắng bệch, sợ hãi vô cùng. Gã thật sự đã coi thường Triệu Bân rồi. Triệu Bân còn ẩn chứa không ít bí mật, đến cảnh giới tầng 9 như gã còn bị đánh bại mà. Có muốn chăn trối gì không? Triệu Bân lạnh nhạt nói, đi từng bước tới. Kiếm Long Uyên trong tay hắn có thể đâm đến bất kỳ lúc nào, sắc mặt hắn không có biểu cảm, sát khí nồng đậm. Là thiếu gia phái ta đến trộm, không liên quan gì đến ta hết. Tên mặc đồ đen nằm dưới đất, vừa ho ra máu lại vừa lấy tay đẩy thân mình lui về sau. Triệu Bân chưa hỏi thì gã đã nói hết rồi. Gã đen đủi quá mà, đi trộm đồ lại gặp phải Triệu Bân. Vương Dương à, được lắm.
Triệu Bân lạnh nhạt nói. Vương Dương này chính là thiếu chủ Vương gia, hắn từng làm thiếu chủ, đương nhiên là nhận ra được. Phập, kiếm Long Uyên rơi xuống, máu tươi chảy ra. Tên mặc đồ đen quỳ xuống, bị giết ngay tại chỗ. Tất cả những gì hắn trộm được đều bị Triệu Bân lấy lại, sau đó thì dùng bột hóa thi để tiêu diệt dấu vết. Làm xong việc, Triệu Bân mới quay người đi. Hắn không đến tiền trang của Liễu gia mà đến quầy thuốc của Vương gia. Hừ, phản rồi, dám trộm đồ của Triệu gia ta à? Đi qua cây cầu, hắn đến phía nam. Không lâu sau, một cửa hàng đập vào mắt hắn. Nhìn cửa thôi cũng thấy có khí thế rồi. Bốn chữ quầy thuốc Vương gia viết nghiêm chỉnh ở trên tấm biển. Hắn đến quầy thuốc Vương gia trước là vì nhà này không phòng hộ nghiêm cẩn như Liễu gia. Trộm của nhà này rồi đến Liễu gia sau cũng được. Chủ yếu là, tiện đường. Mà có qua thì phải có lại chứ, bỏ chút máu trước đã. Hắn độn thổ, đi vào trong. Mấy tên hộ vệ của nhà họ Vương thật đúng là để làm cảnh mà. Chúng còn không lên nổi cảnh giới huyền dương, mà còn không có tường đá chặn thuật độn thổ chứ. Lúc đi ra, hắn đã vác theo một bao tải đầy dược liệu quý. Trước khi đi hắn còn ghi một dấu ấn hình sói lên. Hắn lại đổ tội cho cô lang dạ hành rồi. Ngoài ra còn có một cái cháp ngọc, bên trong toàn là những loại thảo dược quý hiếm. Mà nó còn được đóng khóa cẩn thận, ẩn giấu nhiều bí mật. Qua khe hở còn ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ nồng. Hắn khênh bảo bối về lại cửa hàng binh khí, giấu cho kỹ dược liệu rồi mới đi ra khỏi tiểu viện. Kính nghiệp lắm cơ. Nguyệt thần thổn thức, tên này nghiện ăn trộm rồi. Bên này, Triệu Bân đã đi vào tiệm cầm đồ. Mà hắn cũng không trộm hay trả đồ gì, mà để lại chỗ hiện trường tác án của tên mặc đồ đen. Một con dấu hình sói. Là để nói cho quan phủ biết, Triệu gia bọn ta cũng mất đồ rồi, thật là nghe nhìn lẫn lộn. Lúc quay lại tiền trang, hắn đã quay đầu bước đi, vì lần này trong tiền trang đã đèn đuốc sáng trưng. Từ phía xa đã thấy mấy chiếc xe ngựa, trên xe ngựa là những giường gỗ chứa đầy bạc, chắc là đã có người đến đây gửi tiền. Mà số tiền này hơn phân nửa là tiền bẩn, nếu không cũng sẽ không đi vào nửa đêm. Chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là kho vàng dưới địa cung của Liễu gia mà mở ra, phát hiện bị mất cắp thì hắn không thể nào đi trộm thêm lần nữa được. Cũng may ta quẹo qua Vương gia. Trên đường về, Triệu Bân than khẽ, nếu không thì hắn đã gặp rắc rối rồi. Khốn kiếp! Không lâu sau, hắn đã nghe tiếng hét giận dữ truyền ra từ tiền trang Liễu gia. Giống như những gì hắn dự liệu, đã phát hiện mất cắp. Mà hai tên cảnh giới huyền dương kia chắc bị phạt đến điên rồi. Nhìn dấu ấn hình sói kia thì cô lang dạ hành khả năng cũng đang bị hỏi thăm đến mấy trăm lần. Sau khi kiểm kê xong, hai tên cảnh giới huyền dương kia thiếu chút nữa thì ngất tại chỗ vì mất nhiều quá. Bạc không tính, vàng không nói làm gì, nhưng ngân phiếu và khế ước nhà đất cũng đủ nhiều rồi. Chuyện này quá lớn, kinh động cả Liễu gia. Cũng kinh động cả Liễu Thương không cùng nhóm trưởng lão Liễu gia. Bọn chúng phi ngựa tới ầm ầm cả khu phố. Triệu Bân trốn trong cửa hàng binh khí, cách một cánh cửa nhìn ra ngoài, thấy Liễu Thương không. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão ta từ sau đêm hôm đó. Hửm, Liễu Thương không đi rất xa rồi nhưng vẫn quay lại nhìn. Lão ta cảm thấy có đôi mắt nào đang nhìn mình chằm chằm. Lực cảm ứng của cảnh giới huyền dương vẫn không tệ. Nhưng vì chuyện ở tiền trang lớn hơn nên lão ta không thăm dò sâu hơn nữa. Không vội, giờ mới bắt đầu mà. Triệu Bân cười khẩy, quay người rời đi. Về đến phòng, hắn khóa cửa lại, lấy ra cháp ngọc đựng dược liệu của nhà họ Vương. Hắn trong đèn lên, lật qua lật lại để xem. Trộm được về rồi nhưng lại mở không ra. Vì cháp ngọc này có đường vân khóa bí mật, những đường vân cổ xưa đều ứng với một chữ mà chỉ người nhà họ Vương mới đọc được. Nói trắng ra thì phải có cuốn mật mã riêng mới mở được vân khóa bí mật ra. Nếu cố cưỡng chế mở ra thì vật bên trong sẽ bị tồn tại. Tú Nhi, cô đọc được không? Cần gì có đọc được hay không? Nguyệt thần lãnh đạm nói, cô ta nhìn xuyên qua được kết cấu vân khóa bí mật kia thì cần gì mật mã nữa? Cô nàng này đúng là cái gì cũng biết. Dưới sự chỉ dẫn của cô ta, Triệu Bân đã mở được khóa ra. Lúc mở cháp ngọc ra, ánh sáng tỏa ra khắp nơi. Hóa ra thứ đặt trong cháp ngọc không phải thảo dược mà là một chuỗi tràng hạt, nhìn có vẻ như tràng hạt nhà Phật, nhưng lại có mùi thuốc nồng đậm. Ái chà, làm ta bất ngờ đấy. Nhìn tràng hạt, Nguyệt thần híp mắt lại. Rõ ràng là một bảo bối,
nhưng lúng túng là lúc trước cô ta không nhận ra, đến khi tận mắt nhìn thấy thì mới biết là chàng Hạt. Cũng tại chút ý thức tàn này của cô ta thiếu lực cảm ứng nên nhìn nhầm. Sao lại là chàng Hạt chứ? Triệu Bân ho khan, nhìn chàng Hạt, cứ tưởng là thảo dược quý hiếm gì cơ. Nó còn quý hơn cả thảo dược đấy. Vậy à? Sắc mặt Triệu Bân thay đổi siêu nhanh, Nguyệt Thần vừa nói xong thì hắn đã cầm chuỗi chàng Hạt lên hà hơi vào, lại còn bắt đầu lần chàng Hạt. Viên thứ ba từ dưới lên, lấy nó ra đi, Nguyệt Thần nói, ngữ điệu chậm rãi. Triệu Bân làm theo, lấy hạt đó ra, cũng chỉ to cỡ đầu ngón tay cái, màu đen bóng, đặt trong tay có cảm giác mát lạnh, mà tràn ngập hương vị cổ xưa. Nó là một hạt giống. Triệu Bân nhướng mày, hai ngón tay sờ chàng Hạt, để ra phía trước cây đèn, trợn mắt nhìn. Ủa, có khác gì chàng Hạt đâu? Nó là hạt giống của cây thần tạo hóa, Nguyệt Thần từ từ nói, nuốt vào đan điền, nó sẽ mọc rễ, tạo hóa vô hạn. Triệu Bân nghe vậy thì nuốt nước bọt khan, có chữ thần vào là khác hẳn ngay, nghe giọng điệu của Nguyệt Thần thì chắc chắn là không tầm thường đâu. Cây thần tạo hóa này chắc chắn thuộc cấp bậc siêu đẳng. Triệu Bân không nghĩ nhiều, đem hạt giống tạo hóa vào đan điền, vì thế mà chân nguyên trong đan điền bốc lên cuồn cuộn như sóng. Mà Triệu Bân đang nhìn chằm chằm hạt giống đó, để xem nó có mọc rễ không. Vận may này thật sự quá đáng sợ. Nguyệt Thần lẩm bẩm. Triệu Bân may mắn vô cùng, lúc nào cũng vượt qua dự liệu của cô ta. Một người có đại vận cỡ này mà bồi dưỡng, sau này không phải phong thần cũng chắc chắn là một yêu nghiệt vạn cổ. Cô chắc chắn nó là hạt giống à? 500 năm mọc rễ, 500 năm có mầm, 500 năm nở hoa, 500 năm kết của. Ừng ực. Triệu Bân nghe vậy thì thầm nuốt nước bọt, 500 năm. Đùa ta à, dù là cảnh giới thiên võ thì cũng không sống nổi 500 tuổi đâu mà. Chưa kịp chờ nó mọc rễ thì hắn đã nằm dưới mồ rồi. Cho nên, phải cố gắng nâng cao cảnh giới đi, Nguyệt Thần cười tủm tỉm, chỉ cần tu vi đủ cao, tuổi thọ đủ dài thì có thể. Cô đừng có lừa ta đó. Triệu Bân thu mắt, lại nhìn qua đan điền, nếu như giảm bớt được 500 năm thì hay rồi. Đêm dần qua đi, nhưng thành vong cổ thì không hề yên bình như vậy, tiền trang của Liễu gia bị mất trộm, mà không chỉ mất một chút đâu. Bọn họ đã báo lên quan phủ và đang đi tìm tung tích rồi, làm loạn hết cả lên. Sau đó là đến lượt vương gia. Giống hệt Liễu gia, vương gia không chỉ mất dược liệu mà còn mất cả cháp ngọc có hạt tràng bên trong, không phải vật tầm thường. Sau vương gia lại là Triệu gia. Nhưng không thấy Triệu Uyên đâu, ông ấy đang bế quan nên ông chủ tiệm cầm đồ cũng không kinh động đến. Tối nay làm sao vậy? Cả ba nhà cùng bị mất trộm, cô lang dạ hành kính nghiệp thật đấy. Trộm cả ba nhà một lúc. Gan to thật đấy. Khắp ngõ ồn ào, không ít người tỉnh dậy, còn chưa kịp đeo giày thì đã chạy ra hóng chuyện rồi. Mọi người không khỏi bật ngón tay cái với cô lang, đúng là gan to bằng trời rồi. Gây với hai nhà Triệu, vương không nói, lại còn động vào Liễu gia thì chuyện lớn rồi. Liễu gia có liên quan đến Thiên Tông, nếu gọi người Thiên Tông đến thì mấy ngàn cây số quanh đây cũng sẽ bị kinh động. Bên này, Triệu Bân lại ngủ say. Đây là hôm đầu tiên hắn ngủ ngon đến vậy sau những ngày vừa rồi. Hôm sau, trời còn chưa sáng thì hắn đã tỉnh rồi. Triệu Bân duỗi eo, tinh thần sảng khoái. Tú Nhi, tối qua ta mơ thấy cô là sao nhỉ? Rồi sao? Thấy cô truyền lại trọn vẹn độn giáp cho ta. Rồi sao? Rồi thì cô biến giấc mơ của ta thành hiện thực đi. Đem thuật độn giáp kia truyền cho ta hết. Được thôi. Nguyệt Thần không nói nhiều. Phất tay luôn. Sau đó bao trùm xuống không phải là một thứ ánh sáng vàng mà là một màu vàng mênh mông. Kỳ môn độn giáp à, nó không chỉ có mỗi bí thuật đâu, thuật chạy trốn và thuật xuyên tường cũng chỉ là một trong nhiều món thôi. Toàn bộ bí thuật mà truyền ra thì sẽ là những ánh sáng vàng hội tụ, cho nên mới thành một màu vàng mênh mông đó. Cảnh tượng đó chấn động vô cùng. Nguyệt Thần lại nhìn sang Triệu Bân, thấy hắn đã ngất đi, cả người còn run rẩy, khóe mắt. Miệng và lỗ tai lỗ mũi đều đang chảy máu. Cũng đúng thôi, chỉ trách lượng thông tin quá lớn, vượt qua sự chịu đựng của hắn, không học kịp kỳ môn độn giáp, tinh thần có hơi sụp đổ. Chuyện này cũng dễ lý giải, truyền một loại bí thuật giống như gãi ngứa vây, nếu truyền toàn bộ thì chính là lấy gậy cào loạn lên, xông thẳng lên đầu, cảm giác không còn thoải mái nữa. Nguyệt Thần không hổ là thần, cực kỳ hiểu lòng người.
Cô ta biết Triệu Bân ngủ chưa đủ nên giúp hắn làm giấc nữa. Địch mợ nhà cô. Trong tiềm thức, Triệu Bân đang chửi loạn cả lên, khắp người đau nhức, chắc mẩm là Nguyệt Thần cố ý. Lúc Triệu Bân tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, đầu vẫn còn ong ong. Mặt đất giống như sóng biển, nghiêng nghiêng ngả ngả, đi thế nào cũng không vững. Chờ lúc tỉnh lại thì hắn mới nhìn lại Nguyệt Thần. Cô gái này thì nhàn quá rồi, nằm nghiêng trên mặt trăng, một tay bưng mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bướng bỉnh như vậy tốt lắm sao? Triệu Bân không nói nhưng tỏ vẻ như vậy, mặt đen xì lại. Cửa hàng binh khí hôm nay cực kỳ đông khách, giảm giá hai phần vẫn rất được mọi người tán thành. Hắn xuất hiện khiến tất cả chú ý vào, giống như từ khi Triệu Bân làm chủ thì cửa hàng binh khí này có chất lượng đi lên hẳn. Lúc này, Triệu Bân khí chất bừng bừng, nhưng vẫn rất khiêm tốn, nhìn không giống phế vật chút nào. Các vị cứ lựa chọn thoải mái. Triệu Bân mỉm cười, vẫn phải nói những lời lịch sự. Triệu thiếu gia, người xuất hiện rồi. Vừa mới đứng yên thì đã có người chạy vào. Triệu Bân nhìn kỹ, hóa ra là người đàn ông râu rậm hôm qua đổi đao của mình lấy đao của Triệu gia. Tìm được binh khí rồi à? Không ít đâu nhé. Người đàn ông kéo Triệu Bân ra ngoài. Không cần gã nói, Triệu Bân cũng đã nhìn thấy. Bên ngoài cửa hàng binh khí có một chiếc xe ngựa, trên xe toàn là binh khí. Có đao thương kiếm chùy, từ cấp thấp đến cấp cao, gì cũng có. Đây là thu hoạch một ngày của gã, nên mới sáng sớm gã đã chuyển đến đây rồi. Đủ không? Người đàn ông râu quai nón xoa tay, cười hà hà. Không đủ đâu. Triệu Bân nói rồi lấy một tờ ngân phiếu ra để trả tiền. Nhìn qua thì có thể định giá được, đưa vậy không ít cũng không nhiều. Triệu thiếu gia hào phóng quá. Người đàn ông cười khà khà, vội vàng nhận lấy, cũng không kỳ kèo gì. Đều là người hiểu chuyện cả, mà giá này còn vượt qua dự liệu của gã ấy chứ. Tính ra còn lời hơn 5 lượng. Đấy, đây chính là con đường phát tài mà. Còn chưa biết tên của lão ca là gì. Triệu Bân cười đáp, xách ra bầu rượu. Lỗ mãng, người đàn ông mỉm cười. Tên hay đó, Triệu Bân méo miệng. Biệt danh ấy mà. Vậy thì ngươi cứ tìm binh khí tiếp nhé, nhiều vào, giá của Triệu gia lúc nào cũng công bằng. Được. Lỗ mãng vẫy tay, nhảy lên xe ngựa rồi quất roi đi thu mua binh khí tiếp. Bên này, Dương Đại và Võ Nhị đã đi ra, vội vàng chuyển binh khí vào, thầm thắc mắc không hiểu thiếu gia mua nhiều binh khí cấp thấp vậy làm gì. Sau đó, lại có không ít xe ngựa đến. Xe nào cũng chất đầy binh khí, đến bán cho Triệu gia. Ai cũng muốn kiếm lời. Hiệu suất làm việc cực kỳ cao, rất biết điều. Người bán binh khí lại đi mua binh khí, thú vị thật, có người thấy vậy thì cũng không hiểu là có ý gì. Triệu Bân không từ chối một ai. Càng nhiều binh khí càng tốt mà, chờ hắn có thời gian thì đem đi luyện khí, lại biến ra vũ khí thượng phẩm. Sau khi nhận vũ khí xong, Triệu Bân lại ra ngồi ở quầy tính tiền, lấy sổ sách ra nhìn cho có chứ thực ra là đang cảm ngộ bước phong thần. Thiên phú cao nên đi đâu cũng không quên học tập. Nghe nói gì chưa, tối qua cô lang dạ hành lại gây án rồi, tiền trang của Liễu gia, quầy thuốc của Vương gia cùng tiệm cầm đồ của Triệu gia đều mất đồ đấy. Ngươi vừa ngủ dậy à, người ta đồn lâu lắm rồi. Tên này to gan thật đấy. Không ít khách hàng đang bàn chuyện, vừa chọn binh khí lại vừa buôn dưa lê. Mà thỉnh thoảng họ còn nhìn sang Triệu Bân xem thế nào. Tiệm cầm đồ Triệu gia ngay đối diện. Tên kia còn coi như không có chuyện gì đấy. Dù gì cũng là sản nghiệp nhà họ Triệu, còn hắn thì là thiếu chủ cơ mà. Nhưng nếu họ mà biết Triệu thiếu gia này chính là cái tên cô lang dạ hành kia thì chắc sẽ sốc lắm. Trông tiệm nhé, ta ra ngoài chút. Xem xong, Triệu Bân nói một câu rồi ra khỏi cửa hàng binh khí, đến một góc đường, trùm áo đen lên rồi chạy về chợ đen phía Nam Thành. Một vài thứ cần phải thủ tiêu ngay, ví dụ như khế ước nhà đất. Mà chợ đen thành vong cổ là lựa chọn tốt nhất. Nếu may còn lấy được bảo bối về nhà đấy. Tiệm cầm đồ của Triệu gia và quầy thuốc của Vương gia bị trộm thì ta còn hiểu được, nhưng tiền trang của Liễu gia bị trộm thì cái tên cô lang dạ hành kia có to gan quá không vậy? Tiền trang được phong tỏa kín kẽ, nhiều cơ quan, sao gã vào trong được vậy, bay chắc. Sao không nói là đạo tặc nhỉ? Thấy gì không, người ta đã thêm 5.000 lượng để treo giải cho ai bắt được hắn rồi đấy. Chả mấy mà phát tài. Khắp quán trà và quán rượu đều bàn luận chuyện này, phần lớn vẫn liên quan đến cô lang dạ hành, mà chuyện cửa hàng binh khí Triệu gia đã bị đè xuống.
Triệu Bân không nói, chỉ nghe suốt một đường, mà thỉnh thoảng hắn cũng liếc mắt nhìn mấy góc tường. Mỗi khi qua chỗ ngoặt thì đều có cáo thị, dán toàn thành vong cổ. Cáo thị bắt cô lang dạ hành, tiền thưởng cực kỳ chói mắt. Ngoài ra thì đường phố cũng không bình tĩnh chút nào, có mấy người cầm binh đao đi lại, ánh mắt sắc như dao, đi đến đâu thì hô hoán đến đó, nhìn ai giống kẻ trộm là đi theo hỏi ngay. Cũng đúng, áp lực của ba gia tộc đè xuống như vậy, không muốn chăm cũng phải chăm. Chủ yếu vẫn là Liễu gia ép buộc, mất bao nhiêu tiền như thế cơ mà, cộng thêm mối quan hệ với Thiên Tông nữa, đến thành chủ còn phải kiêng dè mấy phần. Đến cuối góc đường, khi đi qua cửa hàng nhà họ Vương thì Triệu Bân liếc qua một cái. Y hệt những gì hắn đoán, cửa hàng tạm thời đóng cửa, vì thảo dược và thuốc hàng xịn đều đã bị quét sạch cả rồi. Tiền trang của Liễu gia cũng đóng chặt cửa, phái thêm không ít cao thủ võ tu đến thăm dò tứ phía. Mất nhiều tiền như vậy, Liễu Thương không sắp rụng hết tóc rồi. Lão ta hạ tử lệnh rằng phải bắt được cô lang dạ hành, không cần biết sống chết. Triệu Bân cười khẩy, đây mới chỉ là mở đầu mà thôi. Dù là Liễu gia hay Vương gia, không ép đến mức phá sản thì không xong đâu. Nhất là Liễu gia, nhất định phải khiến chúng trả giá bằng máu. Trong lúc đó thì hắn cũng đã đến chợ đen phía Nam Thành. Chợ đen này chính là buôn bán trái phép, bất kể là đồ gì cũng có thể đem ra bán được, nhưng mà, giá thì rẻ hơn chợ nhiều. Cho nên chợ đen cũng thượng vàng hạ cám lắm, các thế lực gia tộc đều tham gia vào, đến cả thành chủ thành vong cổ cũng quá bán là chạm tay vào. Nhưng Triệu Bân biết người của chợ đen không chỉ đến từ thành vong cổ, hơn phân nửa là đến từ các gia tộc lánh đời, nền tảng thâm hậu, không có bối cảnh thì khó mà đứng vững ở chợ đen được lắm. Chính vì thế mà những thứ mờ ám rơi vào chợ đen giống như đá trầm dưới biển vậy. Những chuyện này, đừng nói là các gia tộc lớn, đến cả quan phủ cũng không tra ra được nữa là. Dù có tra thì cũng chỉ ra được mấy nhân vật lớn thôi, nhưng ai đắc tội họ được chứ? Triệu Bân vừa đi vừa ngó trái nhìn phải. Chợ đen rộng vô cùng, gần như chiếm cứ cả phía Nam Thành, cũng có các cửa hàng, nhà lầu, con phố. Phần lớn đều là các sạp hàng bày đủ loại châu báu. Binh khí, dược liệu, bí tịch, đồ cổ, tóm lại gì cũng có. Nhìn những chủ quán và chủ sạp kia đều là những người không tầm thường. Một ông già răng vàng cũng có thể là một võ tu cảnh giới huyền dương. Không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Ở đây sẽ có được những bằng chứng rất tốt. Kiềm nén lại đi. Triệu Bân tự nhắc bản thân. Không phải hắn chưa từng đến chợ đen, nhưng lần này lại khác lắm. Dù gì cũng là trái phép. Dù gì cũng là thượng vàng hạ cám. So với bên ngoài thì nó có nhiều sát khí vô hình hơn, người ở đây tùy tiện động một cái đều là những nhân vật khát máu cả. Tú Nhi, có bảo bối không? Triệu Bân gọi Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không đáp, người nghĩ bảo bối là rau cải à? Triệu Bân ho khan, tiếp tục đi. Hắn dừng lại trước một cửa hàng. Tài Mãn Lâu. Đây chính là tên của cửa hàng này. Mặt tiền không to, cũng chẳng bắt mắt. Nhưng cửa hàng này cực kỳ thần bí. Hắn cũng là nghe cha mình nói, thành chủ thành vong cổ đến đây còn không dám lỗ mãng, chủ yếu vẫn phải dựa vào các đại tộc. Triệu Bân liếc một cái rồi đi vào. Ông chủ Tài Mãn Lâu là một ông lão chậm chạp, tóc trắng xóa, mặc vải thô, nhìn không ra là thật hay giả. Lúc hắn đi vào thì ông ta đang lật sách, nhìn cực kỳ hiền hòa. Cảnh giới địa tạng. Nguyệt Thần lạnh nhạt nói ra, ý là hãy ngoan ngoãn đừng có gây chuyện. Cô nghĩ ta lần đầu ra xã hội đấy à? Triệu Bân đáp, rồi nhìn quanh cửa hàng. Trên giá toàn những món đồ cũ và mang tính biểu tượng, hơn nữa còn phủ đầy bụi. Cũng đúng, đây nào phải nơi bán hàng, chủ yếu là mua hàng mà. Cuối cùng, hắn nhìn ông lão mặc đồ vải thô. Đúng là rảnh rỗi, nhìn thế này mà lại là võ tu cảnh giới địa tàng. Chợ đen thành vong cổ đúng là tàng long ngọa hổ. Bán bảo bối à? Ông lão vừa đọc sách vừa hỏi. Dường như chẳng nhìn Triệu Bân cái nào. Ông lão nói thẳng thì Triệu Bân cũng không vòng vo, lấy khế ước nhà đất ra, khoảng mười mấy tờ. Ông lão nhìn qua, ánh mắt lóe lên, rồi mới nhìn sang Triệu Bân. Ông ta nhìn thấy khế ước nhà đất nhiều rồi, nhưng những thứ Triệu Bân cầm đến là thứ mà tiền trang Liễu gia bị trộm mất. Đây không còn là bí mật gì nữa. Đêm qua Liễu gia đã liệt kê toàn bộ những thứ bị trộm mất bao gồm vàng thỏi, khế ước nhà, khế ước đất. Mà danh sách đó, phàm là những người có bối cảnh đều có một phần. Mà ông ta đương nhiên cũng có.
ví dụ như khế ước đất đai của Chu gia phía Bắc Thành cũng ở trong danh sách này, mà trong số những khế ước đất đai này cũng có của Chu gia. Chính vì thế mà ông ta mới ngạc nhiên và nhìn Triệu Bân trong bộ đồ đen với con mắt khác. Không lẽ đây chính là cô lang dạ hành, bản lĩnh không nhỏ nhỉ, đến cả nơi sâu thẳm của tiền trang Liễu gia còn làm đến mức gọn gàng được. Thế mà còn không ngại, dám chạy đến chợ đen thành vong cổ bán đồ, to gan thật. Không lẽ hắn không biết ba đại gia tộc, quan phủ cùng rất nhiều võ tu đang tìm hắn hay sao? Nhưng ông ta cũng chỉ đoán mà thôi, đây có phải cô lang dạ hành hay không thì còn chưa chắc. Không chừng lại là người chợ đen, cô lang chạy bán cho người này đến đây bán cho ông ta để kiếm chút lời không chừng. Chạy đi chạy lại như vậy chính là để kiếm lãi, cũng để tránh tai mắt, không bị tra ra. Chuyện này ở chợ đen đã không còn lạ lùng gì nữa rồi. Còn thì lấy ra cả đi. Ông lão thu mắt, lại nhìn sách cổ. Tiền trang Liễu gia mất không chỉ những chút này, bao nhiêu ông ta cũng nhận, ông ta chẳng có gì ngoài tiền. Còn thân phận Triệu Bân là gì thì ông ta cũng không hỏi, chỉ việc mua thôi. Nơi này là chợ đen, có quy tắc bất thành văn là không cần biết ai bán. Triệu Bân lấy ra toàn bộ. Ông lão thấy vậy thì xòe năm ngón tay ra, không cần nói, tự hiểu với nhau. Triệu Bân không nói, tạo hình số 8, mua bán ở chợ đen cũng không thể quá đen được. Sau đó, hai người vung quyền như uống rượu, chẳng nói năng gì mà chỉ tạo dấu tay. Được. Chốt xong giá, Triệu Bân mới gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện khi đến Tài Mãn Lâu. Ông lão thu lại khế ước nhà đất, cầm mấy tờ ngân phiếu, con số không nhỏ. Đây chính là chỗ không đơn giản của Tài Mãn Lâu, núi dựa của họ chính là gia tộc và thế lực lớn, không thiếu gì ngoài bạc. Triệu Bân nhận tiền rồi quay đi. Thú vị thật. Ông già mặc vải thô nhìn bóng lưng của Triệu Bân, lẩm bẩm. Làm ở chợ đen bao nhiêu năm nay, đây cũng là một đơn hàng lớn của ông ta. Tiếc là ông ta chưa nhìn được mặt của Triệu Bân không mặc đồ đen bình thường mà là vải đặc biệt, cảnh giới địa tàng nhìn không thấu, mà cũng lười nhìn. Chợ đen mà, không ai hỏi cặn kẽ làm gì. Triệu Bân đi ra khỏi Tài Mãn Lâu rồi dạo quanh chợ đen. Nói thật, hắn rất thích không khí ở chợ đen. Cảm giác khá thần bí. Người ở đây chẳng nói năng gì mà chỉ toàn dùng ký hiệu tay. Đương nhiên cũng có những người bô bô nói chuyện, nhưng đều là người mới không hiểu quy tắc nơi này. Bọn họ sớm muộn rồi cũng bị xử lý, lần sau quay lại sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Hắn dừng lại trước một sạp hàng. Sạp hàng này không lớn, cũng không bán nhiều đồ, nhưng cũng chẳng phải hàng tầm thường, ít nhất đều rất hiếm gặp. Huyền thiết tím. Triệu Bân nhìn chằm chằm nó, là một viên huyền thiết, nguyên liệu tốt để chế tạo binh khí. Tên khác là huyền thiết tím. Nhưng nó không có màu tím, mà toàn bộ nó tỏa ra một ánh sáng tím kỳ lạ. Loại sắt này có giá không rẻ, dễ gặp khó cầu, hắn chưa từng thấy trước đây. Miễn cưỡng đủ để chế tạo một thanh kiếm. Triệu Bân thầm tính toán. Kiếm Long Uyên của hắn còn chưa được mài giũa xong nữa. Cấp hiện giờ của kiếm chỉ hợp để đánh người và luyện thể mà thôi, quá nặng, không tiện chiến đấu. Dù sao thì hắn mang thuộc tính phong, cầm kiếm đi đánh nhau cũng phải cần tốc độ. Nếu có một thanh kiếm nhẹ nhàng thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Lấy huyền thiết tím này để cải tạo là hợp nhất, cộng thêm phong và lôi nữa thì uy lực sẽ là một kích giết chết. 1.000 lượng. Chủ sạp hàng lên tiếng, là một người trung niên lôi thôi. Lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ ôm một viên ngọc, ra sức trà sát, thỉnh thoảng còn thở mạnh. Viên ngọc đó cũng là đồ bất phàm, đặt trên người có thể ổn định tâm thần, rất ít người bán. 500. Triệu Bân lãnh đạm nói, mặc cả một nửa. Cha hắn từng dạy vậy, không được nữa thì tăng thêm chút. Được. Bất ngờ là người này lại đồng ý. Triệu Bân méo miệng. Mẹ nó chứ, có phải mặc cả ít quá rồi không? Bên này. Người trung niên đã lấy ra một miếng vải đen và đóng gói huyền thiết tím lại. Tiền trao cháo múc. Triệu Bân cũng dứt khoát, không mặc cả nhiều. Hôm nay hắn đắm mình trong chợ đen, đồ tốt không ít, giá cũng rất chói mắt. Hắn cũng được coi là nhà giàu nhỏ, nhưng thật sự không mua nổi bao nhiêu bảo bối ở đây. Mãi đến đêm hắn mới chịu rời đi. Hắn đã tiêu mất phần nửa số tiền bán được hôm nay. Ngoài huyền thiết tím ra thì hắn còn mua linh dịch tắm mình cùng không ít đan dược bổ sung chân nguyên và lực tinh thần trong thời gian ngắn, chuẩn bị tốt mọi thứ.
Lúc về đến cửa hàng binh khí thì Lão Tôn đã chuẩn bị xong cơm nước rượu thịt rồi. Nhìn tiểu viện chất đầy binh khí. Đều là mua lại, một ngày mua quá nhiều. Sau khi ăn cơm, hắn lại khóa chặt cửa phòng. Lấy huyền thiết tím ra, vẫn là sấm sét, từng tia đánh ra như rắn, bao lấy huyền thiết. Bước đầu tiên đương nhiên là tôi luyện, lấy ra tạp chất trong đá huyền thiết rồi mới luyện binh khí. Cùng là sắt, huyền thiết tím và vẫn thiết lại không cùng đẳng cấp chút nào, nó cũng không cứng như vẫn thiết nên mài giũa dễ hơn nhiều. Ngày đầu tiên, hắn đúc ra phôi kiếm. Ngày thứ hai, hắn đã làm được mũi kiếm. Đến đêm ngày thứ ba mới nghe thấy tiếng kiếm đã luyện thành, kiếm gọn mà kiên cố, mũi kiếm sắc nhọn, tổng thể còn phát ra tia sáng màu tím. Ta sẽ đặt tên cho ngươi, Tử Tiêu. Triệu Bân cười nói, rồi vung mấy chiêu trong phòng. Mỗi kiếm đều tạo ra âm thanh chói tai. So với kiếm Long Uyên thì kiếm Tử Tiêu nhẹ hơn, phối hợp với phong và lôi là được tuyệt chiêu. Quấn quanh eo cũng không tệ. Triệu Bân mỉm cười, kiếm Tử Tiêu có tính mềm dẻo, rất tốt, vòng quanh eo cũng thành một cái đai lưng, nhìn cũng tiện mà lấy kiếm ra cũng nhanh. Sắc trời tối nay đẹp đấy. Nguyệt Thần im lặng cả ngày đột nhiên lên tiếng. Triệu Bân liếc cô ta một cái, có thể nghe rõ ràng được ý của Nguyệt Thần là muốn hắn nhân lúc trời tối mà đi trộm ít đồ. Thôi đi, trộm thế nào được nữa. Ba đại gia tộc bị mất đồ, ai cũng canh phòng cẩn mật, nào có dễ trộm thế. So ra thì luyện binh khí vẫn quan trọng hơn. Hai hôm nay cửa hàng binh khí đã bán được gần hết rồi, cần phải bổ sung thêm hàng, không thì lấy đâu ra mà bán. Hắn chưa ngủ mà lấy binh khí ra, dùng sấm sét tôi luyện. Tu vi tịnh tiến, cường độ của sét cũng tăng lên, không còn tốn sức nhiều như trước nữa. Một đêm trôi qua, ngày mới lại đến. Trời vừa sáng bảnh mắt đã nghe thấy tiếng gõ truyền ra từ cửa hàng binh khí Liễu gia. Hai gã sai vặt đứng hai bên đeo chiêng gõ trống, nhìn vô cùng có khí thế. Binh khí mới ra lò đây. Giảm giá hai phần. Đây chính là lời nói của hai tên sai vặt. Triệu Bân không bất ngờ. Cửa hàng binh khí của Liễu gia thật sự không thể đứng yên được nữa. Bọn chúng đã gạt bỏ sự kiêu ngạo xuống để cạnh tranh ác ý, lần này là cướp khách. Ta không nghe lầm chứ. Liễu gia cũng giảm giá à? Trước giờ toàn tăng giá mà. Tám phần là do bị Triệu gia ép. Cũng đúng, từ khi Triệu gia khai trương đến nay thì Liễu gia có bán được kiện nào đâu, ế gần chết. Đáng đời. Mới sáng sớm mà đã khua chiêng gõ trống rồi. Náo nhiệt vô cùng, người bàn tán cũng đông, mà tiếng chửi rủa cũng không ít. Nhìn từ phía xa là đã không muốn đến xem rồi, giảm giá cũng không mua đấy, các người oai tiếp đi. Con người mà, vẫn cần sự theo đuổi. Phần đông võ tu vì mua binh khí mà bị Liễu che chèn ép, mắng nhiếc. Giờ Liễu gia yếu thế rồi nhưng cũng chẳng ai muốn nể mặt nữa. Binh khí thượng phẩm á, Triệu gia cũng có đấy, đắt hơn chút thôi nhưng phẩm cấp cao. Mà thái độ còn tốt nữa, cũng chỉ hơn 10 lượng bạc mà thôi. Làm người phải có cốt cách, thà tốn thêm 10 lượng còn hơn là đặt chân vào lại cửa hàng binh khí Liễu gia. Đây cũng là nhân tính. Bọn họ từng hèn mọn, từng bị đuổi về. Giờ không thèm mua của Liễu gia nữa, thấy Liễu gia gấp gáp, bọn họ cũng thoải mái vô cùng. Đúng vậy. Ai mà chẳng có tâm lý báo thù. Nhưng vẫn có người tới mua. Mua binh khí xong, oai vệ đi ra. Người nào hiểu rõ sẽ đều tặng cho mấy chữ, lừa gạt. Mau lên, cửa hàng binh khí Triệu gia mở cửa rồi. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, có không ít người gọi nhau nháo nhào lên. Sau đó, dòng người lại đổ dồn về cửa hàng binh khí Triệu gia, chói mắt vô cùng. Lúc đi qua cửa hàng binh khí Liễu gia, bọn họ đều rất ăn ý mà cười ầm lên. Khốn kiếp! Thấy cửa hàng binh khí nhà mình không ai ngó ngàng tới mà đều chạy đến Triệu gia. Liễu Thương Hải chửi lên. Lão ta thật sự tức giận lắm rồi. Đâu chỉ có mình lão ta, còn cả Liễu Thương không nữa. Ba ngày rồi mà không thấy bóng dáng cô lang dạ hành đâu cả. Liễu gia nhà lão ta lập tộc ở thành Vong Cổ, nào chịu thiệt lớn như thế bao giờ. Cha, cha rõ cho ta xem. Liễu Thương không phẫn nộ hết, sát cơ ngập tràn. Để mấy ngày nữa rồi đi. Tại cửa hàng binh khí, Triệu Bân lấy hai tay ôm mặt. Yên ổn ngồi trước quầy, nhưng trong lòng thì nghĩ đến việc khi nào rảnh sẽ đi làm vụ nữa. Chuyện này cô lang sẽ không dám làm, ít nhất thì gã không dám động đến Liễu gia. Gã chỉ làm mấy vụ nhỏ lẻ, tích tiểu thành đại mà thôi. Cô lang mà còn sống thì chắc chắn sẽ vui lắm,
Triệu Bân lấy danh nghĩa của gã để làm những chuyện kinh thiên động địa đến mức nhiều năm sau vẫn có người nhắc lại. Tam ca. Đột nhiên có người gọi tên hắn. Giọng nói này hơi khàn. Trước quầy lại xuất hiện một người trẻ tuổi nhìn tầm tuổi Triệu Bân, nhưng mặt mũi thì tiều tụy như bị bệnh nặng, khóe miệng mọc râu lún phún, nhìn cực kỳ thảm hại. Cửu đệ. Triệu Bân thấy người này thì vội vàng đứng dậy. Giọng nói vô cùng thân thiết. Người này tên Triệu Xuyên, cũng là con cháu Triệu gia, cùng đời với Triệu Bân, đứng hàng thứ 9. Triệu Xuyên cố mỉm cười, nhưng tiếng gọi cửu đệ này khiến lòng hắn ta cũng ấm áp vô cùng. Sao lại rảnh rỗi đến đây thế này? Triệu Bân mở cửa, mỉm cười đi ra khỏi quầy, kéo Triệu Xuyên ra phòng bên cạnh hay dùng để chiêu đãi khách quý. Tiệm cầm đồ bị trộm, hội trưởng lão rất tức giận nên phái đệ đến làm ông chủ. Triệu Xuyên mỉm cười, nụ cười này rất miễn cưỡng, rõ ràng là hắn ta cũng bị đuổi đến đây. Đừng để trong lòng nhé. Triệu Bân mỉm cười vỗ vai Triệu Xuyên. Hắn hiểu tâm cảnh của Triệu Xuyên, một thiếu chủ bị phế như hắn chẳng phải cũng đang gặp chuyện tương tự hay sao? Triệu Xuyên bị đuổi ra ngoài là trong dự liệu của hắn. Chỉ vì Triệu Xuyên không phải con dòng chính mà còn bị bệnh từ nhỏ, thiên phú cực kém, người như vậy bị đuổi ra ngoài cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng hắn không hề khinh thường Triệu Xuyên, cửu đệ này của hắn có tấm lòng không tệ. Những năm hắn bị đứt mạch, Triệu Xuyên không hề cách xa hắn hay cười nhạo hắn. Ra ngoài cũng tốt, lỗ tai được thanh tịnh hơn, Triệu Bân cười nói, tự rót trà cho Triệu Xuyên, vậy chúng ta coi như chăm sóc được nhau. Không khó nhìn thấy những giọt lệ trong mắt Triệu Xuyên, hắn ta đau lòng, hắn ta đã chịu rất nhiều ức hiếp ở gia tộc này rồi. Thiếu gia, đang lúc nói chuyện. Võ Nhị đi vào, tay còn cầm một thanh trường kiếm màu bạc có phẩm cấp không thấp. Đệ thử xem có vừa tay không. Triệu Bân nhận lấy, đưa cho Triệu Xuyên. Tam ca, đệ không dùng được. Đừng ngại với ta, Triệu Bân cứng rắn đưa qua, người một nhà cả, nên làm thôi. Triệu Xuyên không từ chối được, liền nhận lấy. Một lúc sau, Triệu Xuyên đứng dậy rời đi. Dù sao cũng là ông chủ, vẫn phải làm những chuyện chính. Lần đầu đến vẫn phải kiểm tra sổ sách. 3 tháng sau, cùng nhau giết trở về. Triệu Bân thầm nói, đưa mắt nhìn Triệu Xuyên rời đi. Rồi hắn sẽ tìm cơ hội để luyện thể cho Triệu Xuyên, cửu đệ của hắn thật sự quá tội nghiệp. Rầm, oanh oanh. Đột nhiên có một âm thanh nặng nề vang lên, Triệu Bân ngẩng đầu lên thì thấy mây đen mịt mù, sấm chớp đầy trời. Còn biết mưa. Triệu Bân vội vàng xoay người, trùm áo mưa lên, đội nón vào. Cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành. Hắn thích nhất là trời mưa vì như thế có thể dẫn dụ được sét vào cơ thể. Bộ dạng gấp gáp đó của hắn như một người đi lạc lâu ngày đang thèm ăn vậy. Một dãy núi bên ngoài thành. Vẫn là ngọn núi nhỏ đó, Triệu Bân ngồi xuống, lúc này, sấm sét càng mạnh hơn. Đến. Triệu Bân mỉm cười, vận chuyển thái xe thiên lôi quyết. Dâm, đùng đoàng đoàng, sấm sét mạnh me đánh thẳng xuống. Nếu là người khác thì đã bị cháy thành cho rồi, nhưng hắn thì khác. Thái sơ thiên lôi quyết bá đạo, vì nó vận chuyển cho tia sét đi vào trong cơ thể. Triệu Bân làm một lúc 2 việc, cũng vận chuyển cả tây tùy dịch cân kinh, lấy sấm sét luyện thể đương nhiên sẽ càng có tác dụng. Răng rắc, tiếng xương cốt va chạm vang lên không ngừng, tế chi bạch cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều đang được tây luyện và nhuộm thêm nguyên tế lôi. Mà lại còn là thiên lôi. Sấm sét thâm nhập vào cơ thể càng nhiều rồi tự mình hội tụ. Thiên lôi của hắn đang dần dần cường hóa, sự mạnh mẽ này khiến hắn cũng phải kinh ngạc. Mưa to, sấm chớp rền vang. Trên ngọn đồi nhỏ, bởi vì Triệu Bân đang vận chuyển tâm quyết, nên nó đã trở thành nơi sấm sét hội tụ. Keng! Trong tiếng sấm rền, lại có tiếng binh khí ma sát vang lên. Đó chính là âm thanh ma sát của lưỡi kiếm. Triệu Bân đứng dậy, cầm lấy kiếm tử tiêu. Một tay vũ động sấm sét, chiêu thức trông không hề tuyệt diệu, nhưng mỗi một kiếm chém tới đều mang theo uy lực của sấm sét. Phút phút phút, Nguyệt Thần ở bên trong tâm cảnh cũng không nhịn được cảm thán, cô ta cảm thán vì thiên phú của Triệu Bân, tên nhóc này chỉ mới đạt tới cảnh giới ngưng nguyên, vậy mà có thể vừa vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết vũ động sấm sét vừa dùng tẩy tủy dịch cân kinh luyện thể, vừa múa kiếm vừa luyện tập bước phong thần. Một lần luyện quá nhiều quyết pháp, nhưng không những không tẩu hỏa nhập ma mà còn có thể luyện đến mức tận cùng. Trong trí nhớ của cô ta, không thể tìm ra người thứ hai cùng cảnh giới có thể làm được điều đó. Tên nhóc này chắc chắn sẽ tạo nên chấn động. Nguyệt Thần mỉm cười,
liếc nhìn vào trong bụi rậm thì thấy rõ có một bóng người đang núp ở đó nhìn lén. Mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh. Triệu Bân vẫn chưa thỏa mãn, nhưng sấm chớp cũng đã biến mất cùng với cơn mưa vừa dứt. Tầng 7. Triệu Bân mỉm cười siết chặt bàn tay, lòng bàn tay của hắn được những tia sét bao quanh, ánh mắt của hắn cũng lóe lên tia sét nóng rực, sấp sét chớp động, sau khi luyện một trận, tu vi của hắn đã thăng lên tầng 7. Tú Nhi, xem ta có tuyệt không? Không xem, Nguyệt Thần thản nhiên nói. Khóe miệng Triệu Bân nhếch lên, liếc nhìn Nguyệt Thần, chẳng trách cô chỉ còn lại một tia tàn thức kém cỏi, chắc là do lúc trước bị ngã xe ngựa rồi, sao không ngã chết luôn đi chứ? Cứ liên tục xông về phía trước như thế này, đợi tới ngày ta cường đại, nhất định sẽ tạo phản, đoạt lấy ngọc tỷ của hoàng đế để đập quả óc chó cho Tú Nhi ăn, ta thật xuất sắc. Hửm. Trong lúc đang nói, Triệu Bân nhìn sang hướng khác. Trong bóng tối có động tĩnh, chính là tiếng bước chân nhẹ nhàng, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Khí tức này rất mạnh. Triệu Bân lùi lại một bước, hay nói cách khác, hắn đã bị khí tức kia chèn ép, buộc phải lui về sau. Mạnh mẽ như vậy, ít nhất phải là võ tu cảnh giới huyền dương. Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì hắn đã lấy khăn đen che mặt lại, hắn không muốn bị người khác nhận ra. Tranh thủ thời gian, hắn còn liếc nhìn Nguyệt Thần một cái, cô gái này hẳn là đã biết có người nhìn lén nhưng lại không nhắc nhở hắn, hiển nhiên là cố ý. Nguyệt Thần bình chân như vại ngồi trên mặt trăng, cầm một chiếc gương nhỏ chỉnh trang lại mái tóc huyền ảo của mình. Lấy người dẫn xét, đúng là bá đạo. Những thanh âm u ám vang lên. Lời nói vừa dứt thì đã thấy có một người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt sáng rực. Diêm lão quỷ. Triệu Bân hơi híp mắt lại, dường như đã nhận ra người này, ở thành vong cổ này có bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn hắn đều biết rõ. Diêm lão quỷ này là một trong số đó, ở thành vong cổ, lão ta điều hành một sòng bạc dưới lòng đất, cho dù lão ta có vẻ ngoài trẻ trung, nhưng lão ta thực sự đã già lắm rồi. Phải dùng đan dược mới có thể giữ mãi vẻ ngoài thanh xuân của mình. Đưa bí kíp dẫn xét ra đây thì ta sẽ tha chết cho ngươi, Diêm lão quỷ nhẹ giọng nói, ung dung đưa tay ra, không thể che giấu lòng tham trong ánh mắt. Lão ta đã sống 50 năm cuộc đời nhưng đây là lần đầu tiên lão ta thấy được loại công pháp bá đạo đến như vậy, lại có thể dùng thân thể phàm trần dẫn động sấm sét. Vợ à, có người ức hiếp ta. Triệu Bân phớt lờ lão ta. Chỉ dương mắt nhìn ra phía sau lưng Diêm lão quỷ một cách khẩn thiết. Vợ à, ở đây còn có vợ của hắn sao? Diêm lão quỷ bất giác xoay người lại. Đương nhiên, phía sau lưng lão ta không hề có người nào, thậm chí một con chim cũng không có, nhưng khi lão ta vừa quay đầu, thì Triệu Bân cũng đã nhảy khỏi ngọn đồi nhỏ, lao thẳng vào khu rừng rậm tối tăm. Ngươi được lắm. Diêm lão quỷ cười lạnh, sải bước đuổi theo. Lão ta vậy mà lại bị một tên nhóc cảnh giới ngưng nguyên lừa phỉnh, thật quá mất mặt. Xoạt xoạt. Trong rừng rậm, Triệu Bân dùng bước phong thần vội vàng chạy trốn, hắn cũng không dám quay đầu lại, nếu đối phương có cảnh giới chân linh thì hắn còn có thể dở trò để chống đỡ được mấy chiêu, nhưng còn cảnh giới huyền dương thì sao? Quên đi, chỉ cần đối phương tát hắn một cái là có thể khiến cho xương cốt của hắn gãy vụn, nói không ngoa thì một cái tát đó cũng có thể giết chết hắn ngay. Chuyện này không phải do hắn không đủ can đảm, mà là do đối phương quá mạnh. Thằng nhóc khốn kiếp. Diêm lão quỷ hừ lạnh, khí thế mãnh liệt, tạo ra áp lực kinh người. Lão ta phất ống tay áo một cái, mười mấy đạo kiếm khí từ bên trong phóng ra, chặt đứt không biết bao nhiêu cây cối trên đường truy đuổi. Triệu Bân run rẩy, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh như băng, còn chưa bị kiếm khí đánh trúng mà đã có cảm giác thịt xương đau nhói. Nếu như bị đánh trúng một đòn, nhất định là hồn bay phách tán. Độn thổ. Trong lúc khủng hoảng, hắn sử dụng thuật độn thổ, kiếm khí sau lưng hắn ầm ầm phóng ra ngoài không trung. Lại còn độn thổ. Thấy vậy, hai mắt Diêm lão quỷ càng nóng hơn, hôm nay lão ta đúng là nhặt được bảo bối, một món bí kíp dẫn xét đã là bá đạo lắm rồi, không ngờ tên nhóc cảnh giới ngưng nguyên này lại còn thông thạo cả bí kíp độn thổ. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi hô, chui tọt xuống đất, cố hết sức bình sinh chạy trốn. Chỉ cần chậm một phút cũng có thể bị tiêu diệt. Cút ra đây cho ta. Diêm lão quỷ quát lên rồi đập mạnh chân xuống đất. Phụt. Triệu Bân phun máu, trong nháy mắt bị chấn bay ra, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều vô cùng đau đớn, bị đánh dập nát tại chỗ, đúng là cao thủ cảnh giới huyền dương, mạnh mẽ kinh khủng. Thu. Diêm lão quỷ lãnh đạm hô, lại phất tay áo,
có một tấm lưới lớn màu đen từ trên trời rơi xuống, nhìn tư thế đó, Triệu Bân đã bị lão ta coi như một con cá trở bị lão ta bắt sống, đem về nghiên cứu kỹ càng. Thu con mợ lão. Triệu Bân nhìn cũng không thèm nhìn, lại xoay người bỏ chạy, có lẽ là trong giây phút sinh tử đã kích phát tiềm lực của hắn, chỉ trong chớp mắt bước phong thần đã phát huy ra uy lực cao nhất, chạy nhanh đến mức chỉ để lại sau lưng một chuỗi tàn ảnh. Ây da! Nhìn thấy cảnh này, Diêm lão quỷ không khỏi nhướng mày, lão ta thật sự đã đánh giá thấp Triệu Bân, tên nhóc này có thể dẫn xét, có thể độn thổ, ngay cả chạy cũng có thân pháp chạy nhanh kinh người như vậy. Tất cả phải là của ta. Diêm lão quỷ bật cười âm hiểm, mừng rỡ như điên, chuyện giết người cướp của lão ta đã làm qua không ít, nhưng người mang trên mình nhiều tuyệt kỹ như Triệu Bân thì đây là lần đầu tiên lão ta gặp được. Chỉ trong khoảnh khắc, lão ta lại đuổi tới, dẫn động chân nguyên hóa thành một bàn tay lớn huyễn hóa phóng ra bên ngoài cơ thể, đây là một loại bí thuật, lão ta muốn bắt sống Triệu Bân. Xuyên tường. Khóe miệng Triệu Bân đã rớm máu, trong lòng phát run. Trước mặt hắn có một bức tường đá nhưng hắn vẫn không giảm tốc độ, sử dụng thuật xuyên tường mà vọt qua. Lại là kỳ môn độn giáp, rất tốt. Một chiêu của Diêm lão quỷ chỉ bắt trúng không khí, lão ta lại càng kích động hơn, suýt nữa là muốn bùng cháy tại chỗ. Tên nhóc này biết đến hai loại thuật kỳ môn độn giáp, hơn nữa còn là hai loại kỳ môn độn giáp đã thất truyền từ lâu. Hôm nay lão ta thật quá may mắn, có thể đụng phải tên nhóc này, đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tú Nhi, ta đã dốc hết sức lực rồi. Triệu Bân nói, sắc mặt của hắn đã trắng bệch, tu vi của Diêm lão quỷ áp chế hắn tuyệt đối, cho dù thần thông của hắn có thâm sâu đến đâu thì xem ra cũng không đủ để so sánh, muốn thoát khỏi bàn tay của một cao thủ cảnh giới huyền dương, e rằng tỷ lệ thành công chỉ bằng không. Nguyệt thần vẫn không lên tiếng, nằm nhàn nhã trên mặt trăng, sau đó tuyên bố rõ, chạy đi, cứ chạy để giữ mạng, nữ thần ta rất coi trọng ngươi. Phụt. Vừa chạy Triệu Bân vừa phun máu, không biết là do bị thương hay là do tức giận, đối thủ là cao thủ cảnh giới huyền dương, vậy mà cô còn muốn đùa với ta. Hướng đông nam, Nguyệt thần duỗi eo thản nhiên nói, chỉ cho Triệu Bân một con đường sống. Triệu Bân không nghĩ nhiều, lập tức đổi phương hướng. Răng rắc, bang, ầm ầm. Sau lưng hắn bây giờ đã không còn là cảnh hỗn loạn bình thường nữa, khí thế của Diêm lão quỷ mạnh mẽ đến lạ thường. Không biết đã có bao nhiêu cây đại thụ bị đốn ngã, có bao nhiêu nham thạch bị đạp bể, lão ta truy đuổi vào sâu trong rừng mà không chút kiêng kỵ, cho dù có gặp yêu thú gầm thét thì lão ta cũng chẳng coi ra gì. Trong chớp mắt, Triệu Bân nhìn thấy phía trước mình có một con sói lửa khổng lồ, sau khi hắn chạy vọt qua thì con sói lửa đó đã bị Diêm lão quỷ đạp một cước nát bươm, nếu đổi lại là hắn, thì nhất định cũng sẽ bị Diêm lão quỷ đạp một cước biến thành thịt nát. Tu vi võ đạo cách nhau chỉ một tầng cảnh giới đã không phải là chuyện chơi rồi, huống chi hắn cách Diêm lão quỷ tới tận hai đại cảnh giới. Ngươi trốn không thoát đâu. Diêm lão quỷ cười gằn, phóng ra một luồng chân nguyên. Chân nguyên hóa thành kiếm khí, sức mạnh vô cùng ác liệt. Triệu Bân giật mình, tránh được nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc, nhưng cánh tay trái vẫn bị chém túa máu do bị uy lực còn sót lại của kiếm khí chạm vào. Ngươi khá lắm nhóc con. Diêm lão quỷ cười ré lên, lão ta nghiền ngẫm, không biết tên nhóc cảnh giới ngưng nguyên nhỏ nhoi này làm cách nào có thể học được tới mấy loại thân pháp huyền ảo như vậy, lại có thể liên tiếp né tránh những đòn công kích ác liệt của lão ta, khiến cho lão ta cũng không khỏi bất ngờ. Vèo! Trong nháy mắt thở dốc, Triệu Bân tung người bay vút lên cành cây to lớn ở phía trước để lấy đà. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp đáp xuống cành cây thì đã thấy một mảng tối sầm từ hướng đối diện đập tới. Thoạt nhìn trông giống như một cánh cửa, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy đó chính là một cái nắp quan tài. Đúng vậy, đó chính là một cái nắp quan tài. Triệu Bân thầm mắng một tiếng, cũng không kịp tránh, chỉ có thể đánh bật cái nắp quan tài ra ngoài. Mợ nó, hôm nay đúng là xui tận mạng. Cùng lúc đó, Diêm lão quỷ đã đuổi giết tới. Có một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống, ngay khi Triệu Bân đứng thẳng dậy thì đã bị tấm lưới đó phủ lên người. Tấm lưới lớn này vô cùng quái dị, có thể co sát lại rất ghê gớm. Chạy đi, sao không giỏi chạy nữa đi. Diêm lão quỷ bước tới, bật cười âm hiểm, trong mắt hiện lên tia lửa tham lam, Triệu Bân trong mắt lão ta bây giờ không còn là một con người, mà chính là một tòa bảo tàng, tất cả bảo vật cất giữ bên trong đó đều sẽ thuộc về lão ta. Chết tiệt! Triệu Bân dẫn động chân nguyên, giãy giụa kịch liệt, nhưng chiếc lưới lớn quái dị dường như được làm bằng vật liệu đặc biệt. Vừa dẻo vừa cứng, rất khó phá vỡ.
ngươi nhất định không phải là một kẻ vô danh. Diêm lão quỷ mỉm cười u ám, phất tay kéo tấm vải đen che mặt Triệu Bân xuống. Vừa nhìn thấy gương mặt của hắn, lão ta liền sửng sốt. Tên hậu bối này lão ta biết rất rõ, ở thành vong cổ này không có người nào không nhận ra hắn, hắn chẳng phải là tên phế vật của Triệu gia sao. Tên nhóc, ngươi cũng giấu nghề sâu lắm. Diêm lão quỷ thở dài, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thì lão ta cũng không dám tin một phế nhân người người cười nhạo như Triệu Bân lại là một võ tu có võ công tuyệt thế. Ỷ lớn hiếp nhỏ, có bản lĩnh gì chứ? Triệu Bân chế nhạo, kịch liệt giãy giụa. Ngươi muốn nói gì cũng được. Diêm lão quỷ mỉm cười âm hiểm, le lưỡi liếm láp khóe miệng, giơ tay đè lên vai Triệu Bân, áp dụng bí thuật, lão ta không hề có ý định thả Triệu Bân đi, ở nơi này rừng sâu núi thẳm, muốn tạo nên vở kịch giết người cướp của cũng không có người nào biết. Hự! Triệu Bân kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác như có một luồng hấp lực bạo ngược đang tràn vào bên trong cơ thể của hắn. Đúng vậy, tất cả là do Diêm lão quỷ làm. Không biết lão ta đã áp dụng bí pháp gì mà cực kỳ quỷ dị, cưỡng ép hút sạch chân nguyên của hắn, chỉ sau hai khắc, ba phần chân nguyên của hắn đã bị hút đi, với tốc độ này hắn sẽ sớm bị hút khô đến mức trở thành một cái xác ướp. Hự! Người kêu lên lúc này không chỉ có hắn, mà còn có cả Diêm lão quỷ, muốn chiếm đoạt chân nguyên bí pháp đúng là không hề dễ dàng. Nhưng lão ta không biết, mình đã hút vào người thứ không nên hút. Thứ đó chính là sấm sét bên trong cơ thể của Triệu Bân, sấm sét là vật của trời, không phải chuyện chơi. Quên mất, có sấm sét trong người của ngươi. Diêm lão quỷ cười nhạt, phải nhanh chóng hút hết chân nguyên, nếu không nhất định lão ta sẽ bị sấm sét đả thương, vì đó không phải là sấm sét của lão ta, nên nếu chạm vào ắt sẽ bị phản kích. Nói cho cùng, là do lão ta quá mức vội vàng, thậm chí còn quên mất phương pháp dẫn động sấm sét của Triệu Bân. Thú vị! Diêm lão quỷ âm u mỉm cười, bàn tay dò xét một lần nữa, muốn tước đoạt sấm sét của Triệu Bân. Gào! Đúng lúc này, có một tiếng gầm lớn đột nhiên vang lên, tựa như không phải thanh âm của người mà cũng chẳng phải thanh âm của loài dã thú, chỉ biết rằng kèm theo tiếng gầm lớn đó còn có âm khí dâng trào. Cái quái gì vậy? Triệu Bân thất thần, bị choáng váng bởi tiếng gầm. Âm khí! Diêm lão quỷ khẽ lẩm bẩm, đôi lông mày cũng cau lại, thản nhiên xách lấy Triệu Bân. Liếc mắt vào sâu trong chỗ tối tăm. Hu hu. Khi Diêm lão quỷ nhìn sang, gió lạnh âm u đang thổi thốc, có một bóng dáng trông giống người đang chậm chạp bước ra, cuốn theo hơi lạnh và mùi hôi cực kỳ khó ngửi, giống như mùi thối rữa của thi thể. Cương thi. Triệu Bân đang bị xách lên cũng thoáng nheo mắt, hắn đã nhìn rõ bóng dáng đó là thứ gì, có nhân hình, nhưng không có nhân dạng, mà giống như một lớp thịt đã phân hủy dính trên bộ xương. Nhìn vào cơ thể đó còn có thể thấy được sâu bọ đang lúc nhúc trên đó, đã vậy chúng còn sống. Nhìn thôi đã thấy buồn nôn lắm rồi, đáng sợ nhất là con ngươi của nó có màu đỏ thẫm. Cương thi biết đi. Triệu Bân lẩm bẩm, nghe các lão bối nói, cương thi luôn thẳng đơ, hai tay giơ ra trước mặt và nhảy tưng tưng, chứ vị này thì hay rồi, bước từng bước một ra ngoài. Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên hắn được thấy cương thi, trông còn đáng sợ hơn những gì các lão bối thường kể. Không những âm khí tái nhợt, mà còn thối rữa và bị sâu bọ ăn mòn. Bởi vì cương thi đến nên hoa cỏ và cây cối xung quanh héo đi bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, bao nhiêu tinh khí của thực vật đã bị cương thi hút hết đi rồi. Chẳng trách có cỗ quan tài. Triệu Bân lầm bầm, cuối cùng cũng hiểu được, vô thức nhìn bốn xung quanh. Nơi này là núi cao rừng sâu, âm u, ẩm ướt, quê mùa, và lại quanh năm không thấy ánh mặt trời, theo phong thủy, nó thuộc về nơi cực âm. Nếu chôn thi thể ở nơi này, thi thể hút hết âm khí, rất dễ xảy ra hiện tượng thi biến. Hiểu rồi. Cỗ quan tài ban nãy, khỏi cần nói nữa, nó do cương thi tự mình bật ra sau khi thi biến đấy, và lại lực đạo khá lớn nên bị hắn bắt gặp. Chí ít cũng là thi thể lâu đời vài trăm năm rồi. Triệu Bân cũng rất can đảm, đã bị bắt rồi mà vẫn còn tâm trạng để cảm thán, nhưng nếu xét đến mức độ hoành tráng thì cương thi kia vẫn trên cơ Diêm lão quỷ. Nhìn sang Diêm lão quỷ, thấy lão ta nhíu chặt hai hàng lông mày, lão ta lớn tuổi hơn Triệu Bân, tu vi cũng cao hơn Triệu Bân, kinh nghiệm đương nhiên cũng sâu rộng hơn Triệu Bân. Lão ta từng thấy cương thi rồi chứ, nhưng cương thi biết đi như thế này thì đúng là lần đầu được thấy, khí thế mạnh mẽ quá đi mất. Cứ lui đi đã. Diêm lão quỷ không nghĩ nhiều đã xách theo Triệu Bân, quay người trốn thoát. Không phải lão ta sợ cương thi,
nếu đánh nhau thì cương thi này không phải đối thủ của lão ta, bởi dù mạnh mẽ đến mấy thì nó cũng chỉ là một cỗ thi thể lâu đời đã thi biến, không có tư tưởng của con người, cũng không có nhận thức như con người. Chí ít thì nó cũng không thể dùng bí thuật. Tạm thời rút lui mới là chính đạo, tìm chỗ nào đó để tìm hiểu tên Triệu Bân này đã, cướp sấm sét với bí tịch của hắn, như thế mới là công đức viên mãn. Soạt, lão ta rút lui, cương thi cũng cử động theo, giống như một hồn ma, tốc độ nhanh đến cực điểm, đã vậy còn có một lực hút cực mạnh lấy nó làm trung tâm, mạnh đến mức dù Diêm lão quỷ đã đạt tới cảnh giới huyền dương nhưng tốc độ của lão ta cũng giảm đi lực hút. Không chỉ có vậy, khí huyết trong cơ thể lão ta, bao gồm cả chân nguyên, cũng có xu thế thoát khỏi cơ thể, đều vì lực hút của cương thi, nếu không cẩn thận sẽ bị nó hút hết chân nguyên và khí huyết. Trước sau chỉ trong một giây thôi, cương thi đã đến, lòng bàn tay khô khốc đó túm lấy Diêm lão quỷ từ đằng sau. Dù nó không có tư tưởng của con người, nhưng bắt lấy dương khí đã là tiềm thức trong cốt tủy của nó rồi. Diêm lão quỷ hừ một tiếng, quay người lại, tay trái xách Triệu Bân, lòng bàn tay phải có chân nguyên lưu động, đẩy trưởng ra ngoài cách một khoảng không. Đùng! Hai lòng bàn tay va vào nhau, phát ra sấm chớp. Cương thi bị đẩy lùi vì chấn động. Mà Diễm lão quỷ cũng hừ một tiếng, lão ta thực sự đánh giá thấp con cương thi này rồi. Đừng trông bề ngoài nó chẳng ra làm sao, nhưng lòng bàn tay và lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, nó đánh cho xương cánh tay của lão ta đau đớn. Chắc hẳn nó đã say giấc dưới hầm mộ quá lâu, chắc hẳn cũng đã hấp thu quá nhiều âm khí, cộng thêm một sức mạnh quỷ dị nào đó. Loại thi thể lâu năm này là khó xử lý nhất. Soạt! Gió lạnh thổi điên cuồng, cương thi cuốn theo âm khí lại đến nữa rồi, khoảng cách càng lúc càng gần, lực hút càng lúc càng mạnh. Muốn chết thêm lần nữa thì ta thành toàn cho ngươi. Diêm lão quỷ hừ một tiếng, lão ta đã bị chọc giận, tùy tiện quăng Triệu Bân ra ngoài. Xách theo Triệu Bân sẽ không thể chạy xa được, sớm muộn gì cũng bị cương thi đuổi tới nơi. Nếu đã như thế, đành phải tiêu diệt cương thi trước. Keng! Chưa kịp tiếp đất, Triệu Bân đã nghe thấy tiếng rền của kiếm, hóa ra Diêm lão quỷ đã rút kiếm ra khỏi tay áo, có chân nguyên quấn xung quanh, có hàn quang bắn ra tứ phía, một mũi kiếm xuyên thủng cầu vồng. Cương thi không có suy nghĩ, đương nhiên không biết tránh né, bị kiếm của Diêm lão quỷ chọc thủng đầu, miệng vết thương chảy ra chất dịch xanh lè của thi thể với khả năng ăn mòn cực kỳ mạnh. Kiếm của Diêm lão quỷ có phẩm cấp không quá thấp, thế mà cũng bị ăn mòn đến loang loang lổ lổ. Chừng ấy cũng không là gì, chủ yếu rằng con cương thi này chẳng bị sao hết, nó không có trí khôn nên không biết đau. Ở khoảng cách gần như thế này, lực hút trở nên vô cùng mạnh, Diêm lão quỷ cảm nhận rõ rệt rằng chân nguyên và khí huyết của mình đã bị hút mất khá nhiều, trở thành chất dinh dưỡng cho cương thi, giúp nó mọc ra thêm nhiều thịt thối bao bọc lấy bộ xương bị lộ ra ngoài. Con cương thi này kỳ dị quá. Diêm lão quỷ hừ một tiếng, rút kiếm ra và lùi về sau, vừa lùi vừa kết ấn bằng một tay, biến thành một con sư tử đực bằng lửa chắn trước cơ thể, nhào về phía cương thi. Con cương thi này thì ghê rồi, nó phả ra âm khí, dập tắt con sư tử đực bằng lửa, thậm chí chẳng gợn lên chút bọt sóng nào. Nó sẽ không nhắm vào ta đấy chứ. Dưới gốc cây cách đó không xa, Triệu Bân ướt sũng sượt bị cái lưới quấn chặt, chỉ có thể cố sức nhúc nhích như một con giòi. Hắn đã thấy được sức mạnh của con cương thi kia, đến cả Diêm lão quỷ còn chịu thiệt thì nếu nó nhắm về phía hắn, hắn chết chắc luôn. Thời gian của ngươi không nhiều đâu. Nguyệt thần thản nhiên nói vậy, cô ta vẫn thong dong như vậy, một tay chống má, chán chường nhìn lên bầu trời, trông có vẻ không hề lo lắng tí gì. Còn về con cương thi kia, nó đâu rảnh ngó ngàng tới Triệu Bân. Trước khi Diêm lão quỷ đi, nó sẽ không nhắm tới Triệu Bân đâu. Thứ nhất là chân nguyên và huyết khí của Diêm lão quỷ nồng đậm hơn, thứ hai là trong cơ thể Triệu Bân có sấm sét, thuộc loại sức mạnh chí dương, bẩm sinh đã khắc chí âm. Triệu Bân không nói gì, không có thời gian để chửi thề vì đang bận dẫy dụa kịch liệt. Hắn phải nhân lúc Diêm lão quỷ đang đánh nhau với cương thi mà nhanh chóng chuồn đi, chứ lát nữa bất kể ai thắng thì hắn đều không sống nổi. Ta coi trọng ngươi đó. Nguyệt thần thong dong nói. Bởi lẽ không trải qua sinh tử thì khó mà lột xác được, mà sự lột xác này không phải là về thân thể mà là về tâm cảnh. Đây là thứ mà kẻ mạnh bắt buộc phải có. Thế nên, đêm nay cô ta mới dốc hết tâm tư tạo ra trận rèn giũa này. Cô ta đã biết nơi này có ngôi mộ lâu đời từ trước, cũng thừa biết cái xác kia sẽ thi biến, thế nên mới chỉ hướng dụ Triệu Bân tới đây. Đương nhiên Diêm lão quỷ cũng nằm trong kế hoạch.
Bây giờ cô ta đã nghiễm nhiên coi Triệu Bân như đồ đệ, còn cô ta thì đóng vai sư tôn một cách xuất sắc, rèn luyện đồ đệ tới chết thì thôi. Mở ra cho ta. Hai mắt Triệu Bân đỏ sẫm, hắn vẫn đang giãy giụa, định dùng sấm sét biến thành kiếm, liều mình chém đứt sự ràng buộc. Phụt, phụt, phụt. Cách đó không xa, Diêm lão quỷ điên cuồng thể hiện thần uy, xách theo sát kiếm của lão ta mà chém hết nhát này đến nhát khác, nhát sau ngang ngược hơn nhát trước. Ánh sáng kim loại từ thanh kiếm bắn ra từ phía, chém cho cương thi toàn thân đầy khe với rãnh. Điều khá ngượng ngùng là con cương thi này chưa bị tiêu diệt mà vẫn còn nhảy nhót tưng tưng, bao nhiêu vết thương vì bị chém còn tự động khép miệng. Ngược lại, Diêm lão quỷ tiếp xúc với nó hết lần này đến lần khác nên chân nguyên và khí huyết bị cương thi hút mất khá nhiều, cũng đủ mệt. Ngoài ra, trên người lão ta còn có thêm vài vết thương do bị cương thi cào, vết nào cũng có âm khí quẩn quanh, xâm nhập vào thể phách, hóa ra chúng là thi độc. Thế nhưng, cảnh giới huyền dương vẫn đỡ được. Nếu đổi lại là Triệu Bân, chắc chắn hắn không sống nổi. Đánh không chết à? Sắc mặt Diêm lão quỷ rất khó coi, lão ta ý thức được rằng chỉ chém vài nhát vào con cương thi quỷ dị này thì không có tác dụng gì, phải đánh nó thành cho bụi chỉ trong một chiêu mới được, như thế thì nó mới không thể nhảy nhót tung tăng nữa. Nghĩ đến đây, lão ta đột ngột phất ống tay áo, sau đó, một lá bùa bay ra, dán lên người cương thi, còn lão ta thì bay ngược ra sau để trốn. Bùa nổ. Triệu Bân lơ đễnh liếc nhìn một cái, nhận ra lá bùa kia, được vẽ bằng bí thuật đặc thù. Nghe nói loại bùa chú này là vật thất truyền, cũng thuộc loại phương pháp thất truyền, gần như không một ai còn sở hữu nữa, có thể nói là có cầu nhưng không có cung. Tên nó là bùa nổ, đương nhiên nó sẽ tự nổ tung. Rốt cuộc uy lực của nó đến mức nào thì Triệu Bân không biết, bởi vì hắn cũng mới thấy lần đầu. Đùng. Trong thoáng chốc, lá bùa nổ tung. Phụt. Con cương thi giả chém thế nào cũng không chết bỗng chốc nổ tung thành nhiều mảnh do lá bùa, chất dịch màu xanh lá cây đột ngột bắn ra như mưa chút xuống. Đợi khi ánh lửa tiêu tán hết thì cơ thể của con cương thi đã biến thành tro bụi, chỉ còn lại cái đầu rơi trên nền đất. Cứng đến vậy sao? Triệu Bân hít thở thật sâu, một lá bùa nổ cũng không nổ hết được, cái đầu của con cương thi này quá cứng. Vẫn chưa chết à? Lão quỷ nghiến răng nghiến lợi, xách kiếm bước tới. Để tiêu diệt con cương thi này mà lão ta lãng phí mất lá bùa nổ duy nhất còn lại, nếu muốn mua cũng không có chỗ nào để mua nữa, nghĩ thôi cũng thấy xót xa gấp bội. Phụt! Lão ta vừa mới bước tới thì đầu lâu của con cương thi bỗng mở mắt, nó há miệng nhả ra một luồng âm khí, sau đó bất chợt nổ tung, dịch thể bắn tứ phía. Trốn! Ngay vào khoảnh khắc ấy, Triệu Bân thoát được khỏi lưới, trốn vào lòng đất, chân tay cực kỳ nhanh nhẹn. Á! Triệu Bân thì đi rồi, chứ Diêm lão quỷ thì hét lên thảm thiết, có chất dịch từ thi thể bắn vào đôi mắt già nua của lão ta, sức mạnh ăn mòn đáng sợ khiến đôi mắt của lão ta chảy máu đầm đìa, nhanh chóng mất đi ánh sáng, trên người lão dính khá nhiều chất dịch nên cũng bị ăn mòn, âm thanh xèo xèo ấy nghe thôi cũng khiếp hãi. Cảnh tượng ấy cực kỳ giống với thuốc bột hóa thi khi nhỏ vào cơ thể người, mà chất dịch từ cương thi có khả năng ăn mòn kinh khủng hơn thuốc bột hóa thi nhiều. Á! Tiếng kêu gào của Diêm lão quỷ cực kỳ thê thảm, thậm chí còn xen lẫn cả phẫn nộ. Lão ta bị một cỗ thi thể lâu năm đã thi biến lừa cho một vố, đúng là đáng hận. Tới khi lão ta cảm nhận Triệu Bân thì hắn đã chạy mất rồi. Đây mới là điều khiến lão ta phẫn nộ. Tốn bao nhiêu công sức mới bắt được Triệu Bân, chưa lấy được bảo bối đã để hắn chạy thoát. Phụt! Không rõ là do thi độc hay do quá tức tối, lão phun mạnh ra một búng máu, bước chân lảo đảo. Suýt chút nữa đã cắm đầu xuống đất. Lão ta bị thương nặng đến mức này, hai mắt còn mù, từ khi ra nghề đến nay lão ta chưa từng chịu thiệt thòi đến vậy. Hay cho lão quỷ nhà ngươi. Ở bên này, Triệu Bân đang thầm mắng, hắn chạy nhanh hơn thỏ, đúng thật là đi một vòng trước quỷ môn quan, mẹ kiếp, quá hung hiểm. Bài sát hạch này, anh mày thông qua rồi nhá. Nguyệt thần không nói năng gì, nằm nghiêng trên mặt trăng, chỉ liếc nhìn Triệu Bân mà cười. Một kẻ mới tới cảnh giới ngưng nguyên mà có thể trốn thoát toàn thây khỏi lòng bàn tay của Huyền Dương, không phải ai cũng làm được đâu. Quay về phải tịch thu cái sòng bạc của lão ta. Ở bên này, Triệu Bân không biết được dụng ý của Nguyệt Thần nên vẫn đang mắng chi, hắn đã quyết định khi nào về thành vong cổ sẽ giặc sang sòng bạc ngầm của Diêm lão quỷ. Có Nguyệt Thần ở đây, hắn sẽ thắng đến khi nào lão ta phá sản.
Dù đã trốn đi rất xa nhưng hắn vẫn nghe được tiếng kêu la thảm thiết của Diêm lão quỷ, có trời mới biết khó chịu đến mức nào. Triệu Bân không buồn để tâm, hắn tìm một hang động để ẩn thân. Tuy sống sót mà trốn ra nhưng hắn cũng bị thương rất nghiêm trọng, may mà có chút căn cơ, nếu không sẽ càng thêm thê thảm. Đêm đen cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh, Diêm lão quỷ không hét nữa, hẳn là đi tìm chỗ nào đó để trị thương, còn về việc vết thương ấy có thể hồi phục hay không, đôi mắt ấy có thể sáng lại hay không, phải xem đạo hạnh của lão ta rồi. Bên trong hang động u tối, Triệu Bân đang ngồi khoanh chân, dưới ánh trăng ảm đạm, có thể thấy rõ sắc mặt tái nhợt của hắn cùng máu tươi thỉnh thoảng rỉ ra từ khóe miệng. Vết thương đáng sợ nhất là chấn động từ cú dậm chân của Diêm lão quỷ. Thuật độn thổ không phải không có nhược điểm, hắn bị ép ra khỏi lòng đất vì chấn động, chịu nội thương, đến nay gân cốt vẫn còn đau đớn dữ dội, nếu không nhờ một chút căn cốt từ luyện thể, chắc hẳn kinh mạch của hắn đã đứt đoạn rồi. Ta kỳ vọng vào ngươi quá cao rồi. Nguyệt thần khẽ lầm bầm. Nghĩ kỹ lại, có lẽ người làm thần linh như cô ta có tầm mắt quá cao, lúc nào cũng lơ đễnh bỏ qua tu vi thấp kém của Triệu Bân, bắt hắn đối đầu với người đạt đến cảnh giới huyền dương, bất kỳ thời khắc nào cũng có thể là quỷ môn quan. Thực tế chứng minh Triệu Bân đã làm rất tốt, không nói tới những điều khác, riêng việc hắn trốn thoát được trong lòng bàn tay của kẻ mang cảnh giới huyền dương, chỉ với điều này cũng đủ để hắn tự hào suốt đời. Rắc, rắc. Trong hang động, âm thanh xương khớp va chạm vào nhau không ngừng vang lên. Triệu Bân cũng không ngốc, hắn dùng nội thương để điều trị nội thương, kinh mạch và khớp xương chịu tổn hại. Trong quá trình tôi luyện, lục phủ ngũ tạng đau nhức cũng dần dần không còn đau đớn nhờ được chân nguyên vỗ về. Gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng hiện ra nét hồng hào, khí tức cũng theo đó mà đều đặn hơn. Đến đêm ngày thứ hai, Triệu Bân mới ra khỏi động, thương thế về cơ bản đã hồi phục, có thể nhảy nhót tung tăng rồi. Nhân lúc đêm khuya, hắn lại tới chỗ hôm qua. Trong đống cỏ bừa bộn, hắn tìm được ngôi mộ cổ kia, bia mộ vẫn còn đó, quan tài không nắp cũng vẫn còn đó, nhưng trong quan tài đã không còn con cương thi mắt đỏ vì thi biến nữa rồi. Tú Nhi, thi thể nào cũng thi biến được à? Triệu Bân vô thức hỏi. Cái này phải xem người chết là ai, phải xem chôn ở nơi nào. Nguyệt thần hờ hững đáp. Vị thần này đã coi bản thân mình như một sư phụ, trên cơ bản sẽ trả lời hết những câu hỏi về tri thức thông thường. Ví dụ như phong thủy hay đất mộ của người chết đều phải chú trọng. Ví dụ như cỗ thi thể lâu năm hôm qua được chôn ở nơi đất cực âm, thi thể không biến đổi nhiều, lại trải qua mấy trăm năm hấp thu âm khí, không thi biến mới là lạ. Nói rồi, cô ta sẽ phất tay, một đống chữ vàng hư ảo lập tức tập trung thành một cuốn cổ thư hư ảo. Huyền môn thiên thư. Triệu Bân nhìn vào và đọc ra từng chữ. Đọc rồi mới biết, đây không phải là công pháp. Cũng không phải đấu pháp thần thông mà đa phần giới thiệu về thuật phong thủy cùng với cách tránh tà, ví dụ như sự vận động của các vì sao, địa thế, âm dương, ngũ hành, diện tướng, vân vân, trong đó cũng nhiều thứ cần suy nghĩ, bao quát rất rộng, đề cập rất nhiều, khiến hắn đọc thôi cũng không tránh khỏi cảm giác hoa mắt chóng mặt. Vốn dĩ Nguyệt thần cũng không định truyền đạt thứ này, như người ta thường nói, tham ăn thì khó tiêu hóa, nhưng thấy Triệu Bân có thiên phú, cô ta hoàn toàn ngó lơ những điều mình kiêng dè. Thằng nhãi này quá yêu nghiệt, học cái gì cũng nhanh đến mức cô ta trở tay không kịp. Suy cho cùng, cô ta cũng vì bảo vệ bản thân thôi. Triệu Bân từng nói một câu khá chính xác, hai người họ giống như hai con trâu chấu trên một sợi dây, Triệu Bân chết thì cô ta cũng bị tiêu diệt, bảo vệ được Triệu Bân như bảo vệ được chính mình. Một số phương pháp giữ tính mạng, ví dụ như độn thổ, xuyên tường, một số lý lẽ quan trọng, ví dụ như huyền môn thiên thư cái gì nên dạy vẫn phải dạy. Con đường này vừa dài vừa xa, thế nào cũng có lúc hắn sẽ dùng đến, học hỏi nhiều cũng không phải chuyện gì xấu. Đa tạ tiền bối. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, vị thần linh này quá hào phóng. Bộ sách huyền môn thiên thư này như mở ra một vùng trời khác cho hắn, phải thấy rồi mới biết mình là thằng nhà quê chẳng hiểu gì cả, chỉ biết được một góc của tảng băng trôi. Có cuốn thiên thư này ở đây, dù không thể thu võ, hắn cũng không chết đói được. Cuốn sách này quá kỳ diệu. Cho dù chỉ học được một góc cũng có thể kiếm kế sinh nhai. Ví dụ như, xem tướng, bốc quẻ. Ví dụ như, giúp người ta tìm âm trạch, tìm mộ phần. Rời mắt khỏi cuốn thiên thư, một lần nữa, hắn liếc nhìn ngôi mộ cổ. Vì có thiên phú quá nghịch thiên nên sau khi xem huyền môn thiên thư, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã có kiến thức nhập môn.
Khi nhìn lại phong thủy của chốn này, hắn đã thấy hoàn toàn khác hẳn, đâu chỉ là chốn cực âm, mà còn là nơi đại hung. Thi thể lâu đời chôn ở chỗ này vài trăm năm mà không thi biến thì trời đất cũng khó dung tha. Xem ra, người chôn cất cũng chẳng hiểu gì. Triệu Bân lầm bầm, phàm là thầy phong thủy biết chút thường thức cũng không chọn nơi này để cất mộ. Trừ khi người này có ý đồ khác. Nhắc đến cỗ thi thể lâu năm, tới giờ hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Sau khi thi biến, con cương thi kia quá bá đạo, dù Diêm lão quỷ đã đạt tới cảnh giới huyền dương cũng liên tục chịu thiệt, sau cùng còn bị ép phải dùng bùa nổ. Nghĩ đến bùa nổ, hắn xoa xoa tay, còn lén lút liếc nhìn Nguyệt Thần, ánh mắt này quá lộ liễu, tất nhiên là vì hắn muốn học vẽ bùa. Uy lực của bùa nổ, hắn chẳng thích quá còn gì. Ngày sau nếu đánh nhau với người ta mà đánh không lại thì cho nổ, nổ chết thì thôi. Nếu Liễu gia còn dám hục hạc với Triệu gia, vậy thì ném một lá bùa nổ vào nhà hắn, nổ cho gạch ngói bay tung trời. Hướng Đông Bắc, Nguyệt Thần đột nhiên nói. Sao cơ? Diêm lão quỷ, Nguyệt Thần ngáp một cái, hai mắt đã mù, sống dở chết dở. Ồ, Triệu Bân buột miệng đáp một tiếng rồi quay người đi. Nhưng hắn không đi theo hướng Đông Bắc mà đi về phía thành Vong Cổ. Dù hai mắt đã mù, dù sống dở chết dở, Diêm lão quỷ vẫn là cảnh giới huyền dương. Bảo một người với cảnh giới ngưng nguyên như ta đi giết lão. Đùa chắc, tiêu diệt lão ta, sẽ dạy ngươi cách vẽ bùa. Nguyệt Thần tủm tỉm cười. Nếu cô đã nói thế ta phải đập chết lão. Triệu Bân trở mặt rất nhanh, dù đã bước vài bước nhưng vẫn quay ngoắt lại, chạy về phía Đông Bắc. Người xưa nói rất hay, truy cầu phú quý trong hiểm nghèo, tiêu diệt được Diêm lão quỷ là có bí thuật để học, Nguyệt Thần đã dạy thì chắc chắn là đỉnh. Dưới ánh trăng, rừng cây tĩnh mịch. Vì cơn mưa lớn đêm qua nên nền đất rất lầy lội, lá cây ướt sũng, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng gầm của vài loài thú dữ. Ngoài ra còn có gió lạnh hun hút thổi từng trận, làm Triệu Bân rét run lẩy bẩy. Ngừng lại. Không biết qua bao lâu, Nguyệt Thần mới lên tiếng. Triệu Bân lập tức dừng lại. Cách 100 trượng về phía trước có một cái hang động, Nguyệt Thần nói, Diêm lão quỷ đang ở bên trong. Triệu Bân không đáp lại, trước tiên hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới độn thổ vào lòng đất, nín thở, thu lại chân nguyên, lén lút lần mò tới đó. Khoảng cách chỉ có 100 trượng nhưng hắn di chuyển hết một nén hương, không dám sơ ý vì khả năng nhận biết của cảnh giới huyền dương rất mạnh và nhạy bén. Khi tới hang động, nhìn thấy Diêm lão quỷ. Hắn không thể không hít một hơi thật sâu. Diêm lão quỷ quá thê thảm, đầu bù tóc rối, hai mắt vẫn đang chảy máu tươi, quần áo rách nát, từ trên xuống dưới toàn là những vết máu nào cũng đang bốc khói xanh vì dịch thể từ cương thi, đến nay chúng đã biến thành thi độc, xâm nhập vào thể phách của lão ta. Gương mặt Diêm lão quỷ không còn chút huyết sắc nào. Chẳng trách Nguyệt Thần nói lão ta sống dở chết dở, bây giờ mới thấy quả nhiên không phải nói đùa. Nếu đột nhiên chém lão ta một nhát, chưa chắc lão ta đã né được. Triệu Bân nhìn rất lâu mà chưa ra tay, dù sao thì lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, tên đã lên dây không còn đường quay lại, chỉ sợ không diệt nổi Diêm lão quỷ, bản thân hắn còn bị giết ngược. Phụt! Khi hắn đang nhìn thì Diêm lão quỷ đột nhiên như bị sặc, một búng máu phun lên vách đá ở phía đối diện. Chắc hẳn vì chúng thi độc nên máu của lão ta cũng có tính ăn mòn, khi nhuộm đỏ vách đá, nó còn nổi bọt trắng. Vừa nhìn đã biết là kịch độc. Đến cả máu cũng có tính ăn mòn, không khó để tưởng tượng giờ khắc này Diêm lão quỷ đang khó chịu đến mức nào. Chính vì thế nên hắn mới thấy chấn động, bởi lẽ con cương thi kia đã nổ tung thành cho bụi rồi mà thi độc vẫn mạnh đến như vậy, mạnh đến nỗi cảnh giới huyền dương cũng khó lòng ép ra được. Thần thái của Diêm lão quỷ nhìn thế nào cũng thấy thống khổ, khỏi cần nhìn sâu vào cơ thể lão, chắc hẳn tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng. Kỳ kinh bát mạch đều chịu sự ăn mòn đáng sợ này. Bây giờ xem ra vẫn ổn, vẫn còn chịu đựng được. Có lẽ vì toàn bộ tinh thần đều dùng để đối phó và hóa giải thi độc nên dù đạt tới cảnh giới huyền dương, Diêm lão quỷ vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Đâm nát mông lão ta nha. Triệu Bân khẽ nói, hắn cười rất gian xảo, cũng tự giác xách kiếm tử tiêu. Hắn đã ở ngay bên dưới Diêm lão quỷ, từ hướng này mà đâm một kiếm lên trên chắc sẽ sướng rơn người. Nguyệt Thần đảo mắt, liếc nhìn Triệu Bân. Nát mông, nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn. Nếu không được chứng kiến, cô ta không biết tên này còn có một thứ. Tiềm năng vô liêm sỉ. Triệu Bân ngó lơ, hắn đã ngẩng đầu lên, hai tay giữ chặt kiếm, hướng thẳng lên trên.
hắn còn nhắm một mắt lại để ngắm chuẩn phương hướng, rất giống với một thợ săn, trước khi săn phải diễn kịch đủ kiểu. Cái này phải ngắm cho chuẩn chứ. Chỉ mong một nhát đã trúng ngay, đâm chết lão ta luôn. Keng! Cùng một tiếng rền vang, Triệu Bân ra tay rồi, hai tay siết chặt thanh kiếm, đâm mạnh lên trên, lực đạo ấy không hề tầm thường chút nào. Á! Sau đó là tiếng hét thảm thiết của Diêm lão quỷ, lão ta vốn đang ngồi khoanh chân rất nghiêm chỉnh thì đột nhiên thấy đau đớn, đau đến xé lòng luôn, có trời mới biết thứ gì mới đâm lên từ bên dưới. Đâu chỉ đau đớn, trong thời khắc ấy, lão ta có cảm giác như sắp thăng thiên luôn. Kẻ nào? Diêm lão quỷ phẫn nộ, nhảy vọt lên, đợi khi lão ta tiếp đất, chưa kịp đứng vững, không biết là do thi độc phát tác hay do bộ phận nào đó quá đau đớn nên lại phun ra một búng máu nữa. Đồng thời, Triệu Bân cũng lao ra, thanh kiếm tử tiêu vốn nhuốm máu của người nào đó lúc này cũng cuồn cuộn chân nguyên, sấm sét lượn quanh, có lẽ đây là nhát kiếm đỉnh cao nhất của hắn. Phụt! Máu tươi bắn ra, cực kỳ chói mắt. Diêm lão quỷ chưa kịp đứng vững đã bị đâm trúng, nhát kiếm của Triệu Bân cắm vào lồng ngực lão ta. Nếu là ngày thường, những người đạt tới Huyền Dương có thể ngó lơ nhát kiếm này, còn lâu mới chọc vỡ được phòng ngự của lão ta. Nhưng lúc này, hai mắt đã mù, và lại thi độc trong cơ thể còn tác oai tác quái, cộng thêm nhát kiếm nát mông của Triệu Bân khiến lão ta yếu ớt đến cực điểm, cho dù là một kẻ mới đạt tới cảnh giới ngưng nguyên cũng có thể tiêu diệt lão ta. Triệu Bân, Diêm lão quỷ điên lên, dù hai mắt đã mù, nhưng từ khí tức ngưng nguyên, lão ta vẫn ngửi ra được, đây chẳng phải là Triệu Bân sao. Sấm sét của hắn cực kỳ bá đạo, đến cả cơ thể của cảnh giới Huyền Dương cũng có thể phá giải được. Tiền bối, đã lâu không gặp. Triệu Bân cắn răng, nắm chặt kiếm tử tiêu, chân nguyên trào ra, ấy thế mà đâm xuyên được lồng ngực Diêm lão quỷ. Á! Diêm lão quỷ nổi cáu, vung ra một trường. Trốn! Triệu Bân đã lường trước từ lâu, hắn đã trốn ngay một giây trước khi trúng trưởng nên đã né được đòn tấn công của Diêm lão quỷ, nhanh chóng trốn ra, vòng ra sau lưng lão ta, thanh kiếm trong tay biến thành kiếm Long Uy, từ trên trời chém xuống. Uỳnh! Long Uyên nặng nề khiến không khí cũng kêu uỳnh uỳnh, nhát kiếm này không sai không lệch bổ vào đầu Diêm lão quỷ. Phụt! Lại có máu bắn ra, kèm theo đó là óc cũng phọt ra. Diêm lão quỷ thét lên thảm thiết. Bị đập đến mức lảo đảo, thi cổ phát tác, trước sau chúng ba nhát kiếm, nhát nào cũng vào chỗ quan trọng khiến lão ta vừa nhận thức được cơn đau đã đổ ập xuống đất, cơ thể co giật từng hồi, máu tươi màu đen kịt còn chảy ra từ miệng. Lên đường bình an nhé. Triệu Bân tiến lên phía trước, bổ sung thêm một nhát kiếm, một đời cảnh giới Huyền Dương, chết ngay tại chỗ. Nhìn lại Triệu Bân, hắn tái nhợt mặt mũi, thở dốc hồng hộc. Tấn công và giết chết cao thủ cảnh giới Huyền Dương. Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Nếu cho Diêm lão quỷ một thời khắc nào đó để xả hơi, chắc hẳn hắn sẽ chết rất thê thảm. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức dọn dẹp chiến trường, gom hết túi tiền, kiếm và trang sức trên người Diêm lão quỷ. Thứ gì lấy đi được, hắn không chừa thứ gì. Làm xong những chuyện này, hắn mới lấy thuốc bột hóa thi, đổ cả lọ thuốc vào đó, triệt để hủy thi diệt tích. Đêm xuống, Triệu Bân ngồi trên hòn đá, ôm lấy túi tiền dưỡng lão. Kiểm chiến lợi phẩm. Ta đã tiêu diệt một người ở cảnh giới Huyền Dương sao? Không biết hắn đã lẩm bẩm câu này bao nhiêu lần. Cho đến giờ hắn vẫn không dám tin. Cũng đúng thôi, hắn có được thiên thời địa lợi nhân hòa, đánh gần chết cái tên Diêm lão quỷ kia, nhặt được một lợi ích lớn. Nếu lão quỷ không bị ai ngăn cản thì có cho hắn 10 cái mạng hắn cũng không dám xông lên. Hơn nữa tài sản của Diêm lão quỷ không nhiều lắm. Với người có thân phận như lão ta mà đi ra ngoài thì không cần mang nhiều tiền theo, bạc cũng không quá 200 lượng, những thức khác cũng chỉ có đan dược bổ sung chân nguyên. Điều duy nhất hấp dẫn chính là kiếm của lão ta, nó không phải vật bình thường mà được tạo từ huyền thiết đặc thù. Không tệ. Triệu Bân mỉm cười, chờ đem về tinh luyện rồi luyện vào trong kiếm tử tiêu của hắn. Như vậy uy lực sẽ càng bá đạo hơn. Hai ngày một đêm này, có gì muốn nói không? Nguyệt Thần hỏi. Sóng to gió lớn. Triệu Bân không nghĩ gì mà đã nghĩ ra bốn chữ này. Hắn đi dạo mấy vòng quanh quỷ môn quan, tâm cảnh cũng thay đổi nhiều. Ít nhất thì khi gặp khó khăn hắn sẽ không hoảng loạn như thế nữa. Một kiếp nạn trôi qua, một sự thay đổi đến. Hắn bắt đầu hiểu ra dụng ý của Nguyệt Thần là gì rồi. Cô ta đang muốn ma luyện hắn, công nhận là phi phàm thật. Không luyện không biết,
luyện cái là suýt chết. Nhưng lần vừa kinh vừa hiểm này thật sự rất kích thích. Trẻ nhỏ dễ dậy. Nguyệt thần tùy ý truyền đến phép vẽ bùa. Triệu Bân ngồi xuống, hai mắt sáng rực. Nguyệt thần chỉ truyền phép vẽ bùa nổ. Ngoài ra còn có nội dung chi tiết, bao gồm cả mực, giấy vẽ bùa, bút, hình vẽ. Tất cả đều dung nhập vào trong đầu hắn, quá trình cực kỳ rườm rà. Nhưng với hắn thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người có thiên phú học gì chẳng nhanh. Hắn vẫn chưa thử vì thiếu nguyên liệu, phải vào trong thành mua. Triệu Bân thu thập hành lý, khoác áo tơi, đội nón, tiến về thành Vong Cổ Nhân lúc trời sáng. Hắn cũng không thảnh thơi cả con đường mà làm nhiều việc cùng lúc. Hắn vừa luyện thể lại vừa lĩnh ngộ bước phong thần, lại đọc sách huyền môn và nghiên cứu phép vẽ bùa. Nguyệt thần đã quen với việc này, nếu có thể thì cô ta sẽ điều giáo Triệu Bân lại. Khi tờ mờ sáng, hắn mới đến cổng thành Vong Cổ. Từ phía xa đã nhìn thấy người tụ tập đông đúc, bọn họ vây quanh một cáo thị, chỉ trỏ trỏ. Đây là một lệnh truy nã, vẫn là truy nã cô lang Dạ Hành. Dạo này gã là nổi nhất rồi. Triệu Bân đi qua thì cũng nhìn sang một cái. Ái chà, tiền thưởng những 10.000 lượng cơ đấy. Bảo sao mà nhiều người vây quanh như thế. 10.000 lượng tiêu 8 đời cũng không hết. Chỉ cần bắt được cô lang, không những trở nên giàu có mà còn danh chấn thiên hạ. Triệu Bân không nhìn nữa, khóe miệng nở một nụ cười khẩy. Tiền thưởng cao như vậy chắc hơn phân nửa là áp lực từ Liễu gia. Tiền trang nhà đó không chỉ mất 10.000 lượng đâu, mất nhiều như vậy, là ai thì cũng sẽ khó chịu. Thành Vong Cổ sáng sớm vẫn hào hoa như thế, tiếng mua bán đã vang lên ầm ĩ. Một cân thịt lợn, nửa lạng hoa điêu. Vẫn là sạp hàng đó, Triệu Bân mua rượu thịt, một mồm thịt một ngụm rượu, vừa đi vừa ăn. Hắn dừng chân ở cửa hàng binh khí của Liễu gia trong chốc lát. So với những ngày tháng bán đắt hàng lúc trước, cửa hàng binh khí Liễu gia lúc này vắng như chùa Bà Đanh. Nhìn giá cả, lại giảm nữa, lúc trước là 40 lượng, giờ còn có 30. Chỉ có vậy thì ai mà đến? Ai cũng đang chờ. Chờ ngươi tiếp tục giảm, lúc trước tăng thế nào thì giờ hạ xuống như vậy đi. Đâu chỉ có nhà ngươi bán binh khí chứ. Quá đã. Triệu Bân uống một ngụm rượu, nghĩ đến gương mặt của Liễu Thương Hải lúc này chắc hơn phân nửa là đang chửi thề ở sau nhà đấy. Còn cả Liễu Thương không nữa, chắc cũng không rảnh đi kiểm tra tình hình làm ăn của cửa hàng binh khí đâu mà còn muốn bắt cô lang Dạ Hành đấy. So với cửa hàng binh khí, số mất mát của tiền trang mới càng khó chịu. Không vội, chạy không nổi đâu. Triệu Bân cười khẩy, ngoặt sang phía khác, đến một cửa hàng tạp hóa. Mua đồ chuyên dụng để vẽ bùa như giấy bùa, bút bùa và mực bùa. Những thứ này không đắt, vì phép vẽ bùa đã thất truyền từ lâu. Còn những giấy để vẽ bùa trừ tà thì chỉ có thầy tướng hay đạo sĩ mới mua, mà 8 phần đều là bọn quen. Đi một vòng của hàng tạp hóa, Triệu Bân vẫn chưa về mà đi vào sòng bạc dưới lòng đất. Mặc dù Diêm lão quỷ đã bị tiêu diệt, nhưng sản nghiệp của lão ta ở thành Vong Cổ thì vẫn còn, vẫn nên lấy chút lợi ích về. Sòng bạc di lòng đất, tên sao nghĩa vậy, nó ở dưới lòng đất. Nghe cha nói, từ ngày xưa, Diêm gia có người làm quan, tốn rất nhiều sức lực mới mẻ ra một địa cung. Nhiều năm sau thì nơi này trở thành sòng bạc dưới lòng đất, cao cấp hơn mấy sòng bạc nhà trên mặt đất nhiều. Nói thật thì đây là lần đầu hắn đến, đi vào sòng bạc đã thấy khói bay nghi ngút, tiếng hô vui mừng có, tiếng trời thể cũng không ít. Sự xuất hiện của hắn lôi kéo rất nhiều sự chú ý, chủ yếu vì cách ăn mặc của hắn. Hắn mặc áo mưa, còn đội nón, trên người tỏa ra vị máu tanh và sắt khố khiến người ta tưởng hắn là hiệp khách với mũi đao nhuốm máu nào. Tiếc là chẳng ai nhìn ra thân phận của hắn. Triệu Bân không quan tâm mà đi thẳng đến bàn cược, mục đích của hắn chính là thắng tiền, mà không thắng nhiều. Nếu không chắc chắn sẽ bị sòng bạc nhìn chằm chằm. Nhớ đâu có người cảnh giới huyền dương đến giết người thì hắn chịu không nổi đâu. Đây là kỹ thuật sống đấy. Thắng được khoảng 800 lượng, hắn rất tự giác thu tay. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Phía sau hắn đã có người đi theo. Nhưng cũng chỉ có hai tên ở cảnh giới chân linh mà thôi. Nếu thắng 8.000 thì không phải là cảnh giới chân linh nữa đâu mà là cảnh giới huyền dương đấy. Cho nên việc thắng thua cũng phải có học vấn cả đấy. Lần đi theo đuôi này cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là hai cảnh giới chân linh mà thôi, theo làm sao được hắn. Cứ đi mãi rồi mất dạng. Lúc Triệu Bân đi ra thì đã đổi sang một thân phận khác, đeo mặt nạ ra người khác, còn đeo cả râu,
rồi đi vào sòng bạc. Lần này hắn không thăm nhiều, thắng thắng thua thua mười mấy ván, thu được 500 lượng liền thong thả rời đi. Đừng đến nữa. Nguyệt thần nhắc nhở, cô ta cảm nhận được có cảnh giới huyền dương chú ý đến hắn rồi. Ta hiểu. Triệu Bân mỉm cười, không cần Nguyệt thần nói thì hắn cũng sẽ không đi tiếp nữa. Chuyện gì cũng phải có giới hạn, ít nhất trong thời gian ngắn hắn sẽ không đi nữa. Trên đường về, hắn đi du đãng, cửa hàng nào, sạp hàng nào cũng có bóng hình của hắn. Hắn mua bảo bối, hoặc là tài nguyên tu luyện. Con đường võ đạo này tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nói trắng ra chính là tiền bạc. Trời ơi, Bạch Vân Câu! Vào lúc này, đột nhiên có âm thanh vang lên. Triệu Bân nhướng mày, sau đó nhìn theo. Bạch Vân Câu này là một con ngựa. Con ngựa này không phải dạng tầm thường. Hắn chỉ nghe các tiền bối trong nhà nói chứ chưa từng được gặp. Chỉ biết rằng ngựa này có huyết mạch phi thường, chỉ cần đi một ngày là hết biên cương ngàn dặm. Từ xưa đến nay nó đều thuộc về vương công quý tộc, cho nên không bao giờ được đem bán ở chợ cả. Hắn nhìn qua thì thấy một con tuấn mã màu trắng, nhìn rất đẹp, lông trắng như mây, không nhiễm tạp chất. Cái tên Bạch Vân Câu chính là lấy từ đây mà ra. Lúc này Bạch Vân Câu đang phi như gió trên đường. Ngựa tốt. Triệu Bân thầm cảm thán. Ngựa thì tốt thật, nhưng người đang cưỡi ngựa thì là người hắn không dám khen. Bóng người xinh đẹp, lạnh như băng, giống tiên tử của cung Quảng Hàn, vừa lạnh lùng lại kiêu ngạo. Không sai, đây chính là đại tiểu thư Liễu gia. Kể từ đêm đó, đây là lần đầu tiên Triệu Bân gặp lại cô ta. Cô ta vẫn nổi bật như thế, vẫn xinh đẹp như thế, không hổ là thiên chi kiêu nữ. Đúng là Bạch Vân Câu rồi. Có sư phụ của Thiên Tông khác hẳn nhỉ. Con ngựa này đắt lắm đấy. Đường lớn đã náo nhiệt lại càng trở nên ầm ĩ, mọi người cũng hiểu ý mà nhường đường ra. Con Bạch Vân Câu này tượng trưng cho thân phận. Nhìn Liễu Như Nguyệt thần sắc lãnh đạm, mắt nhìn thẳng, giống như cô ta đã quen với việc là tâm điểm của sự chú ý rồi. Tu Vi lại tỉnh tiến nữa. Triệu Bân than nhẹ, tự nhận mình không mạnh bằng cô ta. Cảnh giới là tiêu chuẩn để so sánh võ đạo, nhưng không phải toàn bộ. Cùng là hai võ giả ở cảnh giới chân linh, cùng một cấp cũng có phân mạnh yếu. Hắn lúc này có lẽ có thể đánh bại được chân linh đỉnh phong bình thường, nhưng lại không thể đánh bại nổi Liễu Như Nguyệt tầng 7. Điểm này hắn không phủ nhận, vì người ta là thiên chi kiêu nữ, người ta có nền tảng để kiêu ngạo. Nhìn Liễu Như Nguyệt kia, lại nhìn sang Triệu Bân mà xem. Một người là đệ tử Thiên Tông, một người là ông chủ cửa hàng binh khí. Đó là số mệnh rồi. Tiếng nghị luận vẫn ầm ầm, nhìn sang Liễu Như Nguyệt rồi lại không tự giác nhìn sang Triệu Bân. Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ ngày nào giờ đã là một trời một vực. Nằm không cũng trúng đạn. Triệu Bân bĩu môi, quay người rời đi. Trong giây phút ấy, Bạch Vân Câu đi lướt qua. Con ngựa này rất kiêu ngạo, ưỡn ngực, có linh khí cực cao, giống hệt chủ nhân. Ở phía rất xa, Liễu Như Nguyệt quay lại tìm kiếm trong đám đông, có một cảm giác quen thuộc cuốn lấy nàng ta. Nàng ta cảm ứng không sai, nhưng mà, Triệu Bân đã hòa vào dòng người và đi xa dần. Ân oán mà, sẽ có một ngày kết thúc thôi, nhưng không phải hôm nay. Liễu Như Nguyệt làm ra một vở kịch lớn như thế, hắn sẽ thay cô ta diễn hết, mà diễn thật hay. Lúc về đến cửa hàng binh khí thì trời đã ngả về Tây. Hắn nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng trước cửa hàng binh khí, chắc là đến để đưa binh khí. Cái người râu rậm tên lỗ mãng kia vẫn chói mắt nhất. Triệu thiếu gia. Tất cả mọi người đều chào hỏi từ xa, cười thân thiện. Có tiền đương nhiên là vui vẻ. Triệu Bân cũng đáp lại rồi đi vào trong cửa hàng binh khí. Thiếu gia, cửa hàng binh khí Liễu gia đóng cửa rồi ạ. Lão Tôn đi tới, nhỏ giọng nói. Trong dự liệu của ta. Triệu Bân ngồi phịch xuống. Chờ đi, ngày mai chắc chắn sẽ có thiêu thân. Nếu như hắn đoán không nhầm, chắc chắn sẽ có người đến cửa hàng binh khí Triệu gia mua số lượng lớn binh khí. Mua cho đến khi cửa hàng binh khí Triệu gia không còn gì, rồi giảm giá để cạnh tranh ác ý. Liễu Thương Hải nhất định sẽ làm lớn, mua cho đến khi Triệu gia không còn gì mới thôi. Như vậy, Liễu gia sẽ lũng đoạn thị trường. Lúc ấy giá cả binh khí sẽ do nhà bọn chúng quản lý. Nói cho cùng thì đây là cạnh tranh về tiền. Lũng đoạn à, so tiền thôi. Muốn so thì hắn cũng chẳng sợ. Hiện giờ hắn có nhiều binh khí lắm, tôi luyện một chút là xong. Không có gia tộc ủng hộ, hắn không tin cửa hàng binh khí Liễu gia có thể lũng đoạn được.
Nói là làm, uống nốt nửa bình rượu, hắn đi ra hậu viện, đem đống binh khí vào trong phòng rồi đóng chặt cửa, giờ Triệu Bân đã ở tầng 7, lại có thêm sấm sét trong người. Hắn còn có thể làm một lúc nhiều việc, tôi luyện được hai món binh khí một lúc, mà tốc độ cũng nhanh vô cùng. Đêm nay dài hơn những hôm khác. Triệu Bân làm việc chăm chỉ, từ lúc vào phòng đến giờ vẫn chưa đi ra mà miệt mài tôi luyện binh khí. Đám lão tôn cũng không rảnh rỗi, hai người vận chuyển binh khí, một người thì tính sổ sách. Các loại phẩm cấp đều phải phân loại. Triệu Bân ưu tiên tôi luyện loại cấp cao trước, phẩm cấp không đạt thì còn cần luyện hóa các loại sắt thép khác. 3-4 loại binh khí cấp thấp chưa chắc đã tạo ra được một loại cao cấp. Tôi luyện thì dễ mà dung hợp thì khó. Khi sắc trời chuyển sáng, Triệu Bân mới dừng tay, ngã nhào ra đất, sắc mặt trắng bệch. Ưng ực, cùng với đó là âm thanh của những viên thuốc bổ sung chân nguyên và tinh khí, tất cả đều rơi vào bụng Triệu Bân. Tu luyện hao tốn tài nguyên là vậy đấy. Nếu không có tài sản hùng hậu thì ai dám ăn dược như ăn kẹo vậy chứ? Còn một chút nữa là trời sáng, Triệu Bân phất tay lấy giấy vẽ bùa, giấy hướng dẫn, các dụng cụ cần thiết ra. Bùa chú bùa văn, huyền ảo vô cùng. Giống như bùa nổ, giải thích ra thì đơn giản, chính là đem sức mạnh ẩn vào trong bùa, phối hợp với các đường vân kỳ dị, thi triển phong cấm, gia trì thêm uy lực. Khi giải phong ấn thì chính là sức nổ cực lớn. Cho nên vẽ bùa là một môn kỹ thuật sống, cần phải khắc họa theo đường vân. Đường vân nào cũng cần có chân nguyên, nhưng bỏ ra bao nhiêu thì đều phải theo yêu cầu hà khắc của nó. Bất kỳ lỗ hổng nào, dù chỉ là một tia nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân thất bại. Hắn đã được chứng kiến uy lực của nó, cương thi đánh kiểu gì không chết nhưng chỉ dính một cái bùa vào là nổ thành bụi phấn, đủ để thấy sự đáng sợ của nó. Nhưng bùa nổ cũng phân cấp bậc, phải xem vẽ thế nào, người vẽ là ai. Bùa nổ của cảnh giới huyền dương và cảnh giới ngưng nguyên vẽ ra là không cùng cấp bậc. Đồng thời cũng phải xem sức mạnh muốn đưa vào bùa, nếu là thêm xét thì uy lực quá mạnh. Chỉ một tấm bùa đơn giản nhưng cần rất nhiều môn đạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phép vẽ bùa ngày càng thất truyền. Không có sư phụ dạy dỗ thì có trời mới biết phải đi bao nhiêu con đường, mà cũng chưa chắc đã học được hết các tinh túy. Lâu dần, bùa sư nhất mạch mới dần dần tàn lụi, càng khó tìm được những người làm bùa chú thành tài. Trong lúc này, Triệu Bân đã cầm bút lên, chấm mực, ngưng thần nín hơi. Bút trên tay đặt xuống liền đi một mạch, vẽ từng đường nét. Đồng thời, hắn cũng điều động chân nguyên. Nơi nào nhét vào, nơi nào thu phóng, tất cả đều cần khống chế kỹ càng. Một lá bùa phải mất một nén hương, đến khắc cuối cùng mới vẽ xong. Hắn lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, gương mặt trắng bệch không chút máu, mà đầu cũng đau vô cùng. Vẽ một lá bùa mà như mất nửa cái mạng. Lá bùa do hắn vẽ có ánh sáng lập lòe, đường vân trên bùa sống động như thật, đặc biệt là chữ nổ ở giữa, cực kỳ bắt mắt. Lúc hắn nhìn, những ánh sáng đường vân đã chìm vào trong bùa nổ, nhìn sao cũng giống một bùa chú bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Yêu nghiệt. Nguyệt thần than thở, cô ta nhìn toàn bộ quá trình, lần đầu Triệu Bân vẽ bùa mà lại thành công. Mặc dù có chút thiếu sót, nhưng nhìn vẫn ra hình ra dạng, mà lá bùa kia cũng miễn cưỡng được gọi là một lá bùa nổ. Thiên phú bậc này thật sự quá ngược đời. Năm đó cô ta học mà còn phải mấy canh giờ cơ đấy. Thử xem thế nào nào. Triệu Bân đi ra cửa sổ, chọc một lỗ, ném bùa ra ngoài cho nó dính lên một thân cây. Ngươi cũng tài thật. Nguyệt thần méo miệng, thử nghiệm bùa nổ trong nhà mình, không sợ phòng bị sập hay sao? Nổ. Triệu Bân kêu nhẹ, một tay kết ấn, giải cấm chế của bùa nổ. Trong nháy mắt, chân nguyên trong đan điền hắn bị một sức lực kỳ lạ rút đi không ít. Đây chính là hao phí của việc dùng bùa nổ. Dầm. Sau đó, một tiếng nổ vang lên, một cây đại thụ như thế mà lại bị gãy ngang. Phòng ốc trong viện cũng bị ảnh hưởng, có trời mới biết là đã có bao nhiêu mái ngói bay ra, xuyên qua cửa hàng binh khí, rơi thẳng xuống đường. Cái gì đó? Trời còn chưa sáng hẳn nhưng trên đường đã có người đi lại, bày hàng. Đang yên đang lành, bọn họ tự nhiên lại bị gạch ngói bay vào khiến đầu rơi máu chảy, ôm đầu chửi thề. Sao vậy? Bên trong tiểu viện của cửa hàng binh khí, nhóm lão tôn giật mình tỉnh giấc, đến dép còn chưa kịp đeo mà đã chạy ra khỏi phòng, trong tay còn mang theo vũ khí. Đang ngủ rõ ngon tự nhiên có tiếng nổ ở đâu ra, còn tưởng là có trộm đánh vào chứ. Thấy cảnh tượng trong tiểu viện thì họ đều sửng sốt, địch mợ, cái tình huống gì đây?
Triệu Bân ho khan một tiếng, rất tự giác đóng cửa sổ lại, quỳ ở bên dưới, cười đến là lúng túng. Nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn vui, uy lực của bùa nổ thật sự quá khủng khiếp. Nếu là dán vào người thì chắc sẽ đến mức xương máu bay đầy trời mất. Lần đầu vẽ bùa mà đã thế này rồi, nếu dần dần cải thiện và cho thêm sấm sét vào thì chắc chắn sẽ càng bá đạo hơn. Uy lực bá đạo sẽ phải hao phí nhiều hơn, một lá bùa nổ đã rút đi của hắn quá nhiều chân nguyên rồi, nếu còn ném một cái nữa thì sẽ mất đi hơn một nửa mất. Cho nên nói, khi không còn nhiều chân nguyên trong người nữa thì nên ít dùng bùa nổ lại, tránh tiêu hao quá nhiều. Đau đầu ghê. Triệu Bân ôm đầu, vẽ bùa khiến hắn tiêu hao cực kỳ nhiều lực tinh thần, hai mắt hắn đã đầy sao rồi. Rèn khí, luyện đan. Vẽ bùa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nó yêu cầu cực kỳ cao với lực tinh thần của người dùng, Nguyệt Thần từ từ nói. Đạo lý dễ hiểu. Triệu Bân cũng hiểu được, hao phí chân nguyên là chuyện nhỏ, nhưng hao phí về tinh thần và lực tinh thần mới là chuyện khó nhất. Nếu như biến thành võ hồn thì sẽ dễ dàng hơn chút, Nguyệt Thần nói nhẹ. Võ hồn, Triệu Bân nói nhẹ. Hắn không lạ gì từ này nữa. Trước cảnh giới thiên võ thì là tinh thần sẽ gia tăng cùng tu vi, sau khi lên cảnh giới thiên võ thì tinh thần sẽ lột xác thành võ hồn. Tinh thần và võ hồn đương nhiên không cùng đẳng cấp, so từ góc độ nào thì võ hồn cũng đè ép tinh thần có lực tinh thần thì võ hồn có lực hồn. Ở một ý nghĩa nhất định nào đó thì võ tu cảnh giới thiên võ không thể bị chúng huyền thuật được, vì bọn họ có võ hồn, huyền thuật thuộc tinh thần là vô dụng với họ. Đương nhiên. Cảnh giới thiên võ dùng huyền thuật thì không nằm trong danh sách này. Không có gì là tuyệt đối cả, nếu chưa đến cảnh giới thiên võ thì cũng có thể biến từ tinh thần thành võ hồn. Hắn từng xem sách cổ và có một chủng tộc kỳ dị vừa sinh ra đã có võ hồn, từ đó được gọi là tộc hồn. Người của tộc hồn có hồn cực kỳ mạnh mẽ, là chủng tộc có nhiều luyện đan sư, luyện khí sư và bùa văn sư, chỉ vì bọn họ có ưu thế từ đầu. Nhưng đồng thời, bọn họ có nhược điểm chí mạng là cường độ của thân thể yếu ớt đến đáng thương. Người chủng tộc này khi đánh nhau với người khác, nếu đánh xa còn được, nhưng bị người ta tiếp cận thì chính là ác mộng. Sách cổ có ghi, tộc hồn đã hủy diệt từ lâu. Bọn họ đã cuốn vào một trận chiến tranh nên mới bị mất đi truyền thừa. Có cách lột xác từ tinh thần sang võ hồn không? Triệu Bân hỏi nhỏ. Có, Nguyệt Thần đáp. Dạy ta đi, Triệu Bân nói, ánh mắt lóe sáng. Với tu vi của ngươi hiện giờ thì cường độ thân thể không đủ để khống chế võ hồn đâu, Nguyệt Thần ngáp, không có nền tảng đúng đắn mà mù quáng đi chịu thì sẽ phải trả giá đắt đấy, tộc hồn là một ví dụ. Nhất thời, ánh sáng trong mắt Triệu Bân đã ảm đạm trở lại, hắn hiểu đạo lý này. Nói cho cùng thì vẫn cần nền tảng vững chắc, mạnh đến cường độ nào đó thì mới chịu được võ hồn. Tìm đan dược tăng cấp tinh thần đi, Nguyệt Thần lại nói. Cô ta có bí pháp tu luyện tinh thần. Nhưng với cấp bậc của Triệu Bân hiện giờ thì cũng không có nhiều tác dụng, dùng đan dược vẫn thực tế hơn. Hiểu rồi. Triệu Bân uống một hớp linh dịch, đan dược Nguyệt Thần nói không phải là viên thuốc. Tinh thần đan có thể bổ sung lực tinh thần, nhưng chỉ ngọn chứ không trị được gốc, phải nâng cao tinh thần. Nhưng đan dược chân chính thì khó mà tìm được, trên thị trường cũng không bán. Lần trước tìm cả cái chợ đen mà cũng không thấy nổi một viên. Chờ khi nào rảnh hắn lại đến đó vậy. Có khi lại có. Triệu Bân thay quần áo rồi ra ngoài. Trong viện, nhóm lão tôn vẫn còn đang ngơ ngác. Bọn họ cứ nhìn cái cây mãi, đang yên đang lành sao lại gãy được. Lần sau phải đến cửa hàng binh khí Liễu ra thử nghiệm mới được. Triệu Bân phất tay, lẩm bẩm trong lòng. Nếu một lá không đủ thì thêm lá nữa. Ăn xong, hắn lại ra trước quầy ngồi. Hôm nay... Vị khách đầu tiên không đến để mua binh khí mà là một lão hán bán bánh bao đối diện. Ngoài ông ta ra còn mấy người nữa, vẻ mặt tức tối, tay ôm đầu, chắc hẳn là những người xui xẻo bị đập vào đầu ban nãy. Đương nhiên đến là để đòi tiền thuốc men rồi. Trả, đương nhiên phải trả chứ. Triệu Bân rộng rãi cho mỗi người một khối bạc. Hào phóng thật. Lão hán cười tươi như hóa, thấy bạc thì nỗi đau bỗng biến mất. Bán bánh bao cả năm còn chẳng nổi một khối bạc. Xứng đáng. Những người khác cũng cười đến là vui vẻ. Xem ra sau này nên đến gần cửa hàng binh khí Triệu gia mà va chạm thôi, còn có cơ hội bị rơi vào đầu. Làm xong việc, đòi được tiền thuốc men, mà Triệu thiếu gia cũng hào phóng, đưa tiền không chớp mắt. Đây là một đường kiếm tiền đấy.
nhưng quan trọng là phải chịu được, nếu không, bị đập chết thì lại lỗ quá. Người bị thương đi rồi thì đám lỗ mãng lại đến. Bọn họ mới là những người vui vẻ nhất, kiếm được tiền không vui sao được. Vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy bọn họ rồi, những xe ngựa chất đầy binh khí là kết quả thu mua sau một ngày rồi vội vàng đem đến cho Triệu Bân. Thu, bao nhiêu cũng thu. Triệu Bân không từ chối, càng nhiều càng ít mà. Khách hàng nhanh chóng xuất hiện, hầu hết là mang binh khí đến, không đủ tiền thì đem binh khí lên đổi cùng. Cũng nên đến rồi đó. Triệu Bân ngồi trước quầy lẩm bẩm. Vừa nói xong, hắn đã nhìn thấy một bóng đen đi tới. Nói là bóng đen, thực ra là mặc áo bào đen, hẳn là không muốn cho người khác nhìn thấy vẻ mặt của mình. Các khách hàng thấy vậy đều lườm, mua binh khí mà còn tỏ ra bí ẩn, ai mà thèm xem mặt ngươi chứ? Tú Nhi, có nhìn ra được dung mạo người này không? Vương Đức, Nguyệt Thần đáp lại rất tùy ý, chính là lão ta, người cầm kiếm hôm đó. Xem ra ta đoán không sai. Triệu Bân cười thầm, không tỏ vẻ gì đặc biệt. Mua nhiều có giảm giá không? Vương Đức lạnh nhạt nói, đi đến chỗ quầy. Không. Triệu Bân mỉm cười, muốn lũng đoạn lại còn đòi giảm giá. Không tăng giá cho ngươi là đã may lắm rồi. Vậy ta lấy 100 món. Vương Đức nói xong thì đưa ra một sấp ngân phiếu, đủ 5.000 lượng. 100 món. Khách nhân nghe xong mà âm thầm nuốt nước bọt, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, tên này giàu lắm nè. Không cần hỏi cũng biết sau lưng có gia tộc lớn. Còn là gia tộc nào thì không ai nhìn ra được. Tiểu Võ, dẫn khách đi chọn binh khí. Triệu Bân cười cười, cua tay nhận ngân phiếu. Có ngay. Võ Nhị giơ tay ra, mời Vương Đức đi. Tên này rất tùy hứng, một vụ mua bán với con số khổng lồ nhưng đến nhanh đi cũng nhanh. Sẽ còn đến nữa. Triệu Bân rất chuyên nghiệp, đứng một góc vùi đầu đếm ngân phiếu. Nửa canh giờ sau, lại có người đến. Vẫn là tên Vương Đức kia, không mặc hắc bào, nhưng lại đeo mặt nạ, ra tay còn phóng khoáng hơn lần trước, mua liền lúc 200 món, chi trả bằng một sấp ngân phiếu rất dày, 12.000 lượng. Khách nhân vẫn đang xem binh khí trong cửa hàng lại nuốt nước bọt lần nữa, hôm nay sao thế nhỉ, mấy người tới mua binh khí có cả núi vàng trong nhà à? Vương Đức đi rồi. Nhìn lại cửa hàng binh khí trên giá đã trở nên lèo tèo, gần như bị mua sạch. Chuyển binh khí ra đi. Dương Đại và Võ Nhị lập tức xắn tay áo lên, chạy thẳng vào tiểu viện, bán xong thì bày tiếp ra thôi. Triệu Bân ngồi canh quầy thu tiền, âm thầm suy tính xem rốt cuộc Liễu Thương Hải chuẩn bị bao nhiêu bạc. Lần này khoảng cách thời gian có vẻ lâu hơn, khi Vương Đức quay lại đã là 3 canh giờ sau, mức độ hào phóng không hề tầm thường khi đòi mua một lúc 500 món, khiến khách khứa kinh ngạc đến trợn mắt há miệng. Lão ta đi đường cũng có phong cách hơn hẳn. Những khách xem hàng vẫn còn ở đó cũng nhìn ngắm suốt cả quá trình. Nào, nhường đường. Dương Đại không được rảnh rỗi, liên tục ôm theo binh khí tới, đằng sau chính là Võ Nhị. Gian hàng trống rỗng lại được bày đầy binh khí, món nào cũng là hàng thượng phẩm. Làm cái gì vậy chứ? Các khách hàng gãi đầu, họ đã biến thành khách hóng chuyện, người này liều mạng mua hàng, cửa hàng liều mạng xếp hàng, nhà anh có bao nhiêu ngân lượng, nhà anh có bao nhiêu binh khí. Nhìn thế nào cũng thấy kỳ dị. Trận chiến không khói thuốc súng đây mà. Trên đường có không ít người ngó vào. Không ít người tinh tường đi tìm một quán trà rồi ngồi đó hóng chuyện, chỉ vì động tĩnh ngày hôm nay của cửa hàng binh khí Triệu gia quá ồn ào. Vị khách này thật hào phóng, không phải mua từng món vũ khí, mà dùng nguyên xe ngựa kéo về nhà luôn. Mỗi món giá 50 lượng, trước sau mua mấy lần, tính sơ qua cũng không phải con số tầm thường. Gia tộc nhỏ chắc chắn không kham nổi, mà đừng nói gì tới gia tộc nhỏ, gia tộc lớn cũng chưa chắc đã kham nổi. Cửa hàng binh khí lại bày hàng đầy giá. Vương Đức không tin chuyện tà thuật này, hay nói cách khác, Liễu Thương Hải không tin điều này, vẫn bảo Vương Đức đi hết chuyến này tới chuyện khác, dù ít dù nhiều cũng phải quét sạch cửa hàng binh khí Triệu ra, với tâm thế không mua sạch cửa hàng nhà ngươi ta sẽ không thôi. Mẹ kiếp, đánh giá thấp ngươi rồi. Triệu Bân tặc lưỡi. Số ngân lượng mà Liễu Thương Hải đã chuẩn bị vượt xa dự đoán của hắn. Hôm nay hết hàng. Màn đêm vừa xuống, cửa hàng binh khí Triệu gia bèn treo bảng lên. Sao không bán nữa đi? Liễu Thương Hải cười khẩy, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong một ngày, lão ta đã dùng hết các khoản tích lũy của cửa hàng binh khí Liễu gia trong mấy năm nay, bao gồm cả tiền vay ngoài.
Điều này, xứng đáng. Nhìn cửa hàng binh khí Triệu gia đã không còn binh khí nữa rồi, bị lão ta đập tiền cho ngoan ngoãn hẳn, có thể sẽ không còn nguồn hàng để bổ sung trong thời gian ngắn, vậy thì tiếp đó sẽ đến thời gian biểu diễn của nhà lão ta rồi. Cửa hàng binh khí Liễu gia độc quyền vũ khí đây. Giá cả đương nhiên do họ quy định, phải kiếm lại khoản tiền đã dùng để mua binh khí bên Triệu gia, hơn nữa chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể ít, bởi vì Liễu gia đã lũng đoạn ngành binh khí ở thành Vong Cổ rồi. Cứ để ngươi ăn mừng trước đã. Trong phòng, Triệu Bân đã dùng tới sấm sét, một mình cẩn trọng tôi luyện binh khí. Bán hết cũng không sao, tiếp tục chữ hàng. Nếu ngươi muốn đập tiền thì cứ việc, không chơi đến khi ngươi khuynh ra bại sản thì ông đây không mang họ Triệu. Đầu óc là thứ tốt. Nguyệt Thần thong dong nói. Câu đầu óc này đang nói về Liễu Thương Hải, chỉ biết mua sạch binh khí thì có tác dụng gì. Tìm ra người luyện binh khí sau lưng cửa hàng binh khí Triệu gia mới là chính đạo. Như thế mới làm một mẻ mà khỏe suốt đời. Ngươi tưởng lão tử không muốn tìm à, có tìm thấy đâu. Đây là câu trả lời của Liễu Thương Hải. Từ khi Triệu gia bán ra loại vũ khí thượng phẩm, lão ta đã tìm rồi, đợi khi nào tìm ra sẽ bỏ một khoản lớn để mời về. Khổ nỗi là, không tìm ra. Nếu đã không tìm được thì chỉ có thể dùng đến cách thiếu thông minh. Nếu giảm giá để cạnh tranh ác ý không dùng được thì ta chơi chiêu lũng đoạn, dùng tới nguồn tiền hùng hậu đập chết Triệu gia. Đập đi, có tiền thì đập mạnh vào. Nguyệt Thần điềm tĩnh, đương nhiên Triệu Bân cũng điềm tĩnh, xử lý cửa hàng binh khí Liễu gia còn chẳng cần dùng đến thuật luyện khí, chỉ cần tôi luyện từng cái một là có thể chơi chết họ rồi. 80.000, 80.000 lượng đấy. Bên ngoài nhà, Dương Đại và Võ Nhị đang cười ha hả, hôm nay hai người nhìn rõ lúc thu tiền. Mà kể cả không nhìn cũng có thể tính ra được. 80.000 lượng bạc là con số như thế nào, từ khi lão gia mở cửa hàng binh khí tới nay cộng vào cũng không nhiều đến thế. Lão Tôn thì tỏ ra lo lắng, ngồi trên ghế đá mà hút tẩu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phòng của Triệu Bân. Vụ mua bán hôm nay quá lớn, nếu bảo không có âm mưu gì thì quỷ cũng không tin. Ông ấy không cần hỏi thăm cũng biết người mua binh khí với số lượng lớn là người của cửa hàng binh khí Liễu gia. Mục đích của rõ ràng, muốn chơi chiêu lũng đoạn. Muốn dùng tiền đập chết Triệu gia, đợi khi họ không còn binh khí để bán thì sớm muộn gì cũng phải đóng cửa hàng. Chừng nào Liễu gia một mình một cõi thì giá cả chắc chắn sẽ do họ định đoạt. Thế nên, ông ấy không tự tin lắm. Đến nay vẫn không biết Triệu Bân lấy nguồn hàng từ đâu, chỉ biết rằng xê cách vài ngày, phòng của Triệu Bân lại chất đầy binh khí, món nào cũng là hàng thượng phẩm. Mỗi lần như vậy, đôi mắt già nua của ông ấy lại cực kỳ thâm thúy, dường như đã đoán ra được điều gì đó, thiếu gia nhà ông có vẻ không đơn giản như về bề ngoài, chắc chắn còn giấu giếm bí mật không thể công khai nào đó. Ví dụ như, có liên quan đến bậc thầy rèn binh khí nào đó. Hút thuốc xong, ông ấy đi dạo trong vườn, cửa hàng binh khí nhà họ có hệ thống phòng hệ chứ, cũng âm thầm thiết lập không ít bẫy dập. Đêm đó bị người ta phóng hỏa ám toán, đâu thể không biết rút ra bài học. Đêm dần về khuya, Triệu Bân chưa ngủ vì đang tôi luyện binh khí, hắn nhét từng nắm thuốc viên bồi bổ vào miệng. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn sang mấy lần, có điều gì đó muốn nói nhưng không lên tiếng. Những kẻ có thiên phú nghịch thiên như Triệu Bân, nếu một lòng tu luyện, chắc hẳn có thể trở thành một người chắc tuyệt về võ đạo trong thời gian ngắn. Cửa hàng binh khí này ngáng chân, san sẻ bớt thời gian tu luyện và tinh lực của hắn, thế nên hắn không thể chuyên tâm được. Nhưng từ đầu đến cuối cô ta không nói gì. Con người mà, nên có chút chấp niệm, ví dụ như Triệu Bân, chấp niệm của hắn không chỉ là giữ được tâm huyết của ông nội, mà còn phải đánh gục được Liễu gia, lấy cửa hàng binh khí làm cơ sở để đứng vững, nếu đến cả một cửa hàng binh khí Liễu gia cũng không thể xử lý được thì làm sao lay động được gia tộc họ Liễu. Cô ta không ngăn cản mà chỉ đứng nhìn, mặc cho Triệu Bân điên cuồng. Nếu thời niên thiếu mà tiếc nuối thì sẽ ghi nhớ cả đời. Có thể giai đoạn võ đạo không có gì. Nhưng đợi khi bước qua võ đạo, tất cả nuối tiếc sẽ biến thành thiếu sót, tới khi gần đến đỉnh cao, có thể một chút một xíu nuối tiếc cũng biến thành ma chướng. Điều này không phải chỉ là lời dọa dẫm, sớm muộn gì cũng có một ngày Triệu Bân gặp phải tâm ma của hắn. Kiếp số ấy không được phép trừ lại một chút chắc ẩn nào, nếu không, chỉ một chút lơ là cũng vạn kiếp bất phục. Là một vị thần, cô ta đã trải qua giai đoạn đó nên tự hiểu được hung hiểm bên trong. Sáng sớm, cửa hàng binh khí Triệu gia chưa mở cửa. Sáng sớm, cửa hàng binh khí Liễu gia cũng chưa mở cửa. Người mua binh khí chẳng hiểu thế nào,
hai cửa hàng binh khí lớn nhất thành Vong Cổ đóng cửa cùng lúc, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây. Làm cái gì thế? Vài lời thắc mắc vang lên. Còn làm gì được nữa? Hai bên đều tổn thương nguyên khí rồi. Hai cửa hàng, một bên gần như không còn bạc, một bên gần như không còn binh khí, không phải là gây hấn đơn thuần, mà là sóng ngầm cuộn trào dữ dội mà ai sáng mắt đều thấy được. Đợi thôi. Liễu Thương Hải đang đợi, đợi khoảng 3 đến 5 ngày, nếu cửa hàng binh khí Triệu gia không còn động tĩnh gì, lão ta sẽ mở cửa hàng. Đợi thôi. Đương nhiên Triệu Bân cũng đang đợi. Hắn vừa chữ hàng vừa đợi cửa hàng binh khí Liễu gia khai trương. Nếu lão ta dám khai trương, hắn sẽ đối đầu với lão. Có bản lĩnh thì mua tiếp đi, lão tử liều mạng chơi tới cùng với ngươi, để xem Liễu gia lắm tiền hay Triệu gia ta nhiều binh khí. Tuy cửa hàng binh khí không mở bán, nhưng việc thu mua binh khí vẫn được tiến hành tuần tự. Mỗi ngày, Lỗ Mãng luôn là người đầu tiên chạy tới, kéo theo một xe binh khí, có trời mới biết gã tìm ở đâu ra. Ngoài gã ra cũng có những người khác, ai cũng đánh xe ngựa tới, xe nào xe nấy chất đầy binh khí. Người bán binh khí lại đi mua binh khí, nhiều món có phẩm cấp thấp, thế này là thế nào chứ? Người qua đường ngờ vực, Liễu Thương Hải cũng ngờ vực, lão ta từng phái người đi điều tra không dưới một lần nhưng không có kết quả. Chỉ bằng ta đốt cửa hàng binh khí của hắn thêm lần nữa, Vương Đức dò hỏi. Cứ tìm được lão Đao về đây cho ta đã, Liễu Thương Hải mắng ầm lên. Nhận tiền rồi, làm việc rồi thì phải về nhà chứ. Rốt cuộc là còn sống hay không? Còn về chuyện đốt cửa hàng binh khí Triệu gia, làm một lần là được rồi, nếu làm lần hai, khác nào rảnh quá tự rước phiền phức vào người. So với việc này thì lão ta muốn mời một vài cao thủ Huyền Dương từ gia tộc tới đập chết tên nhãi Triệu Bân kia hơn. Thế nhưng lão ta không đủ thể diện. Con cháu dòng ngoài về cơ bản không có tiếng nói trong gia tộc, cũng ít người chịu nể mặt. Nếu nhất định muốn mời thì không phải không được, sẽ cần bỏ ra cái giá rất lớn, nếu thừa thời gian như thế, thà rằng họ đi tu luyện chứ ai rảnh đâu quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của lão ta. Thế nên lão ta mới càng nóng lòng muốn thể hiện, muốn tạo ra vụ lũng đoạn lớn trong ngành binh khí, kiếm nhiều tiền cho gia tộc. Nếu gia tộc thấy vui, chưa biết chừng sẽ gọi lão ta về. Như thế, quyền lực mà lão ta tiếp cận được sẽ lớn hơn khi làm trưởng quỹ của cửa hàng binh khí rất nhiều. Chỉ đáng tiếc, lão ta một lòng trung thành, suy cho cùng cũng chỉ như bong bóng. Triệu Bân còn trẻ cũng đã nhận thức rõ được thực tế, lão ta sống mấy chục năm rồi vẫn còn tự lừa mình dối người. Đã bị đày đi rồi, dù có thể quay về gia tộc, lão ta cũng không thể tiếp xúc với quyền lực ở trung tâm. Trừ phi tu vi võ đạo của lão ta có tiến bộ vượt bậc, chứ gia tộc trước nay không thiếu người biết kiếm tiền, không có lão ta vẫn còn Liễu Thương Hải thứ hai. Ngày thứ tư. Cửa hàng binh khí Liễu gia mở hàng. Sau đó, cửa hàng binh khí Triệu gia cũng mở hàng, binh khí được bày đầy ắp trên giá. Ta! Liễu Thương Hải nghe tin mà đứng không vững, suýt nữa cắm đầu xuống đất. Mẹ kiếp, người vẫn còn hàng tồn. Không mua của nhà ngươi đâu. Võ tu cũng rất sành sỏi, đi ngang qua cửa hàng Liễu gia, họ chạy thẳng tới bên cửa hàng Triệu gia, nhìn từng gương mặt tối sầm bên Liễu gia mà thấy thoải mái vô cùng. Mua! Tiếp tục mua. Liễu Thương Hải giận dữ quát lên, quả thực đã nổi nóng rồi. Trên sổ sách chỉ còn chừa lại chưa đến 500 lượng. Vương Đức khẽ báo. Mua mua mua, mua cái đầu lão. Ngân lượng của cửa hàng binh khí Liễu gia, thêm khoản vay và thế chấp của tiền trang, tổng cộng 80.000 lượng bạc đã bị lão ta thấu chi hết rồi. Nếu không vá được cái động này mà gia chủ không chém chết ngươi thì ông đây sẽ theo họ ngươi. Nếu đã như thế, chỉ có thể bán thể diện thôi, Liễu Thương Hải hừ một tiếng, đưa cho Vương Đức một mảnh giấy, mời những người có tên trong này tới Phong Nguyệt Lầu. Vương Đức nhận lấy, nhìn lướt qua một lần, người trên mảnh giấy này toàn là tai to mặt lớn cả. Hiển nhiên, gia đình lão ta là người không kham nổi phen lũng đoạn này, trưởng quỹ nhà lão ta phải tìm nguồn viện trợ bên ngoài, phải liên hợp với gia tộc khác, dùng tiền đập chết cửa hàng binh khí Triệu gia, mua hết sạch binh khí không chừa một món nào. Chúng ta có tiền mà, mua đến khi ngươi không còn binh khí để bán mới thôi. Triệu gia đào đâu ra luyện khí sư nhỉ? Liễu Thương Hải nghiến răng nghiến lợi, đến nay vẫn chưa điều tra ra được là ai. Nếu biết người đó là ai thì dễ xử lý hơn rồi. Bên này, Triệu Bân đã ra khỏi cửa hàng, chạy thẳng tới chợ đen. Thần sắc hắn rất ủ rũ, mấy ngày liền tôi luyện binh khí,
tinh lực quá tải nên tiêu hao nhiều, phải tìm đan dược bồi bổ, tốt nhất là có thể nâng cao tinh thần. Chợ đen là nơi dễ tìm nhất. Khi ngang qua cửa hàng binh khí Liễu gia, hắn liếc mắt nhìn thử. Binh khí thì không ít, nhưng không ai hỏi thăm. Hôm nay không thấy có ai tới cửa hàng binh khí Liễu gia quét sạch cửa hàng, chắc hẳn đã tiêu hết tiền rồi. Muốn dở trò lũng đoạn thì 80.000 lượng bạc không đủ đâu. Chợ đen của thành Vong Cổ vào sáng sớm đã cực kỳ náo nhiệt. Chốn ngư long hỗn tạp này tất nhiên toàn là những vụ làm ăn không thể công khai. Chủ sạp hàng hay trưởng quỹ cửa hàng toàn là người tinh tường, nếu đã làm công việc bẩn thỉu này, cũng toàn là nhân vật máu mặt cả. Bụng phệ chán rộng, sau này ắt có tài lộc. Chán đầy đặn thế này, địa các đầy đặn thế này, tướng may mắn lắm. Lông mày nhọn hoắt, khắc cha. Triệu Bân mặc hắc bào, vừa đi vừa nhìn trái ngó phải, cũng luôn lẩm bẩm một mình. Sau khi xem huyền môn thiên thư, hắn học được chút ít về xem tướng. Bây giờ, chắc hẳn hắn đang ứng dụng thực tiễn, chợ đen đông người qua lại, nếu đã gặp được, ắt phải lẩm bẩm một phen. Nhìn người đi đường, hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình. Thiên thư nói rằng bàn tay có bát quái và thập nhị cung, đàn ông thì xem bát quái, đàn bà thì xem cửu cung, khá nhiều thứ cần học. Chỉ là đến nay hắn vẫn chưa hiểu hết. Cũng phải, tướng diện nhìn tay đoán được bát tự, cực kỳ huyền diệu, ba phần thật bảy phần giả, đạo lý thâm sâu lắm. Đợi khi thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn người đi đường, vẫn tiếp tục lầm bầm. Nguyệt thần lườm hắn, người đến đây để tìm đan dược hay đến xem tướng cho người ta thế? Một mũi tên trúng hai đích, Triệu Bân cười gượng. Nói thì nói vậy, hắn vẫn luôn nhìn trộm, thiên thư bác đại tinh thông như vậy, học đến đâu phải áp dụng luôn chứ. Không biết qua bao lâu, hắn mới dừng chân trước một sạp hàng. Vật phẩm bày trên sạp dường như không liên quan gì đến võ đạo, đa phần là đồ gốm và tranh chữ. Thí chủ, ấn đường của ngươi tối đen rồi. Lời mở đầu thẳng thừng của Triệu thiếu gia rất thông dụng và dễ hiểu, không biết là cố ý hay lơ đễnh vậy thôi. Vì câu nói của hắn mà mặt mũi chủ sạp lập tức đen xì. Mới sáng sớm ra đã gặp phải loại thầy đồng lừa bịp, còn nguyền rủa người ta như thế, tâm trạng vui vẻ được mới lạ. Lỡ miệng, tuyệt đối chỉ là lỡ miệng. Dưới lớp hắc bào, Triệu Bân chỉ biết cười gượng, hắn vốn định hỏi rằng chỗ ngươi có đan dược không. Thế nhưng lúc lên tiếng lại không chú tâm, thành ra diễn kịch. Lão ca, chỗ ngươi có đan dược không, Triệu Bân vội vàng đỡ lời. Cút đi. Chủ sạp là một người nóng tính, mở miệng ra đã chửi mắng. Đừng nói là ta không có, cho dù có cũng không bán cho ngươi. Triệu Bân cười gượng, thức thời quay đi. Suốt dọc đường sau đó, hắn cực kỳ chuyên nghiệp, định sẵn lộ tuyến, hỏi từng sạp hàng và cửa hàng. Tiếc rằng, không có đan dược. Gần đến trưa, hắn đã xoay vòng quanh rất nhiều cửa hàng nhưng không có thu hoạch. Bất lực, hắn đành lén lút nhìn Nguyệt Thần. Cô ả này đúng là rất nhàn nhã, nằm vắt vẻo trên mặt trăng, nhắm mắt vờ ngủ. Triệu Bân không hỏi, tiếp tục dạo quanh. Không tìm được đan dược nhưng tìm được khá nhiều dược hoàn và linh dịch, hắn cũng thích chữ khá nhiều. Dừng. Trước khi màn đêm ập xuống, Nguyệt Thần mới điềm tĩnh thốt lên một câu, tiện tay chỉ về một hướng. Triệu Bân nhìn theo. Hóa ra đó là Tài Mãn Lâu, cửa hàng mà lần trước hắn đã mua bán phi pháp ở đó. Ông ta, có đan dược, Nguyệt Thần nói. Triệu Bân không đáp mà đi thẳng vào trong. Hắn biết ông ta mà Nguyệt Thần nhắc tới chính là ông chủ của Tài Mãn Lâu. Vẫn là ông già mặc áo vải thô đó, đang ngồi đọc cổ thư. Thấy có khách đến, ông ta chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững hỏi một câu, bán bảo bối à? Có đan dược không? Triệu Bân không phí lời, âm sắc cũng già nua, bởi trước đó hắn đã dùng thuốc biến đổi giọng nói để qua mắt người khác. Không có. Ông già mặc áo vải thô đáp rất dứt khoát, giọng nói vẫn rất hờ hững. Tiểu tử, tâm mạch đau nhức, e là không dễ chịu gì. Triệu Bân thong dong đáp, tiểu tử từ miệng hắn thốt ra tràn đầy phong thái, phối hợp cùng giọng nói già nua của hắn cũng không có vấn đề gì, khiến người ta nghe xong bất giác tưởng rằng đây là một lão tiền bối ẩn thế lánh đời. Nói thẳng ra cũng chỉ là lừa bịp. Nói lừa bịp cũng không đúng lắm, bởi vì tất cả những gì hắn nói là sự thực. Một ngưng nguyên nhỏ bé đương nhiên không có được nhãn giới này. Nhưng chớ quên rằng, trong ý thức của hắn có một Nguyệt Thần, một thần linh chân chính. Câu nói ban nãy do Nguyệt Thần dạy hắn đó thôi.
Đừng tưởng ông già mặc áo vải thô này mặt mày sáng láng, thực tế ông ta có thương thế ngầm, Nguyệt Thần vừa liếc mắt đã nhận ra rồi. Có đan dược mà không bán thì ta sẽ lừa ngươi bán. Không phải nói, chỉ với câu tâm mạch đau nhức của Triệu Bân thực sự khiến ông lão mặc áo vải thô phải ngẩng đầu lên, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Quả thực, ông ta có thương thế. Rất ít người biết được vết thương của ông ta, thế mà bây giờ bị người ta nhìn ra, đã vậy còn gọi ông ta là tiểu tử. Canh ba tứ chi lạnh giá, canh năm bách hài nóng rực đau buốt. Gặp mồng một, đan điền khô cạn, đến 15, chân nguyên tan tác. Lời ta nói, có đúng không? Triệu Bân lại lên tiếng, hết câu này đến câu khác, lời nói âm trầm, diễn đâu ra đấy. Những thứ này đều do Nguyệt Thần dạy hắn. Hai người phối hợp rất ăn ý, một người phụ trách nói trong âm thầm, một người diễn ngoài đời thật. Không thể không thừa nhận, diễn xuất của Triệu Bân cũng được đấy. Ông già mặc áo vải thô đã vô thức đứng dậy, ánh mắt nhìn Triệu Bân cũng thay đổi hẳn. Phải, Triệu Bân nói đúng hết. Đừng tưởng ngày thường ông ta không có chuyện gì. Thực chất vô cùng đau khổ, tuổi mới qua 50 đã phải chịu dày vò. Mong tiền bối giải đáp. Tư thái của ông già mặc áo vải thô cũng nhún nhường đi nhiều, đường đường một người đã tới cảnh giới địa tạng mà phải chắp tay. Hành động bái lạy của ông ta khiến Triệu Bân thấy mắc tiểu. Theo huyền môn thiên thư nói, ngông cuồng nhận bái lạy của tiền bối sẽ bị tổn thọ đấy. Có đan dược không? Triệu Bân cố điều chỉnh tâm trạng, hỏi lại lần nữa. Có, đương nhiên là có. Ông già mặc áo vải thô mỉm cười, đan dược không bán đâu, nhưng cũng phải xem hoàn cảnh. Như lúc này đây, có tiền bối cao nhân ghé qua, chưa biết chừng có thể chữa được thương thế của ông ta, làm gì có chuyện không bán chức. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho ông ta, tặng luôn cũng được. Công pháp lại đi luyện ngược, người cũng coi như một mình một lối. Triệu Bân vừa nói vừa chắp tay sau lưng mà đi, hắn dạo quanh cửa hàng, nhìn cái này ngó cái nọ tất cả là để che giấu cảm giác căng thẳng trong lòng. Dù sao thì trước mặt hắn cũng là một cao thủ cảnh giới địa tạng. Luyện ngược. Ông già mặc áo vải thô nhíu chặt hàng lông mày, đôi mắt cũng thâm thúy hơn nhiều, không biết đang suy ngẫm hay đang hồi tưởng. Có một điều đáng khẳng định rằng ông ta cực kỳ tin tưởng lời nói của Triệu Bân. Nếu đã là tiền bối ẩn thế lánh đời, không cần thiết phải vượt ngàn xa xôi tới lừa ông ta cũng không có địa vị lớn đến vậy. Quả nhiên là công pháp có vấn đề. Qua một lúc lâu, ông già mặc áo vải thô mới khẽ lầm bầm. Bộ công pháp mà ông ta tu luyện được lấy từ một ngôi mộ cổ rất nhiều năm về trước, quả thực rất bá đạo, điều này cũng là nguyên nhân khiến tu vi của ông ta tiến bộ vượt bộ, chẳng ngờ bên trong ẩn giấu tai họa. Sao có thể hãm hại hậu bối như thế chứ? Sắc mặt ông già mặc áo vải thô sầm xì hơn hẳn, tất nhiên ông ta đang mắng người được chôn trong ngôi mộ cổ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng vì ông ta đáng đời. Bao nhiêu nghề không làm, lại đi làm cái nghề đào mộ của người ta, bị hãm hại cũng tự mình chuốc lấy thôi. Tiền bối, phải chăng nếu luyện theo triều thuận là có thể chữa khỏi? Sắp xếp lại tâm tình, ông già mặc áo vải thô vội vàng đi theo bước chân của Triệu Bân. Thuận ngược chỉ là một trong số đó. Chủ yếu vì bộ công pháp của ngươi khuyết thiếu, cũng bị chỉ trích không ít. Tàn phá nhiều năm, khỏi hẳn khó lắm. Triệu Bân vẫn đang đi dạo quanh. Vừa đi vừa lừa bịp, hay nói đúng hơn là Nguyệt Thần đang lừa bịp. Mong tiền bối cứu giúp. Ông già mặc áo vải thô chắp tay, ánh mắt rất chân thường, như thể thực sự coi Triệu Bân là cọng cỏ cứu mạng. Tiện thể, ông ta cũng mắng chủ nhân ngôi mộ cổ thêm một lần. Hay cho một nhân tài nhà ngươi, đã bóp méo công pháp thì chớ, còn hãm hại lão tử bao nhiêu lần. Triệu Bân chỉ đi dạo chứ không nói. Ông già mặc áo vải thô thấy vậy bèn vỗ đầu một cái. Vội vàng lấy ra một viên đan dược. Cần người ta trị bệnh, phải cho người ta lợi ích. Nhìn thấy viên đan dược của ông ta trắng như tuyết, màu sắc tươi sáng, hương thơm nồng đậm. Tinh nguyên đan. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời lên, tuy lần đầu được thấy loại đan này, nhưng hắn nhận ra đây chính là đan dược nâng cao tinh thần. Bình tĩnh đi, Nguyệt Thần nhắc nhở. Nhớ cho kỹ, người đang đóng vai một tiền bối cao nhân. Nhìn chằm chằm vào viên đan dược một phân mà hai mắt sáng ngời như thế thì ai thấy được cũng biết ngươi là một tên nhà quê chưa hiểu sự đời, đâu thể là cao nhân được. Triệu Bân ho khan, lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Tiền bối, ông già mặc áo vải thô vẫn đang đợi, thậm chí còn gọi một tiếng thăm dò. Lấy giấy bút ra đây. Triệu Bân điềm tĩnh đáp, mẹ kiếp, càng diễn càng giống.
có Nguyệt Thần ở đây, hắn cực kỳ vững dạ. Ông già kia rất nhanh nhẹn, lấy ra đủ bộ đồ dùng. Triệu Bân nhấc bút, theo những lời Nguyệt Thần nói, viết như rồng bay phượng múa. Ông già đọc xong lập tức nhíu mày. Triệu Bân viết đâu ra đấy, nhưng phương pháp này khiến ông ta cảm thấy hơi khó chấp nhận. Nói trắng ra, nó cần phải trả cái giá rất thảm thiết, tự giáng tu vi của mình. Nghĩ cũng phải, chính ông ta gieo gió gặp bão, tu vi càng mạnh, thì công pháp càng bạo ngược, thương thế cũng càng nặng nề. Như thế, giáng cảnh giới để tu luyện lại, đúng là chính đạo. Trong lúc đó, Triệu Bân viết thêm một đống nữa, là những công pháp có liên quan, nhưng không viết đầy đủ. Buôn bán mà, phải tính chuyện lâu dài. Ông già mặc áo vải thô nhận lấy mà cảm kích vô cùng, thấy công pháp không đủ cũng tự hiểu ra ngụ ý của Triệu Bân. Đan này có còn không? Triệu Bân mân mê bạch đan một phân, buột miệng hỏi, bề ngoài tỏ ra không bận lòng chứ thực chất là rất mong mỏi. Hiện tại, không có. Ông già mặc áo vải thô cười gượng, chỉ có một viên, đã đưa cho ngươi rồi. Thế thì, 3 ngày sau ta lại đến. Triệu Bân nói rồi phất áo rời đi, bây giờ không có, đến khi ta đến nữa chắc chắn sẽ có. Để chữa khỏi vết thương âm thầm bao nhiêu năm, ông già mặc áo vải thô sẽ gắng sức đi tìm để có đan dược đổi lấy công pháp còn lại từ hắn. Đây mới là kế sách dài lâu. Tiền bối, phải đi đâu để tìm ngươi, ông già mặc áo vải thô nhanh chóng đuổi theo truy hỏi. Khi nào nên gặp ắt sẽ gặp. Triệu Bân nhấc chân ra khỏi cửa, khỏi cần ông tới tìm ta. Ta sẽ thường xuyên chạy tới chỗ ông thôi. Ông già không truy hỏi nữa, nhìn theo bóng Triệu Bân rời đi. Sau đó, ông ta đóng cửa hàng, so với việc kiếm tiền thì trị thương mới là quan trọng nhất. Đã bảo rồi mà, chịu đựng nửa đời người, kiểu gì cũng gặp cao nhân. Bên này, Triệu Bân đã lẫn vào dòng người, thỉnh thoảng liếc nhìn vào lòng mình, nhìn viên tinh nguyên đan kia. Đến giờ hắn mới nhìn rõ, trên viên đan có một đường vân. Đó là vân của đan dược, hắn từng thấy trong sách cổ, võ đạo chia thành mạnh yếu thì đan dược cũng có đẳng cấp, một vân là bạch đan, hai vân là tử đan, ba vân là ngân đan, bốn vân là kim đan, năm vân là linh đan. Đan năm vân là cấp bậc cao nhất là hắn từng thấy. Còn về loại đan cao hơn năm vân, chắc hẳn là có, chẳng qua là trong sách vở không ghi chép. Đan tốt. Triệu Bân cười hề hề. Đan dược thực sự không phải thứ mà dược hoàn có thể so sánh được. Nghĩ đến đây, hắn liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Hôm nay, nếu không nhờ Nguyệt Thần chỉ điểm, với đạo hạnh của hắn, không thể nào lừa bịp được ông già mặc áo vải thô. Nguyệt Thần không để tâm, cô ta vẫn đang thư thái chợp mắt. Thần thái kia giống như một tuyên bố rõ ràng, học hỏi đi. Vậy ta phải học hỏi cho đàng hoàng. Triệu Bân cười khà khà, bước đi nhanh hơn. Đã nóng lòng muốn nuốt đan dược rồi. Có lẽ vì quá vui mừng nên ngó lơ luôn kẻ đang theo đuôi phía sau. Đó cũng là một người mặc hắc bào, chưa biết chừng là kẻ đến chợ đen mua bán bất chính. Lần gặp gỡ này quả thực là trùng hợp. Sở dĩ người này đi theo Triệu Bân là vì ngửi được mùi đan dược trên cơ thể hắn. Triệu Bân không biết nhưng Nguyệt Thần biết. Và lại, cô ta nghiễm nhiên không hề có ý định nhắc nhở hắn. Sợ gì chứ? Không ổn thì đánh nhau thôi. Tôi đến, thành vong của náo nhiệt vô cùng. Sau khi ra khỏi chợ đen, Triệu Bân xuyên qua dòng người, đi thẳng về cửa hàng binh khí nhà mình. Đi qua một con phố, hắn ngoặt vào góc. Sau hắn là một bóng người mặc áo đen theo đuôi. Hai người một trước một sau đi qua từng con phố, đi vào một mảnh rừng sâu, tối đen như mực. Người đâu rồi? Người đi theo đuôi không thấy Triệu Bân đâu nữa, giật mình sửng sốt. Huynh đài, lạ mặt quá ha. Triệu Bân độn thổ từ dưới đất chui ra, đứng phía sau người mặc áo đen không xa, cười nhìn gã. Đừng khinh thường cảnh giới ngưng nguyên, lực cảm ứng không tệ đâu. Không cần Nguyệt Thần nhắc nhở thì hắn đã cảm giác được từ lâu. Dù gì cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, hơn nữa Nguyệt Thần không nhắc nhở cũng đủ chứng minh được tên mặc áo bào đen kia không mạnh. Cùng lắm là cảnh giới chân linh đỉnh phong. Đây là những gì hắn đoán về tu vi của tên mặc áo bào đen. Chân linh đỉnh phong. Cấp bậc này hắn có thể miễn cưỡng ứng đối, chỉ cần không phải dạng như Liễu Như Nguyệt là được. Người mặc áo bào đen híp mắt thành một đường chỉ. Một người sống đang yên đang lành mà lại đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện ở sau lưng, thật sự quá mức kỳ lạ. Cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ, ta đánh giá thấp ngươi quá rồi.
Người mặc áo đen khẽ nhếch miệng, người gã đuổi theo đúng là không đơn giản. Lần này, Triệu Bân lại chau mày. Trong tình huống không lộ chân nguyên, đến cả ông già mặc đồ thô cảnh giới địa tàng còn không nhìn ra tu vi của hắn, thế mà kẻ mặc áo bào đen này lại thấy được. Phải biết rằng, bộ đồ màu đen hắn mặc có lớp bảo vệ đó. Trên người gã có bảo tàng bí mật, Nguyệt Thần nói. Chính xác là có, mà còn là loại có thể xác định được tu vi. Nếu không thì có ngu mới đi theo. Sớm biết Triệu Bân ở cảnh giới ngưng nguyên thì còn sợ gì nữa, gã làm sao mà thua được. Là nhà nào ở thành Vong Cổ? Người mặc áo đen cười lạnh, muốn nhìn ra gương mặt của Triệu Bân nhưng bị áo đen ngăn cản. Không nói được đâu. Triệu Bân nhún vai, có ngu mới nói. Nhớ đâu không tiêu diệt được ngươi thì chết à. Đem thuốc đây thì tha mạng cho ngươi. Người mặc áo đen lười nói nhiều, duỗi tay ra. Món đồ kia đâu phải bảo bối thường đâu. Giờ ai đi ăn cướp cũng khoa trương thế này à. Triệu Bân tặc lưỡi, đan dược hắn tốn bao nhiêu công mới cướp về được, thế mà nói cướp là cướp. Ngươi đã muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện. Người mặc áo đen cười lạnh rồi bất ngờ xông tới, đấm về phía Triệu Bân, trưởng như bức xạ cuộn trào mãnh liệt. Thú hỏa! Triệu Bân than nhẹ, có thể thấy xung quanh người mặc áo đen tỏa ra khí lửa, thuộc thú hỏa. Hắn không nghĩ nhiều mà thi triển bước phong thần lùi về sau. Trong lúc đó, hắn rút kiếm tử tiêu ra, sau khi định thân thì bước tới đâm kiếm. Thân pháp ghê đấy! Người mặc áo đen kinh ngạc, vươn một tay ra, nắm lấy kiếm tử tiêu, xung động chân nguyên. Chân linh đỉnh phong! Triệu Bân hừ một tiếng. Bị lùi về sau rồi mới xác định tu vi của người mặc áo bào đen. Phụt, phụt. Sau đó, người mặc áo đen đã dùng hai tay ngưng băng, bắn kiếm khí tới. Keng keng keng. Tiếng va chạm vang lên, là kiếm của Triệu Bân đã chặn lại số kiếm khí kia. Chết đi. Người mặc áo màu đen đuổi giết theo, hai ngón hợp một, bắn vào mi tâm của Triệu Bân, là tuyệt sát. Diệt ta. Triệu Bân cười lạnh, mặt không đổi sắc. Chui xuống lòng đất. Độn thổ. Người mặc áo đen sửng sốt, tay bắn vào không trung. Giờ gã mới biết vì sao Triệu Bân thoát ẩn thoát hiện. Phụt. Tuyệt chiêu của Triệu Bân xuất hiện, trong nháy mắt chui ra khỏi đất, xuất hiện ở phía sau người mặc áo đen. Kiếm tử tiêu xuất hiện, có sấm sét quấn quanh, uy lực bá đạo, một kiếm xuyên thủng người mặc áo đen. Máu tươi chói mắt. Khi Triệu Bân đâm vào, dòng máu chảy ra tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Thiên lôi. Người mặc áo đen ôm ngực, cúi người ho ra máu, lảo đảo, đứng không vững. Trận đánh này quá mức bất ngờ. Cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ mà thân pháp huyền ảo, không chỉ thông hiểu thuật độn thổ đã thất truyền từ lâu mà còn có cả sấm sét nữa. Gã ở thành Vong Cổ bao lâu mà lại không biết, thế nên trở tay không kịp. Đáng chết. Người mặc áo đen mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hung ác. Vừa giận vừa ngạc nhiên, nhưng đau đớn nhiều hơn. Kiếm vừa nãy quá ác độc. Mà lúc này, một kinh mạch của gã đã đứt, mà còn là kinh mạch nối liền với trái tim. Soạt. Triệu Bân vung kiếm, một luồng chân nguyên xé rách áo đen của đối phương. Trước khi chết phải biết đây là ai chứ? Tư không. Nhìn thấy người này, Triệu Bân không khỏi sửng sốt. Người này, hắn biết. Mà toàn bộ thành Vong Cổ e là đều biết người này. Là luyện khí sư của Liễu gia. Chính xác thì là luyện khí sư được mời đến. Cửa hàng binh khí Liễu gia có nhiều vũ khí thượng phẩm như vậy đương nhiên là nhờ có tên này. Ta nhớ là cảnh giới huyền dương hay sao mà. Triệu Bân ngơ ngác, Tư Không là cảnh giới huyền dương, cả thành Vong Cổ này đều biết. Nhưng lần này, thật bất ngờ quá. Tu Vi gặp vấn đề ư, hay là bị tụt lùi cảnh giới. Phụt, lúc hắn nhìn, Tư Không lại phun ra máu tươi. Miệng vết thương cũng dính đầy máu. Ngoài ra thì trên người gã còn có lửa cháy bập bùng, một màu đen một màu tím. Hai loại thú hỏa. Triệu Bân nhướng mày, đã hiểu vì sao Tư Không lại bị tụt cảnh giới rồi. Cùng là hỏa thú cũng có thể dung hòa với nhau. Nhưng nếu như không dung hòa được mà miễn cưỡng thì kết cục sẽ không tốt chút nào mà sẽ bị cắn ngược. Như Tư Không này quá nửa là thuộc loại bị cắn ngược, khiến tu vi bị giảm mạnh. Nếu không thì có thêm 18 tên Triệu Bân nữa cũng sẽ bị Tư Không giết hết. Tự nhiên vớ bở rồi, hay quá. Triệu Bân mỉm cười đến là vui vẻ, có trời mới biết được vì sao hắn lại gặp phải Tư Không bị hạ cảnh giới. Đã vậy rồi thì còn nói gì nữa.
Nếu giết chết luyện khí sư của Liễu gia thì việc hắn thu thập Liễu Thương Hải lại quá dễ dàng. À! Tư Không kinh hoàng hét lên, cũng không biết là vì bị một kiếm của Triệu Bân đâm hay là bị hai loại lửa cắn ngược. Một tay gã ôm ngực, một tay ôm đầu. Da đầu gã căng ra, hiện lên cả đường gân xanh. Soạt! Triệu Bân lại tấn công, không thể cho Tư Không kêu nữa, sẽ khiến người khác nghe thấy. Vết máu lần này còn chói mắt hơn cả lần trước. Tư Không quỳ xuống, bị Triệu Bân đâm xuyên trán, một kiếm đâm chết. Lúc gần chết, gã chắc khó chịu lắm. Hôm nay đúng là không phong thủy chút nào. Gã vốn định đến chợ đen tìm cao nhân trị thương, nhưng lại vô ý gặp phải Triệu Bân, vừa hay lại ngửi thấy mùi đan dược, đuổi theo một đường nhưng hóa ra là đường xuống suối vàng. Đến lúc chết gã vẫn không biết Triệu Bân là ai. Chết một cách buồn bực, đường đường là cảnh giới chân linh đỉnh phong mà bị cảnh giới ngưng nguyên giết chết. Đi ngàn dặm để dâng mạng, đây chính là gã chữ ai. Triệu Bân thu kiếm, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Xuất kỳ bất ý quả nhiên có kết quả kinh ngạc. Nếu đánh chính diện thì hắn không thắng được, nhưng vì Tư Không quá khinh địch nên mới trở tay không kịp. Trong chiến đấu, một lỗ hổng cũng quyết định sinh tử. Cũng trách Tư Không là luyện khí sư, chỉ giỏi luyện khí không giỏi chiến đấu. Bọn họ tốn quá nhiều tinh lực vào việc luyện khí, trừ khi ai cũng yêu nghiệt như Triệu Bân. Một lúc làm nhiều việc mà không tẩu hỏa nhập ma. Lấy thú hỏa đi, Nguyệt Thần nói. Đương nhiên, Triệu Bân mò tay lấy hai luồng thú hỏa. Đây là đồ tốt mà. Chỉ một luồng thú hỏa cũng có thể trở thành luyện khí sư rồi, nói gì đến hai luồng. Tư Không không dung hợp được, nhưng hắn thì chưa chắc à. Nguyệt Thần hiểu nhiều biết nhiều, đương nhiên sẽ có cách dung hợp, cộng thêm thiên lôi, chắc chắn sẽ càng nhiều chỗ cần dùng hơn. Ví dụ như luyện thể này, tôi luyện binh khí này. Sau khi lấy thú hỏa, lại lấy thêm tài sản của Tư Không, Triệu Bân mới lấy thuốc bột hóa thi ra. Giết người cướp của, hủy thi diệt tích. Làm xong việc, hắn mới quay người đi, chiến tích của hắn lại dài thêm một tầng. Khi quay về cửa hàng binh khí thì đã là đêm muộn. Dương Đại và Võ Nhị đã ngủ, chỉ còn Lão Tôn là còn trong đèn chờ đợi. Thu nhập hôm nay sao, Triệu Bân cười hỏi. Đã bán hết vũ khí, kể cả hàng trong kho, không thừa kiện nào. Kiếm nhiều chứ hả? Triệu Bân than thở, thật sự đã đánh giá thấp năng lực của Liễu Thương Hải quá, muốn đập tiền đến chết ư. Ta đã cho người đi tra xét rồi, có cả của các gia tộc khác nữa. Trong dữ liệu của ta, Triệu Bân nói, Liễu Thương Hải không ngốc, còn biết tìm cứu viện. Có các gia tộc khác tham gia cùng thì mới không tốn nhiều tiền quá. Nhưng hắn chắc chắn rằng, luyện khí sư của Liễu gia đã bị hắn giết thì khác nào chặt đứt rễ của Liễu gia cơ chứ. Không có nguồn cung cấp thì sớm muộn cũng chỉ còn thùng rỗng mà thôi. Dùng tiền để đập chính là chuẩn bị cho sự phá sản. Thiếu gia, linh mạch của ngài. Lão Tôn nói nhỏ, nhưng không tiếp tục. Đã liền lại. Triệu Bân cười đáp, cũng không che giấu gì. Có được đáp án chính xác, Lão Tôn vui vẻ vô cùng, vậy luyện khí sư. Là ta, Triệu Bân cười. Lúc này, Lão Tôn cũng vui vẻ vạn phần, sự bồn chồn cũng đã bị xua đi không ít. Cửa hàng binh khí đóng 3 ngày đi. Triệu Bân cười nói, giao phó một câu rồi lại về phòng. Lão ca, Triệu gia sắp quật khởi rồi. Phía sau, Lão Tôn cầm bình rượu lên, rải xuống đất để tế bái lão gia chủ, rằng cháu trai của ông ấy đã hồi sinh, không lâu sau sẽ đưa Triệu gia đến một đỉnh cao huy hoàng. Trong phòng lúc này, Triệu Bân đã ngồi thiền xuống. Sau đó, hắn giải phóng hai luồng thú hỏa, vây quanh hai bên trái phải. Nguyệt Thần cũng truyền thụ thuật dung hỏa cho hắn. Có thần giúp đỡ, chuyện gì cũng dễ, Triệu Bân cũng yêu nghiệt lắm, cưỡng chế dung hợp. Ánh sao rực rỡ, mặt trăng sáng tỏ. Nửa canh giờ sau, một luồng lửa đỏ diễm lệ bay trên lòng bàn tay hắn, một đen một tím dung hòa thành màu đỏ. Triệu Bân không hiểu đạo lý bên trong, nhưng luồng lửa mới sinh ra này mạnh hơn loại lúc trước nhiều. Thú hỏa tiến vào đan điền, một sức mạnh nóng bức bao phủ toàn thân. Tiếng xương cốt va chạm vang lên, thú hỏa thêm thiên lôi, tẩy tủy dịch cân kinh phối hợp thái sơ thiên lôi quyết. Luyện thể bằng cái này thì đúng là quá bá đạo. Hắn cầm lấy chân nguyên đan, đầu tiên là ngửi trước rồi mới liếm nhẹ thử xem. Mùi ngọt nhẹ, thấm tận tâm can. Đan dược đi vào trong cơ thể liền hòa tan, một cảm giác thanh mát bao phủ toàn thân. Nơi sảng khoái nhất chính là tinh thần.
Vốn dĩ đầu hắn đang đau nhức, khi ăn xong chân nguyên đan thì cả người liền thoải mái, tinh thần sảng khoái, vẻ mặt tươi tỉnh. Tinh thần có sự lột xác. Lúc này, nếu như tiếp tục tôi luyện binh khí thì sẽ kéo dài được càng lâu hơn. Rảnh rỗi thì đến tài mãn lâu chút vậy. Triệu Bân cười khà khà, đó là một con đường để lấy đan dược. Sau đó, hắn mới lấy dụng cụ vẽ bùa ra, nhấc bút chấm mực, vẽ ngang dọc lên giấy bùa. Tinh thần nâng cao nên vẽ bùa cũng thoải mái hơn nhiều. Mà càng vẽ thì thủ pháp cũng càng quen thuộc và điều luyện, không còn cứng ngắc như trước nữa. Chất lực của bùa cũng ổn định tăng lên, có thể cho thêm sét và lửa vào, uy lực sẽ càng mạnh, Nguyệt Thần cười nói. Được, Triệu Bân tràn đầy tinh thần, có thêm sét và lửa, bùa nổ ra liên tục. Sau này đánh nhau với người khác, đánh không lại thì nổ. Liễu gia các ngươi mà còn dám láo toét thì toàn bộ số bù nổ này sẽ được ném vào trong nhà các người đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trời đã gần sáng, Triệu Bân mới dừng bút. Tinh thần hắn có được tăng cấp, nhưng hắn cũng rất mệt. Vẽ bùa thực sự tốn rất nhiều tinh lực. Nhưng thành quả thì lại rất tốt. Nhìn trên bàn, có một chồng bùa dày, còn chói mắt hơn cả ngân phiếu. Chủ yếu là uy lực lớn, tất cả đều có thêm sét và lửa. Hắn không nhìn bùa nổ nữa, sờ một viên linh châu nhỏ màu xanh lục lấy từ người tư không lần trước. Viên ngọc này có thể đoán được tu vi của người khác. Từ một ý nghĩa nào đó thì tư không đã bị nó hại. Chính vì đoán được tu vi cảnh giới ngưng nguyên của Triệu Bân cho nên gã mới lơ là cảnh giác, đi theo lúc nửa đêm, và bị giết người cướp của. Tiếc là đã không trộm được gà còn mất nắm gạo. Con người mà, dù gì vẫn phải khiêm tốn mới được, người xưa có câu rồi, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao. Như tư không, tự cho Triệu Bân chiếm lợi của mình. Kể từ ngày hôm nay, ta sẽ ngủ một giấc sâu để dưỡng thần phách, Nguyệt Thần bình tĩnh nói. Ngủ say, Triệu Bân nhíu mày, lâu không? Có thể là mấy ngày, có thể là mấy năm, ai nói rõ được. Ngươi tự cứu mình đi, Nguyệt Thần nói xong thì gửi đến một mảnh chữ vàng. Là một bộ công pháp hoàn chỉnh. Là bộ công pháp tàn phá của ông già mặc áo vải thô, giờ nó đã được cô ta diễn hóa thành hoàn chỉnh. Dù gì thì cũng phải lấy nó đi để đổi thành đan dược chứ. Còn một lần truyền bao nhiêu thì phải xem Triệu Bân tính toán thế nào rồi, hắn vẫn hiểu đạo lý khe nhỏ sông dài, tích tiểu thành đại chứ. Trong đầu, Nguyệt Thần đã yên tĩnh ngủ say. Triệu Bân không đánh thức mà thu lại bùa cùng đồ nghề, duỗi eo ra ngoài. Thiếu gia, nhóm lão tôn đều ở đây, vì cửa hàng binh khí chưa mở cửa nên bọn họ bận rộn trong tiểu viện. Bận rộn ở đây chính là di chuyển binh khí. Mấy ngày này thu mua được không ít binh khí cấp thấp, đã chất đầy tiểu viện rồi. Nơi này có vẻ hơi nhỏ nhỉ. Triệu Bân nhìn một vòng, khắp nơi toàn là binh khí, chẳng có mấy chỗ trống. Cần phải mở rộng quy mô thôi. Ăn xong, lão tôn đi đến quán trà ở phía nam rồi mua lại với giá cao. Sau đó thì đến tiệm đồ cổ ở phía Bắc, cũng thu mua lại. Như vậy, tiệm đồ cổ phía Bắc, cửa hàng binh khí trung tâm và tiệm trà phía Nam, liên kết mật thiết. Dỡ bỏ đi vách tường thì hoàn toàn sẽ hợp lại thành một. Không chỉ có mặt tiền, tiểu viện phía sau cũng được mở rộng. Lần cải tạo này hết hẳn một ngày. Một ngày mới nữa lại đến, mặt tiền cửa hàng binh khí Triệu gia cực kỳ đồ sộ. Đã đóng cửa rồi mà còn làm to vậy cơ. Người qua đường nhìn về phía cửa hàng binh khí Triệu gia giờ đã lớn hơn cửa hàng binh khí Liễu gia rất nhiều. Sáng sớm, Lỗ Mãng vẫn đến đầu tiên. Có tiền nên đại hán râu rậm này cực kỳ chăm chỉ, kéo một xe ngựa đầy binh khí đến. Tìm ở đâu ra mà nhiều vậy? Triệu Bân chống tay đi quanh xe ngựa, than thở không dứt. Bí kíp riêng đó. Lỗ Mãng cười hề hề, kiếm một xe này cũng chẳng tốn bao nhiêu công. Có hứng thú gia nhập vào cửa hàng binh khí Triệu gia ta không? Triệu Bân cười nói, cửa hàng mở rộng, cũng phải tìm thêm nhân thủ. Ví dụ như hộ vệ cho cửa hàng binh khí. Người như Lỗ Mãng là hợp lý nhất rồi, tìm thêm mấy người nữa thì cửa hàng binh khí sẽ an toàn. Nói trắng ra là muốn bồi dưỡng thế lực cá nhân. Khi ra ngoài mà muốn đứng vững gót chân, một mình hắn không bao giờ là đủ. Gia nhập cửa hàng binh khí có lương không? Lỗ Mãng xoa tay, cười ha ha, cũng nên tìm việc ổn định thôi. Ngươi ra giá đi, ta sẽ phát lương. Triệu Bân mỉm cười, vẫn hào phóng như cũ. So với tiền,
hắn quan tâm lòng người hơn. Được thôi, Lỗ Mãng cũng sảng khoái, không phải dạng ăn tham, chỉ lấy giá cao hơn thị trường một chút là được. Quan trọng nhất là gã nhìn Triệu Bân rất thuận mắt. Triệu thiếu gia này không hề tệ như lời đồn, ít nhất thì rất chân thành đối đãi với người khác. Lại tìm thêm mấy người nữa nhé, Triệu Bân cười nói, đưa ra một bình rượu. Ta đã hiểu ý của thiếu gia rồi, Lỗ Mãng nhận lấy rượu rồi quay đi. Đến trưa, Lỗ Mãng quay về. Đi cùng gã là 7-8 võ tu khác, cảnh giới phần lớn là chân linh, cao nhất là tầng 9. Đến đêm, hậu viện cửa hàng binh khí tổ chức yến tiệc, rượu ngon thịt ngọt đầy bàn. Phong phú vậy sao? Lỗ Mãng chép miệng, thành viên mới đến cũng lộ ra thần sắc tương tự. Thân là võ tu, ai cũng có tiền. Nhưng đều đốt cả vào tu luyện, bình thường rất không nỡ mua rượu thịt. Địch mợ nó, đến đây thì lại được ăn thỏa thích. Sau này, bữa nào cũng có rượu thịt, võ nhị cười nói, ôm bình rượu ra rót. Đây đúng là chuyện tốt. Mọi người nghe vậy đều cười vui vẻ, cửa hàng binh khí của Triệu gia đãi ngộ tốt thật đấy. Phòng bên có binh khí đấy, mỗi người lấy một món nhé, ăn xong tự chọn. Triệu Bân cười nói, thân là chủ cửa hàng, phải có quà gặp mặt chứ. Miễn phí, miễn phí. Được thôi, nghe được hai chữ này, mọi người đều thoải mái cả ra, ăn xong thì vội vàng đi chọn binh khí. Binh khí của Triệu gia bán 50 lượng đấy. Xong bữa, ai cũng tươi như hoa, trông rất hào hứng. Sau bữa ăn có gì thì Triệu Bân cũng không xem nữa. Nhưng có thể nghe thấy tiếng cười tràn ngập tiểu viện từ trong phòng, ai cũng ôm binh khí cười ngốc nghếch. Triệu thiếu gia thật sự quá hào phóng mà. Đã nói rồi, không thể đen đủi mãi được, cuộc đời con người rồi cũng sẽ gặp được quý nhân của mình thôi. Cửa hàng binh khí phân công rõ ràng. Ông chủ đương nhiên vẫn là Triệu Bân, Lão Tôn làm quản gia, Dương Đại và Võ Nhị là trợ thủ, Lỗ Mãng mới gia nhập phụ trách thu mua binh khí, nhưng khác trước, gã chỉ cần ở cửa hàng chờ thôi. Còn những người gã mang đến thì trở thành thủ vệ của cửa hàng binh khí. Sau khi sắp xếp một lượt, Triệu Bân mới chuyên tâm tôi luyện binh khí, khóa mình trong phòng. Có sấm sét kết hợp với thú hỏa, tốc độ tôi luyện nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc ấy, hắn có liếc qua Nguyệt Thần, xác nhận là cô ta đang ngủ say, không chút động tĩnh. Khi nào cô mới tỉnh đây? Triệu Bân thu mắt, còn chờ Tú Nhi đưa ta đi bay nữa chứ. Trong lúc này, một đao một kiếm đã luyện thành. Nói là luyện thành, không bằng nói tẩy hết được tạp chất rồi luyện hóa một lần. Nhưng như vậy cũng đã đủ. Thu thập cửa hàng binh khí Liễu gia cũng chẳng cần dùng đến luyện khí sư đâu. Triệu Bân thu mắt, liếc về phía trên, có tiếng gạch ngói di chuyển. Rõ ràng là trên nóc nhà có người. Nửa đêm nửa hôm, chạy lên nóc nhà người ta, không phải trộm thì là do thám. Hắn đã quen rồi. Từ khi cửa hàng binh khí Triệu gia có thượng phẩm, cứ mấy hôm là có người đến thăm thú, toàn vào nửa đêm. Không cần hỏi cũng biết là thám tử Liễu Thương Hải phái đi. Chuyện nằm trong dự liệu của hắn là, nếu mà là Liễu Thương Hải thì chạy sẽ càng chăm chỉ. Ngươi, xuống đi, bên ngoài có tiếng thét. Lỗ Mãng cũng nhận ra được thám tử, bèn cầm đao đầu quỷ hô hoán trong viện. Đừng coi thường gã, bình thường nói to thế thôi chứ rất tinh tế. Tiêu tiền của người ta thì gã cũng phải cống hiến hết sức chứ. Chạy à, chạy đi đâu? Không chỉ có một mình Lỗ Mãng hét lớn, còn cả mấy thị vệ khác cũng đã đuổi lên mái nhà. Nhưng tiếc là tốc độ của do thám quá nhanh, không theo kịp. Từ đầu đến cuối, Triệu Bân chẳng đi ra khỏi phòng. Một do thám nho nhỏ, hắn lười xử lý. Phải tìm một chỗ dựa thôi. Triệu Bân lẩm bẩm, trong ánh nến, ánh mắt hắn lộ vẻ suy tư. Tư không bị giết, một hai ngày thì không sao, nhưng để lâu Liễu gia chắc chắn sẽ nghi ngờ. Không tìm được Tư không thì đi điều tra. Mấy cửa hàng binh khí đấu đá nhau, sớm muộn cũng sẽ tra ra cửa hàng binh khí Triệu gia. Lúc ấy, kẻ do thám sẽ không còn là cảnh giới chân linh nữa. Dù gì cũng là luyện khí sư được mời đến, đừng nói là Liễu Thương Hải, đến Liễu Thương không cũng phải quan tâm chặt chẽ. Cho nên phải tính toán từ trước mới được. Như nhóm Lỗ Mãng bọn họ, phòng được chân linh, nhưng không phòng được cảnh giới huyền dương. Ông chủ của Tài Mãn Lâu có lẽ là một lựa chọn không tồi. Triệu Bân suy đi tính lại, ông già mặc áo vải thô là thích hợp nhất, chẳng cần làm gì, đến đây ngồi là được.
Đêm dần trôi qua. Sáng sớm, Triệu Bân đã ra khỏi cửa hàng binh khí, tìm một áo bào đen che mặt, đi thẳng đến chợ đen. Lại đến Tài Mãn Lâu, ông già mặc áo vải thô vội vàng đứng dậy. Nhìn thần thái đó không phải nhiệt tình bình thường đâu, bưng trà rót nước như một hậu bối. Nhưng Triệu Bân thì không còn bình tĩnh như trước nữa. Lúc trước là có Nguyệt Thần thầm giúp đỡ, có đủ khí thế, nhưng giờ Nguyệt Thần đang ngủ say, hắn không khỏi có chút hoảng loạn. Nói thì nói vậy, nhưng vẫn phải diễn cho ra trò. Cũng may trước khi ngủ, Nguyệt Thần đã để lại bộ công pháp hoàn chỉnh cho hắn, chỉ còn xem hắn dùng thế nào thôi. Tiền bối mời dùng trà. Ông già mặc áo vải thô vừa nhiệt tình vừa cung kính với Triệu Bân. Cung kính, đương nhiên là phải cung kính chứ. Mấy ngày này trọng tu, bệnh tình đã giảm đi nhiều, công pháp mới đúng là rất huyền diệu. Chính vì thế mà ông ta mới cảm kích. Ngoài cảm kích ra thì còn kinh ngạc về kiến thức của Triệu Bân. Không ngờ Triệu Bân lại có công pháp tu phục. Tiền bối này có lai lịch thế nào vậy? Câu nói này luôn hiện hữu trong đầu ông ta. Nhưng cũng chẳng có cách nào. Có trách cũng phải trách thế giới này nhiều ngọa hổ tàng long quá, ông ta vẫn không thể biết hết được. Có đan dược không? Triệu Bân lạnh nhạt nói, nâng ly trà nên khẽ nhấp một ngụm. Trong lúc đó, hắn còn lén nhìn tu vi của ông già, đúng là một nhân vật mạnh, cảnh giới địa tàng, nói giảm là giảm được. Có chứ. Ông già mặc áo vải thô cười đáp, lấy hộp ngọc vuông ra, vẫn là một viên chân nguyên đan. Ông ta đã tốn không ít công sức vì viên đan này đó. Cũng có thể vì thời gian ngắn quá, không kịp tìm, dù gì đây cũng là thứ quý hiếm. Triệu Bân chưa nhìn đan dược mà chỉ nhấc bút lên. Nhìn cách hắn diễn, thật sự rất giống thật, vô cùng trôi chảy. Không có Nguyệt Thần, hắn vẫn có thể che giấu kỹ càng. Có lẽ đây là một loại tu hành khác, rèn luyện tâm cảnh của mình. Không biết đến lúc nào, hắn mãi mới thu bút. Ông già mặc áo vải thô vội vàng nhận lấy. Như những gì ông ta dự liệu, Triệu Bân vẫn chưa đưa ra bộ công pháp hoàn chỉnh. Hoặc là nói, là ông ta chưa đưa đủ lợi ích. Chỉ một viên chân nguyên đan mà muốn đổi lấy cả bộ công pháp, làm gì có chuyện dễ thế. Ngược lại ông ta còn thấy hơi xấu hổ. Khiến người này chờ 3 ngày mà chỉ được một viên đan dược, thật sự là quá ngại đi. Hôm nay, ta cần đi xa một chuyến. Triệu Bân nói xong thì chậm rãi đứng dậy, cầm theo cả chân nguyên đan. Ông già mặc áo vải thô vội vàng muốn ngăn lại, tiền bối đi thì ta biết làm sao chứ. Sau này tìm được đan dược thì đưa đến cửa hàng binh khí tìm đồ đệ của ta là Triệu Bân, hắn sẽ đưa công pháp cho ngươi. Triệu Bân, ông già sửng sốt, Triệu Bân của Triệu gia à? Đúng vậy, Triệu Bân khẽ kéo áo, bước ra ngoài cửa hàng rồi đi xa dần. Ông già mặc áo vải thô sau lưng hắn lộ ra cảm xúc kỳ quái. Ở thành Vong Cổ, ông ta sao có thể không biết Triệu Bân cơ chứ? Lúc trước là kỳ tài võ đạo, giờ là phế thể đứt mạch. Vậy mà làm được đồ đệ của tiền bối ấy. Ông già mặc áo vải thô lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm. Khi nào rảnh phải đi xem mới được, Triệu Bân này không đơn giản chút nào. Kỹ năng diễn xuất của ta đúng là quá tinh xảo. Trên đường trở về, Triệu Bân cứ cười khà khà, thỉnh thoảng còn nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần chưa tỉnh, ngủ cực kỳ sâu. Sau đó hắn tăng tốc hơn nữa, đi ra xa một tí, rồi lại quay ngược về, dừng trước một sạp hàng bày đủ loại đồ vật, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào một thứ. Một thứ phát ra ánh sáng nhạt, chứa đầy tơ tằm. Tơ thiên tằm. Triệu Bân than nhẹ, giống như nhận ra, hoặc là đã từng nhìn thấy trong sách cổ. Thiên tằm là một loại cực kỳ quý hiếm. Tơ do nó nhả ra tốt hơn loại bình thường rất nhiều. Tơ này mà đan thành áo thì có thể nuôi dưỡng thể phách, vì tơ của nó có một loại sức mạnh kỳ quái trời sinh. Chắc cô ấy sẽ thích lắm. Triệu Bân cười nói, cô ấy ở đây chính là Liễu Tâm Như. Ta lấy món này. Triệu Bân lấy ngân phiếu ra rồi cầm tơ thiên tằm đi. Khi ra khỏi chợ đen, hắn rẽ vào một tiệm may. Hắn đặt tơ thiên tằm ở đó, làm một bộ váy. Khi trở về gia tộc, hắn sẽ tặng cho thê tử. Vợ đã có thì cha cũng không được thiếu. Hắn chọn một viên ngọc cổ màu mực, ánh sáng mát mẻ mà giá cả cũng không tệ. Tiếp theo lại là sòng bạc dưới lòng đất. Nếu đã đi qua rồi thì phải vào chứ, không cần thắng nhiều, mấy trăm lượng thôi. Hắn thấy quản gia sòng bạc đã vội lắm rồi. Mấy ngày rồi còn không thấy chủ tử đâu,
Diêm lão quỷ lạc đường rồi hay sao chứ? Triệu Bân thì biết rõ, nhưng chẳng nói ra. Một ngày mới lại đến, cuộc chiến lũng đoạn giữa các cửa hàng binh khí lại bắt đầu. Cửa hàng binh khí Triệu gia khai trương, khách hàng lũ lượt đến xem. Bọn họ đều là người giàu, không mua thì thôi, mua là mua số lượng lớn. Chưa đến trưa mà binh khí đã bị mua sạch. Triệu Bân vẫn bình tĩnh, quay về cửa hàng binh khí rồi khóa mình trong phòng, liều mạng tôi luyện. Mua đi, mua tiếp đi, mua đến lúc hết tiền đi, ta chỉnh chết các người. Cửa hàng binh khí Triệu gia lại đóng cửa, người đi đường xem vậy đều ho khan. Cửa hàng binh khí đang tốt lành, cứ hai hôm ba bữa lại đóng cửa. Nhưng người có mắt nhìn đều đoán ra được, lần đóng cửa này không tầm thường. Binh khí của người ta được mua sạch, dù tính thế nào thì cũng sẽ không lỗ. Tiếp tục canh chừng. Liễu Thương Hải hừ lạnh, có mấy đại gia tộc ủng hộ, lão ta đã có tiền rồi. Tư Không đã mấy hôm rồi chưa về. Vương Đức ở bên cạnh rón rén, nói chuyện cũng rất cẩn thận. Gã vốn có tính cách kỳ quái, chắc đi mấy hôm thì về thôi. Liễu Thương Hải đáp, chẳng quan tâm lắm. Lúc này lão ta chỉ muốn nghĩ xem làm sao chỉnh chết cửa hàng binh khí Triệu gia thôi. Còn Tư Không sẽ có người khác đi tìm, gia chủ Liễu Thương Không sẽ gấp hơn lão ta nhiều. Đúng là lúc này Liễu Thương Không rất lo lắng. Tốn bao nhiêu tiền mời một luyện khí sư khách mời đến, tính cách khó chịu chưa nói, lại còn ra ngoài mấy ngày liền, thứ cần luyện thì không luyện, ra ngoài không chịu về, thật sự không có quy tắc gì cả. Gia chủ, cửa hàng binh khí bên đó. Quản sự Liễu ra hỏi nhỏ, Liễu Thương Hải không dám đến tìm Liễu Thương Không, chỉ đành nhờ ông ta truyền lời. Vì chuyện này mà Liễu Thương Hải cũng tốn không ít tiền, mục đích rõ ràng là muốn xin tài trợ của gia tộc. Lão ta đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Liễu Thương Không hừ lạnh, nói chuyện không chút che giấu. Thân là gia chủ, sao lão ta có thể không biết mấy chuyện đó được? Mua bình thường thì có tác dụng gì, tìm được luyện khí sư của Triệu gia mới là chính xác. Nếu cứ mua thế này, không biết có lũng đoạn được không, nhưng chắc chắn là chăm sóc rất tốt cho việc làm ăn của Triệu gia. Đi tìm Dương lão, đêm nay lại đến thăm dò cửa hàng binh khí Triệu gia tiếp, Liễu Thương Không lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén, tìm luyện khí sư của nhà chúng, lôi kéo được thì tốt, không thì giết. Vậy còn bên cửa hàng binh khí ạ, quản sự Liễu gia lại hỏi. Không cần quản, Liễu Thương Không phất tay, mà, tiếp tục tìm cô lang dạ hành đi. Vâng. Sau đó, Liễu Thương Không thở dài, sắc mặt cực kỳ khó coi. So với cửa hàng binh khí, lão ta quan tâm đến tiền trang hơn nhiều. Cho đến giờ mà vẫn chưa tìm được cô lang dạ hành, giống như đã biến mất khỏi nhân gian vậy. Tiền trang cần tín nghĩa hơn. Cô lang dạ hành làm vậy, ai còn dám đến tiền trang gửi tiền nữa, đây chính là tổn thất lớn nhất. Vì vậy, tiền trang lại có thêm hai lớp phòng hộ. Còn ai dám đến nữa thì sẽ có cảnh giới địa tàng giết chết kẻ đó. Cửa hàng binh khí của chúng ta dạo này làm ăn tốt thật. Tiếng bàn luận trong Triệu gia vang lên không ngớt, động tĩnh lớn như thế không muốn biết mới khó. Triệu Bân tìm đâu ra luyện khí sư nhỉ? Đến cả đại trưởng lão đều nghi ngờ, lão ta sớm nghe nói đến rồi, nhưng chưa từng hỏi qua. Nhưng lão ta cũng không lo lắng. Đệ tử bị phái ra ngoài dù có kiếm nhiều tiền đến mấy cũng vô dụng. Khi Triệu Uyên thoái vị, con trai lão ta thượng vị, thì Triệu Bân cũng chỉ là người làm công cho chủ mới mà thôi. Nghĩ đến Triệu Uyên, lão ta nhìn sang biệt uyển của gia chủ. Từ khi Triệu Bân rời đi, Triệu Uyên liên bế quan, cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Ba ngày nhanh chóng qua đi. Sáng sớm, tại đường lớn thành vòng cổ, mọi thứ vẫn náo nhiệt như thế, tiếng mua bán ồn ào. Tính ra cũng phải nửa năm chưa ra khỏi chợ đen rồi đấy. Ông già mặc áo vải thô chắp tay, thảnh thơi đi dạo trên phố, nhìn bên này lại ngó bên kia. Được hôm rảnh rỗi, đi về phía cửa hàng binh khí Triệu gia. Ba ngày không tính là ngắn, ông ta lại tìm được đan dược, không tìm thấy lão tiên bối kia, chỉ đành tìm Triệu Bân. Tiện thể xem tên nhóc này có gì khác biệt mà được lão tiên bốt đó xem trọng. Mấy ngày này, khí tức của ông ta đã bình ổn hơn, tu lại công pháp cũng không còn đau đớn như cũ nữa. Trong lúc ông ta đang đi đường, đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên. Vẫn là Bạch Vân Câu, vẫn là thiên chi kiêu nữ đó, đi thẳng một đường như mây trắng bay qua. Ánh mắt người đi đường sáng chói, vừa nhìn Bạch Vân Câu, vừa nhìn Liễu Như Nguyệt. Thiên chi kiêu nữ đúng là thiên chi kiêu nữ. Người đẹp ngựa đẹp,
Nhân tài cỡ này đi đến đâu cũng chói mắt. Cô ta là đồ đệ của con nhóc Vân Phượng à, quả nhiên bất phàm. Ông già mặc áo vải thô vuốt râu, nhìn Liễu Như Nguyệt. Luận về tư chất thì cũng kinh diễm đấy. Còn về con nhóc Vân Phượng mà ông ta nói thì chính là sư phụ của Liễu Như Nguyệt. Cũng tiếc là Triệu Bân không biết, nếu biết thì không rõ sẽ bày tỏ ra dáng vẻ gì, tốt xấu gì cũng là người từ Thiên Tông, sâu không thể lường được, nhưng lại bị gọi là con nhóc Vân Phượng. Ông này có vị trí cao thật đấy. Người thì tốt, nhưng tính tình thì... Ông già mặc áo vải thô không nhìn nữa, lại bổ sung một câu. Thành vong cổ này ai mà không biết con cờ mà Liễu gia hạ chứ, không muốn gả thì thôi nói luôn, lại còn lén thay cột đổi xà như vậy, quá khốn nạn. Còn cả con nhóc Vân Phượng kia nữa, đêm đó chắc phải oai phong lắm. Khi nào về Thiên Tông phải nói chuyện với nó mới được. Rảnh rỗi thì ở nhà đi, đừng có đến nơi khác làm loạn như thế, không người ta lại đánh chết cho. Ví dụ như vị sư phụ đáng sợ của Triệu Bân. Không khéo đó lại là cảnh giới thiên võ, bắt nạt đồ đệ của người ấy thì không đến tìm ngươi tính sổ mới lạ. Trong lúc nói chuyện, ông ta cũng đã đến cửa hàng binh khí Triệu gia. Triệu Bân ở đó, vẫn ngồi gật gù chỗ quầy thanh toán. Thực ra thì hắn đang lĩnh ngộ thiên thư huyền môn, mà còn một lúc làm nhiều việc, tiện thể tu luyện bước phong thần, lúc nào hắn cũng không ngơi tay. Có cảnh giới huyền dương. Triệu Bân than nhẹ, chỉ vì viên linh châu đó sáng lên màu tím, tức là trong phạm vi nhất định có cảnh giới huyền dương bước đến. Xem độ đậm của màu tím thì tức là một cảnh giới huyền dương đáng sợ. Tới rồi. Triệu Bân lén nhìn, thấy là ông già mặc áo vải thô đang nho nhã đi tới. Hắn liền lập tức giả ngủ, tiếp theo chính là thời khắc diễn xuất rồi đấy. Ông già mặc áo vải thô đã đi vào, nhìn quanh cửa hàng binh khí thì nhướng mày. Đúng là chả ra làm sao, đến ông chủ còn đang ngủ gật, mà trên giá thì trống không, chẳng có binh khí gì. Ái chà, thú vị thật. Không có binh khí để bán thì sao không đóng cửa ngủ đi. Rảnh ghê. Lúc này ông ta mới đi đến trước quầy, gõ nhẹ mấy cái. Triệu Bân bị gọi dậy, mắt tèm nhèm nhìn quanh, rồi lại định ngủ tiếp. Chọc tức ông già này chơi, dù gì ông cũng phải nói chuyện chút chứ. Sau ba lần hít thở, mới thấy Triệu Bân ngẩng đầu, rồi nói hôm nay cháy hàng. Có lấy đan dược không, ông già mặc áo vải thô nói nhỏ. Lúc này, Triệu Bân mới ngẩng đầu hẳn hoi, cố tỏ vẻ không quen biết, nhìn ông ta một lượt. Sau đó, hắn mới thăm dò, hỏi, đến từ chợ đen sao? Người đoán xem, ông già mặc áo vải thô nói, rồi tự giác đi vào nhã gian. Triệu Bân mỉm cười, rồi bước theo. Trong nhã gian, ông già mặc áo vải thô đã ngồi xuống, pha trà tự thưởng thức. Sư phụ nói rồi, thấy đan dược mới đưa công pháp. Triệu Bân ngồi xuống, lấy tay ra che mặt ngáp, cũng không biết là diễn trò hề gì. Được. Ông già mặc áo vải thô không nói nhiều, đặt một hộp ngọc lên, ba viên chân nguyên đan được bày nghiêm chỉnh. Thơm thật. Triệu Bân hít một hơi, tay thì đưa công pháp ra, vẫn chỉ là một phần. Sư phụ ngươi đâu? Ông già mặc áo vải thô nhận lấy, nhìn không có vấn đề gì, thật ra cũng khá quan tâm. Đi chơi rồi. Triệu Bân bắt đầu lừa dối, tùy tiện lấy lý do. Sư phụ ngươi có lai lịch gì? Ông già cầm lấy công pháp, cười hỏi Triệu Bân, muốn biết chút tin tức từ hắn. Thiên Tông. Triệu Bân duỗi eo đứng thẳng, nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước. Thiên Tông cũng tốt, Thiên Tông ghê gớm lắm đấy. Ông già mặc áo vải thô ngồi thẳng dậy, vuốt râu, nói một câu thấm thía. Thiên cái con mẹ nhà ngươi ấy, ông đây có bao giờ gặp đâu. Nói dối, thằng nhãi này chắc chắn là đang nói dối, là vì không muốn cho ông ta biết nên mới lấy Thiên Tông ra. Lúc nào ông ấy về? Ông già mặc áo vải thô hỏi. Triệu Bân nhún vai, ông ấy là thần long thấy đầu không thấy đuôi mà. Thế thì lão hủ sẽ ở đây đợi. Ông già mặc áo vải thô vẫn tự giác như thế, đi ra khỏi nhã gian, không về luôn mà đi ra hậu viện. Rõ ràng là muốn ở lại. Trước khi đi, ông ta còn nhìn Triệu Bân một cái thật sâu. Nói mà, tên nhãi này đúng là bất phàm. Cho dù là phế thể đứt mạch nhưng rõ ràng cũng đã nối liền lại linh mạch, đã trở thành võ tu, mà trong cơ thể không chỉ có thiên lôi, còn có một loại thú hỏa cực kỳ đáng sợ. Chân nguyên của hắn còn tinh túy hơn võ tu cùng cấp nhiều. Chẳng trách mà lão tiền bối kia nhận hắn làm đồ đệ.
mới qua bao lâu mà tu vi đã tịnh tiến rồi? Hóa ra ngươi chính là luyện khí sư đó. Ông già mặc áo vải thô âm thầm than thở, có thú hỏa, có thiên lôi, đương nhiên là có tư cách luyện khí. Lão tiền bối đó dạy dỗ tốt thật. Tiếc là cả thành vong cổ này, kể cả Triệu gia Liễu gia, đều đang ngơ ngác không biết gì. Vân Phượng à, người chọn sai đối tượng chèn ép rồi. Ông già mặc áo vải thô thở dài, lắc đầu, cũng đang tiếc thay cho Liễu Như Nguyệt. Một cọc hôn sự tốt như thế, kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Một thiên tài võ đạo mà lại bị ngươi đẩy ra ngoài. Đạt được mục đích rồi. Triệu Bân không biết ông già mặc áo vải thô nghĩ gì, chỉ đang vui thầm trong lòng. Cuối cùng cũng dụ được một chỗ dựa. Ông già mặc áo vải thô sẽ không gây ra điều gì bất lợi cho hắn chứ? Chắc là không đâu. Hắn có một vị sư phụ siêu đỉnh không tồn tại đấy. Ít nhất thì khi sư phụ chưa xuất hiện, công pháp chưa đầy đủ, ông ta sẽ không ra tay.